xuống lên đây. Con bưng cái này xuống này. Này. Nó lên xuống là bà. Con bà mày uống nước đầu đi. Hết rồi. Mà sẽ thao mùi xịt tim nữa mà. Thao mùi xịt tim nữa. Hello mấy chị nào vô xem like rồi á, mấy chị comment lên cho em nha. Ê con, có cái bút lông của đứa nào nè, bút tô màu nè, mấy chị comment cho em xíu coi thử nó có bị ẩn comment không ha. Tại vì hôm nay em không thông báo like, không biết là mấy chị có biết em like hay không nữa. Hàng về đầy nhà quá, em hàng quần áo á, nó hàng quần áo của mấy chị là đã đặt rồi á, thì là đã về tới shop rồi. Còn mà hàng quần áo mà chưa có đặt á thì cái chuyến sau nó mới về nữa nha mấy chị. Cái chuyến sau mới về, cái chuyến này là chỉ về được thực phẩm chức năng với lại là hàng sữa tắm dầu gội. Còn quần áo là nó về chuyến sau nha. Mới hàng mới có về tới shop được một nửa à. Cái hồi nãy con đã đây mà. Còn một nửa nữa. Thôi con cẩn thận cái đổ cái ly nước mía kìa. Cái ly nước mía kìa. Rồi em thấy chị Kiều Quyên nha, có chị nào lên nữa không? Có chị nào lên nữa không? Thì bây giờ em like hàng thực phẩm chức năng với lại là hàng mỹ phẩm nha. Còn mấy chị đợi chắc ngày mai hoặc ngày mốt gì đó thì hàng quần áo nó sẽ về. Thì em sẽ like hàng quần áo Thái nha, tại vì hàng nó chia em bên đó, em bên Thái em đóng hàng không có kịp. Em đóng hàng không có kịp nên là đóng xong cái nào thì về trước cái đó. Hàng mấy chị đã đặt đó thì nó đã về được tới shop rồi đó. Còn hàng mà quần áo mà chưa đặt mà để em like á thì em đóng hàng về sau nha. Rồi con thấy của Hồng Kim nha. Hàng của Hồng Kim là đủ rồi đó. Đầy đủ rồi đó. Mẹ cho con cái này nha mẹ. Mỹ phẩm nó còn cái dầu ủ tóc được nữa thì là em đóng hàng được sau á. Mấy chị biết qua bên đó mang mà không có đủ tiền. Không có đủ tiền xong rồi phải bên nó rút thẻ visa nó rất là mắc. Tới cái phí của nó là tới ví dụ như rút 10 triệu thì tốn mất đâu rút một lần 5 triệu chứ. Thì tốn mất khoảng là 10, rút 10 triệu thì tốn bao nhiêu ta? Rút 10 triệu thì tốn là 800 mấy chục ngàn á. 800 mấy chục ngàn á. Trời ơi cái phí nó rút mắc quá trời luôn. Thành thử là em phải nhờ cái dịch vụ là chuyển tiền hộ á. Thế là bên này mình chuyển khoản cho cái người bên này xong rồi bên đó nó đưa tiền, nó quy ra tỷ giá rồi nó ăn phần trăm trên lệch á. Phải lấy tiền bên bển nữa. Đi mà thiếu tiền. Tại vì hàng nó có mấy cái đợt sale, nhất là cái hàng mà collagen rồi đây nè. Trời ơi em hốt quá trời luôn. Để quay cho mấy chị xem nè. Đây mấy chị thấy không, collagen em lấy nè. Trời ơi hàng collagen nó sale quá. Nó sale cái hũ đó là bình thường là 550 bạc. 550 bạc mà bây giờ nó sale còn có 290 à. Nó sale còn 290 à, có nghĩa là nó sale gần một nửa luôn. Nó sale gần một nửa luôn. Trời ơi, rẻ quá trời quá đất luôn. Đây hôm bữa giờ thử nè. Hôm bữa giờ thử cái collagen nè mấy chị. Uống nó như xị tinh vậy đó. Mấy chị đổ cái gói này vô trong ly nước đó, xong rồi mình đổ cái bột vô. Nó bay cái mùi giống như xị tinh dâu vậy đó. Uống rất là ok. Còn cái này là cái đề tóc nè. Em cũng cái này là tính lấy nhiều và nhưng mà ở em gom được có 3 cái question nhưng mà chỉ gom được có khoảng chừng 20 hộp và chứ không có nhiều.
20 hay 30 hộp gì đó, là gom được ba cái question. Mỗi cái question nó chỉ có là 12 hộp thôi. Đó, rồi có một cái nữa nó chỉ có 6 hộp thôi. Nó ít hàng lắm, nó ít hàng lắm. Là gom được cái đề tóc nữa nè, cái đề tóc mà giảm cân này, hỗ trợ giảm cân cho mấy chị cái đề tóc nè. Đó, mấy chị nói mua thuốc giảm cân nhưng mà thuốc giảm cân nó mắc quá mà không có thấy chị nào. Tại vì em không có dám mua bậy bạ, toàn là vô tiệm thuốc tây xong rồi hỏi. Thì nó có cái hãng Blackmore, là nó nói là cái hãng đó là cái hãng mà hàng thuốc giảm cân ok nhất bây giờ hiện tại của Thái luôn á, là em trực tiếp vô trong tiệm thuốc tây luôn á. Ở bên Thái tiệm thuốc nó nhiều lắm chứ nó không phải như mà ở bên Trung Quốc mà ít tiệm thuốc đâu. À, bên Thái là cứ hở mình đi một chút xíu là nó có cái pharmacy liền rồi. Thì mình vô mình mới hỏi là bây giờ là muốn tìm thuốc giảm cân thì cái loại nào mà tốt nhất ở Thái hiện nay á, thì nó có đưa cho một cái hũ Blackmore, rồi một cái hũ nữa là cái S-Line á, mà cái Blackmore thì quy ra thì nó rẻ hơn cái S-Line. Tại vì cái S-Line một hộp của nó chỉ có 10 set thôi, còn cái Blackmore là tới 60 viên, nó rẻ hơn. Nhưng mà cái giá của nó tới 700 hay 800 mấy gì nó mắc quá, nên là em có đăng hình lên chị nào đặt đó thì em mới lấy thôi. Đó, chứ còn em không có lấy sẵn về. Giá nó cao mà nếu như về mà không có bán được thì nó sẽ bị ứ em. Còn cây đề tóc này mấy bữa nay em uống được tới gói thứ ba luôn rồi, uống được tới gói thứ ba luôn rồi. Thì cái này á nó là dạng đề tóc, nó hoàn toàn từ thiên nhiên không nè mấy chị. Đây đây nè, nó ghi nè cái inulin này nè, inulin gì nè, là cái chất xơ mà từ thực vật á, nó làm 100% từ thiên nhiên hết. Đây nó có cái thành phần của nó nè, ví dụ như nha, là cái từ bắp cải xanh nè là bao nhiêu phần trăm nè, rồi từ cái củ nghệ nè bao nhiêu nè, gạo lứt nè, nó bắp cải xanh nè, rồi à quên, cái bắp cải xanh là bên này chứ, còn cái này là cái quả mâm xôi nè, rồi từ cái chất xơ của cây xương rồng nè, của hoa cúc nè, rồi của trà xanh nữa nè, của lá trà xanh nè, toàn bộ đây là củ nghệ nè, đó toàn bộ là chất xơ từ thiên nhiên hết nè mấy chị. Là cái đề tóc này là nó uống hỗ trợ giảm cân nè, nó sẽ không giảm nhiều như là cái thuốc giảm cân, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình đào thải những cái gì mà gọi là cái cặn bã hoặc là cái mỡ thừa ở trong người á, là cái đề tóc nè. Mấy chị cứ hay kêu là uống đề tóc, uống nước ép đề tóc rồi này nọ để cho thải độc á, là nó cái này thì giá nó cũng đang sale bên đó, nó sale rẻ quá rồi em hốt về, nhưng mà hốt được có 30 hộp rồi, khoảng 30 hộp rồi chứ không có nhiều. Em uống được 3 gói thì cái cảm nhận của em như thế này, còn những tùy theo cơ địa của từng người nha, thì em nói theo cái cơ địa của em, tại vì em dùng thử em nói theo cơ địa của em ha. Thì mấy chị cứ một ngày là sử dụng một gói nha, một ngày sử dụng một gói. Thì ở đây á thì nó không có ghi là mình uống trong bữa ăn hay là sau bữa ăn hay là như thế nào, nó không có nói. Nhưng mà em á thì em uống là tầm trước bữa ăn. Còn chị nào nếu như mà có cái vấn đề về dạ dày á thì em khuyên là ví dụ như cách cái bữa ăn ra chừng khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ thì mình hẳn uống cái đề tóc này nè. Còn em á là em uống trước bữa ăn luôn, tại vì đề tóc nó thải độc, là lúc đó trong người mà nó không có cái gì thì nó thải độc sẽ tốt hơn. Thì em là em uống buổi sáng ngủ dậy, em uống buổi sáng ngủ dậy em uống cái này nè, xong rồi cứ cách ngày. Tại vì nhiều khi mình uống cùng một lúc á thì nó lại phí, nó hơi nó không có tiết kiệm đó. Thành thử là một ngày em uống cái đề tóc, một ngày em uống cái collagen này thử ha. Thì cái gói này nè em uống vô thì nó có nghĩa là nó nhuận tràng, không có phải tiêu chảy nha mấy chị, nó nhuận tràng chứ không phải tiêu chảy, nhuận tràng khác, tiêu chảy khác nha. Cái này em uống vô thì cái gói cái ngày đầu tiên thì nó bình thường, tới cái ngày thứ hai, tại vì cơ địa của em là cơ địa nóng, nó bị bón, là bình thường là ngày nào em cũng phải ăn đu đủ hết, chứ không ăn đu đủ chứ không ăn khoai lang là nó hay bị bón, hoặc là có thể là 2 3 ngày mới đi một lần. Thì uống vô cái này nè thì em thấy nó là giống như là mình đi bình thường, ngày nào mình cũng đi, mình đi bình thường không tiêu chảy nha, đi bình thường thôi không tiêu chảy nha, thì là nó nhuận tràng nha mấy chị, nó nhuận tràng. Thì khi mấy chị uống mình đi cái phân nó sẽ hơi xanh xanh đen đen một xíu thì cái đó là bình thường nha. Đó là cái này là cái đề tóc nè, nó đang giảm giá nhiều lắm. Mấy chị có thể lên trên trên mạng mấy chị search trên cái trang mà eBay á, cái trang eBay là cái trang bán hàng rất là nổi tiếng,
trang eBay hoặc là Amazon thì nó quy ra là 45 đô hai hộp. 45 đô hai hộp là tính ra là khoảng 1 triệu mấy là hai hộp, tính là 500 mấy một hộp lận nha. Nhưng mà nó đang sale là chỉ còn có 200 250 hay sao á. Coi thử. 250 nha. Đó, em bán là giá 250.000 một hộp nha. Của cái hãng Westin nha mấy chị. Cái hàng Westin, cái hãng Westin này nè, là cái cửa hàng của nó là nó có mặt trên 24 quốc gia, kể cả châu Âu và châu Á, thành thử mấy chị yên tâm về cái chất lượng của nó. Nó cái mấy chị có thể lên mạng mấy chị tìm hiểu về cái tập đoàn mà cái chuỗi cửa hàng Westin này nè. Thì mấy chị sẽ biết nó là nó đã có mặt hơn 100 năm rồi, nó thành lập từ năm 1841 hay sao, em nhớ không lầm là vậy. Đó, là mấy chị yên tâm về cái hãng này, nó có mặt hơn 100 năm rồi, nó đã tạo thành cái thương hiệu nổi tiếng của nó rồi, nên là mình yên tâm. Cái này là giá nó sale chỉ còn có 250 ngàn, một hộp như thế này là 10 gói, một gói 20 gram. Đó là cái detox ha, làm hoàn toàn từ thiên nhiên, 100% chất xơ nha. Giá 250 ngàn đó, hoàn toàn từ thiên nhiên luôn. Ở sau này nó có công bố cái hàm lượng của nó đầy đủ ở trong này hết nè. Một ngày sử dụng một gói, một hộp là 10 gói, giá sale là còn 250 ngàn nha. Chứ còn cái hộp của nó mấy chị có thể lên mạng mấy chị xem, mấy chị có thể về mấy chị search là giảm cân nè, detox Philly nè của Wesson á, thì giá của trên trang eBay là 45 đô hai hộp đó. Mấy chị có thể lên mạng search là tầm khoảng 1 triệu mấy hai hộp. Còn cái collagen này là cái hàm lượng của nó là 4.500 mg nha, dễ uống cực kỳ luôn, rất là dễ uống. Đây, rất là dễ uống nha. Cái gói của nó nè, khi mà mấy chị pha với nước á, pha với một cốc nước, một cốc nước ha, thì là mấy chị nó uống y chang như xì tinh dâu vậy đó, y chang như cái nước xì tinh dâu vậy đó. Collagen hàm lượng 4.500 mg một ngày là mình uống một gói ha. Giá của cái hộp này cũng đang sale là 270.000. Cái giá bên đó em mua là 290.000, 290 bạc nha. Thì em cộng cho mấy chị thêm là khoảng cỡ 5-60 gì đó, là trong đó có khoảng 20.000 tiền ship rồi. Thì một hộp này em lời khoảng 50.000 chứ không có nhiều đâu mấy chị. Đó là mấy chị cái collagen này nè, nó đang sale nha, nó đang sale. Chứ còn bình thường nếu như giá không sale của nó là 550 bạc rồi, thì cho là 500 đi, 5 nhân 8 là 400 ngàn, 420, 430 ngàn đó. Nếu như không sale là 420, 430 ha. Collagen nè, 4.500 mg nha. Là hai loại này em có dùng thử rồi. Còn có cái loại này thì em chưa có khui, em chưa có uống. Mà cái này á, thì em cái này nó cái số lượng nó ít chứ nó không có nhiều, giá cũng là 250 ha. Mà cái này là nó là vitamin E và vitamin C. Cái hũ này là từ vitamin Nutri nè, 10.000 mg nè, hoàn toàn vitamin, hoàn toàn từ từ tự nhiên luôn nè. Nó có ghi nè, nó có ghi từ rau củ trộn nè, rồi nó có ghi từ chiết xuất cam, cà rốt, rồi cái cereali là cái gì đây nè. Nói chung là mấy cái trái cây mà nó viết bằng tiếng Anh thì em không có dịch được ra hết cái trái cây là cái gì nha. Đó, cái hũ này là 250 ngàn nha mấy chị. Hoàn toàn từ đây, vegetable nè, mix là nó có cà rốt, cà chua, bí đỏ, rau, có trái cherry nè, lựu nè, pepperi nè, cam nè. Đó, em về rồi, em về rồi. Tại vì ở dưới nó đang quần áo đang một nùi luôn, và hàng của mấy chị chốt bên bờ đó là hôm nay về là hàng hóa ở dưới nhiều lắm luôn, là đang cho đóng bao vô, chứ ở bên 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 Thái nó không có bao. Còn em đang like ở trên gác, em đang ở trên gác này. Cái hũ này là 250 ngàn luôn nha mấy chị. Cái này em chỉ có 6 hộp thôi, cái hộp này nè chỉ có 6 hộp thôi. Cái hàm lượng collagen của nó là fish collagen, là collagen từ từ cá nè, từ dầu cá nè, là 2.000 mg ha. Đó, cộng với vitamin C nha, giá là 250 ngàn ha. Cái này giá nó đang mềm lắm, thành thử chị nào á mà lấy thì đặt, chứ em không có hàng nhiều. Cái này là không có nhờ mua hộ giùm được đâu. Do cái này là phải mấy chị biết cái cửa hàng Westin là phải đi từng nơi để gom hàng, mà không có ai mà đi từng nơi vậy gom cho mình hết trơn á, nên nếu như mà muốn đặt nữa thì lại khó.
Nó không có khó, trừ khi mà phải đi trực tiếp à. Hồi nãy giờ đó, cái hũ này là hũ đề tóc nha chị Nguyên Nguyên. Cái này là đề tóc, cái này là hỗ trợ giảm cân, đề tóc, hỗ trợ giảm cân, thải độc. Nói chung là nó giảm cân, nó sẽ không bằng cái thuốc giảm cân, nhưng mà nó rất là tốt cho sức khỏe. Nó không có hại nha, hoàn toàn từ thiên nhiên, rau củ quả hết đây. Đó, đề tóc thải độc nè. Cái này là giá 270, một hộp là 10 gói. Còn cái này là collagen ha, collagen 4.500 đang sale luôn, giá còn là 270.000 nha. Còn cái này á, là cái collagen cộng với vitamin giá là 250 ha. Collagen cộng với vitamin giá 250, cái loại này thì em có ít chứ không có nhiều. Đó, thì chị nào mà hồi nãy giờ mới vô thì mấy chị có thể lát nữa kết thúc live mấy chị xem lại live giúp em nha. Còn cái bịch này nè, hôm mà em like ở bên đó mà em nói cho mấy chị á, là giá của nó là 50.000 một gói, nhưng mà 50.000 một gói nó chỉ có 10 miếng thôi. Bây giờ nè, em mới ra em mới thấy là coi như là 20 miếng nè, mà giá nó nhỉnh hơn, không có bao nhiêu hết trơn, nó đang sale cái loại 20 miếng. Do đó là bây giờ cái gói này là 60.000 nhưng mà 20 miếng nha mấy chị. Cái gói tẩy trang nè, 60.000 20 miếng nha. Còn mà hôm 50.000 chỉ có 10 miếng thôi. Tính ra cái loại 20 miếng nó lợi hơn rất là nhiều, nó lợi hơn gần một nửa luôn. Nó lợi hơn gần một nửa luôn. Đó là cái bịch tẩy trang này nè. Cái tẩy trang này hiện tại em chỉ còn tầm khoảng cỡ 20 hay 21 bịch thôi. 20 hay 21 bịch thôi hết nha. Em gom được 50 bịch mà mấy chị đặt hết trơn rồi, còn khoảng 20 21 bịch thôi. Thành thử bịch tẩy trang này bây giờ thấy giá rẻ luôn nè mấy chị, nó sale mà còn 60 ngàn mà 20 miếng luôn. Hôm bữa cái bịch tẩy trang kia là 50 mà chỉ có 10 miếng thôi, còn cái này là 20 miếng nè. Đó, tẩy trang ha. Cái loại này thì, ủa hồi nãy con có lấy cho mẹ cái gói mẹ dùng ở dưới bàn à? Ở dưới bàn mẹ dưới á. Đó, chị nào lấy cái này á thì ghi cho em là bịch tẩy trang nha, 60 ngàn 20 miếng nha. Còn mà tẩy trang của cái tẩy trang mà hôm bữa trước em like 50 ngàn nó chỉ có 10 miếng thôi. Thì chị nào mà mua hóa đơn mà đối với hàng Thái thôi nha, không kèm bất kỳ hàng gì khác của Quảng Châu hay là của hàng Việt Nam mình, thì đối với hóa đơn hàng Thái mà đủ 600 ngàn em sẽ tặng cho mấy chị một cái sách thơm ha. Tặng mùi bất kỳ nha mấy chị, nó có đủ mùi. Nó có xoài, có chuối, có nho, có hoa, nó nói chung là đủ hết nha. À, không có chị ơi, không có thuốc trị tóc bạc nha. À, tóc bạc á, là do thứ nhất là do trong người mình nó thiếu biotin á, nó thiếu chất á. Thì thứ nhất là nó thiếu chất, thứ hai nữa là do gen di truyền. Nếu như mà do gen là thua. Giống như là chồng em đó, là coi như bị gen di truyền rồi, có uống biotin đi chăng nữa, giống như là ví dụ như bà chị chồng á mới có 30 tuổi tóc đã bạc rồi, là từ 30 tuổi là bắt đầu đã lo nhuộm tóc, đã nhuộm tóc rồi. Thì ông chồng em á, là tại vì em có uống biotin để chống rụng tóc á, thì cũng cho ông uống luôn, sợ là tóc bạc. Nhưng mà cũng tới khoảng 36 tuổi, 37 tuổi là bắt đầu, bây giờ là bắt đầu bạc rồi nè. Bây giờ chồng em là 40 mấy tuổi rồi nè, là bắt đầu tóc đã muối tiêu một nửa rồi. Có nghĩa là do gen di truyền là thua. Chỉ có kéo dài được 2 3 năm thôi, chứ còn mà kéo dài nữa thì không không kéo dài nổi nữa. Còn mà nếu như mà do mình thiếu chất mà mình dẫn đến tóc bạc thì cái đó thì mấy chị cứ bổ sung biotin vô là ok. Còn mà nếu như mà do di truyền là thua, chứ không 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 có cách gì mà trị hết á. Rồi ok, chị Linh vỏ hai bịch tẩy trang nha. Cái bịch tẩy trang đó là chỉ có khi nào mình đi mình mới mua thôi, chứ còn mà ở đây nó không có mấy chị. Đây, cái này là 60 ngàn 20 miếng lận nha, 20 miếng lận. Bình thường nó chỉ có 50 mà nó chỉ có 10 miếng thôi. Cái tẩy trang này mấy chị xài sướng lắm luôn á. Nhớ là phải xé nửa ra nha, nếu như mình trang điểm nhiều thì mình xé nửa ra, còn nếu như trang điểm ít mà hoặc là chỉ tẩy trang kem chống nắng hoặc là để cho sạch da thôi á, thì mấy chị xài xé ra 1 phần 3 nha, xé ra 1 phần 3. Hóa
đơn mà hàng tháng từ 600 ngàn là em sẽ tặng mùi bất kỳ nha. Cái này á thì nó là xà bông tắm á mấy chị. Xà bông tắm á, ở phía sau nó có một cái sơ mướp cho mình nữa nè, để mình chà nè mấy chị. Nhưng mà thấy đẹp quá thành thử là em nghĩ là chắc ít ai mà dùng để tắm, đa phần để treo trong phòng tắm rồi cho nó thơm ha. Nó rất là thơm, mùi xoài, thơm mùi xoài. Nho thì thơm mùi nho ha. Đó, nói chung là nó thơm hương trái cây nha mấy chị. Cái này là xà bông tắm nha. Hóa đơn từ 600 ngàn đối với hàng Thái thôi ha. Thì em sẽ tặng cái này. Rồi, cái sữa tắm em nói cho mấy chị nghe hôm. Mấy chị đặt em gom quá trời, xong rồi gom để dành về nhà bán luôn. Nhưng mà không còn, tới cái ngày thứ bảy em về đúng không? Ngày thứ tối, thứ năm và ngày thứ sáu đi lên canh cái sữa tắm này và cái viên giặt tẩy xả lại không có. Không có hàng, do đó bây giờ cái bộ sữa tắm này để em đếm thử nó còn. Nó chỉ còn, em chốt hàng hết cho mấy chị rồi. Thì ở đây em chỉ còn độ khoảng chục bộ thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, độ khoảng chục bộ thôi mấy chị. Cái bộ sữa tắm này nè. Không còn nhiều nữa, độ khoảng chục bộ thôi. Giá là 300 ngàn một cặp này nha. Cái sữa tắm này là của cái hãng Snack Brand nè. Là của cái hãng con rắn nè. Hãng của... dược mỹ phẩm, hàng này là hàng của Hoàng gia Thái á mấy chị, của Hoàng gia là của Hoàng gia Thái đó mấy chị. Hoàng gia là của ví dụ như vua rồi xong rồi hoàng tử công chúa rồi đứng ra là làm kinh doanh đó để mà kiếm thêm thu nhập đó, thì là nó gọi là hàng của Hoàng gia đó. Snack Brand này, cái hãng này nè mấy chị, là dược mỹ phẩm nè. Trên cái này nó ghi nè mấy chị là Ridley Hit nè, là có nghĩa là nó giảm cái cảm giác mà châm chích ngứa ngáy rồi đó. Là cái này nó diệt khuẩn rất là tốt nha, nó diệt khuẩn rất là tốt. Cái này mà nhà chị nào mà có em bé, có con nít hoặc là có mà mấy bé mà nó hay chơi, nó hay nghịch rồi đó, là coi như xài cái này là rất là ok luôn. Hoặc da chị nào mà hay bị dị ứng hay bị ngứa thì là xài cái này là tuyệt vời luôn. Nó có cái loại phấn em bé, phấn rơm, không phải phấn cái dạng như phấn rơm á, phấn phủ á, mà mình ngứa xong mình phủ cái phấn lên mà nó hết ngứa luôn á, nó hay tới cái mức đó luôn á. Là cái bộ sữa tắm này nè, hoàn toàn hết hàng. Em đi mua cái ngày tối thứ năm và cả cái ngày thứ sáu em đi mà không có luôn á, không có hàng luôn, đi lùng vô mấy tiệm nhà thuốc cũng không còn luôn. Hết cái hàng này nè, 300 ngàn một cặp này nha, 300 ngàn một cặp như thế này nè. Phấn em bé, phấn em bé, cái phấn Johnson Baby em có nha, nhưng mà em chỉ mua có 2 hộp thôi. Mua 4 hộp thì về mẹ chồng em lấy 2 hộp rồi, còn 2 hộp thôi, nhưng mà hàng về đợt sau nha, chứ đợt này là nó không có về. Đợt này tại vì em mua sau, cái này là đóng hàng gửi về trước, còn có một cái lô hàng về sau nữa. Còn cái bộ này nè, là nó là một chai là 450ml nha, nhưng mà bắt buộc mình phải mua một cặp vậy nè. Mấy chị biết làm sao không? Nó có một cái vòi à. Khi mà mình dùng hết cái chai này rồi, mình mở cái vòi này ra, mình cắm vô cái chai tiếp theo để mình dùng nữa ha. Là mua một tặng một nha, chứ bình thường thì nó không có hàng tặng. Còn bây giờ là trúng cái đợt nó mua một tặng một nè. Do đó là nó bán sạch sành xanh luôn, không còn một cái gì luôn á mấy chị. Giá là 300 ngàn một cặp này nè. Tính ra là 900ml, 900ml ha. Cái sữa tắm này là sữa tắm của Hoàng gia Thái nha. Nó chuyên là trị mà coi như là mấy chị mà ngứa rồi đó, dị ứng rồi đó ha. Em chỉ còn độ khoảng 10 hoặc là 11 bộ thôi. 10 hoặc 11 bộ thôi chứ nó không còn nữa đâu. Con uống đi, nước mía đó. Mía hả? Nãy mẹ mới mua nước mía hả? Mấy chị không biết hôm nay em like sao mà buồn vậy? Rồi, cái Vaseline mấy chị, cái Vaseline ha. Vaseline cái này là serum nha mấy chị, serum ha. Serum nè, em có một tip. Em có bên đó, em có khui ra một tip em xài để đi nắng. Mà về ký hành lý nó không có đủ, cuối cùng là dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt rồi gì bỏ lại hết để gửi về bằng đường bộ. Còn là em đi về bị lố 3kg. Hôm đợt đi Đài Loan cũng bị lố 3kg, 4kg gì đó. Đợt đi Thái này cũng lố 3-4kg luôn. Tới chừng ra tới sân bay là mấy chị phải biết bỏ cái gì không? Bỏ đồ dơ lại, dục luôn. Coi như là cái hành lý xách tay của em á, nó bị có nghĩa là cũng thấy nó hơi dư dư rồi, nhưng mà nghĩ là nó cho qua. Nhưng mà ai về đi của cái hãng mà Jetstar á, là nó gắt trong cái việc mà hành lý lắm. Nên là phải bỏ đồ dơ lại, bỏ đồ dơ lại.
hóa đơn 600 ngàn là khuyến mãi nha cô Tuyết Vân ơi. Đủ 600 ngàn là khuyến mãi nha, cô đủ chưa? Cái dưỡng thể Vaseline này là giá 230 nha mấy chị. Giá 230 nha. Cái này là nó có chỉ số chống nắng SPF 50 cộng lận ha. Còn cái BA là tới 4 cộng lận. Cái BA nè, tới 4 cộng lận nha. Thành cái chỉ số chống nắng này là rất là cao luôn. Thì mấy chị cứ cái này nè, cứ buổi sáng á, nó serum, thành thử khi mấy chị bôi vô da nó tiệp luôn, nó khô luôn, chứ nó không có hề mà bóng mà không có hề là bết dính nha. Nó hay ở cái chỗ đó đó. Ở Việt Nam mình thì em thấy có SPF 30 cộng, còn 50 cộng có hay chưa thì em chưa có không không có thấy, không có thấy nó cập nhật. Đó, cái body nè. Đây đây, cái này là chống nắng toàn thân nè. Cái này là chống nắng toàn thân nè, SPF tới 50 cộng lận nha. Chỉ số chống nắng rất là cao luôn, BA tới 4 cộng lận nè. Chỉ số chống nắng rất cao luôn nè, là chống nắng toàn thân nè. Nó là 180 gram, 180 ml ha, 230 ngàn. Nói vậy chứ xài lâu lắm mấy chị, xài rất là lâu ha. Đó, cái này là còn khoảng độ được 20 tiếp nha mấy chị. Được 20 tiếp, em chốt hàng hết cho mấy chị rồi em lấy dư khoảng 20 tiếp nữa đó. Rồi là cái Vaseline ha. Cái sữa tắm mà chị nào chưa đặt á, thì em nghĩ là cái sữa tắm nó hay lắm mấy chị ơi. Nó thơm nữa. Con mở ra cho mình mát. Còn cái sáp này nè, chị nào thích đó thì em bán lẻ là thực chất muốn bán lẻ cho mấy chị là 50 ngàn, nhưng mà thôi hôm bữa trước lỡ nói 40 rồi thì bây giờ bán 40 chứ biết làm sao. Chứ bán 40 là giống như là không công về cho mấy chị á. Đây. Đó nó đủ hoa đủ hình đó, thực chất muốn bán 50 để kiếm lời khoảng 10 ngàn 12 ngàn, nhưng mà bây giờ coi như hôm bữa trước lỡ nói với mấy chị 40 rồi thì bây giờ ok 40 chứ bây giờ biết làm sao chứ. Cái gửi về nó rất là khó, tại vì cái thằng sáp này á mấy chị biết nó phải đóng kiện này, chứ không đóng kiện là nó đem nó bị mớp, nó bị mớp. Về nhà rồi. Trời ơi, đâu phải đi chơi đâu, đi mua hàng, không có đi chơi đâu. Em đi cách đây 4 năm rồi. Em đi cách đây 4 năm rồi, thành thử là đi mua hàng chứ không phải đi chơi đâu. Rồi, ok chị Tiểu My nha. Ok chị Tiểu My, một sữa tắm nha. Cái sữa tắm này mấy chị mua là không hối hận luôn, cái này thật nè. Tắm nó coi như bên 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 Thái á, mấy chị qua mà đó, trời cái này nó đắt ghê, nó đắt lắm luôn á. Như cái phấn của nó nữa, cái phấn mà người mà bị dị ứng, mà mấy chị biết khi mà tắm xong hoặc là thời tiết mà giao mùa bắt đầu nó nổi cục 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 lên, ngứa mà gãi muốn tróc da luôn á. Là cái này nè, là cái này nè. Ủa chị Hạnh Mỹ Huỳnh là mấy set sữa tắm rồi Ngọc? Con set hả? Thôi lấy thêm đi chị Hạnh Mỹ Huỳnh ơi, chứ bây giờ em không có đi Thái nữa, thành thử em chỉ còn ở đây khoảng 10 à. Cái hôm thứ năm với hôm thứ sáu là đi tìm mà không ra luôn, đi tìm mà không không còn chỗ nào Chị còn Hạnh Mỹ luôn. Huỳnh, lúc nào chị ghé chị nhớ đem thêm một cái ba lô nha. Đem cái vali luôn với ba lô sao đủ. Được, tắm cho em bé được nha, tắm cho em bé càng tốt, coi như là nó diệt khuẩn. Tắm cho em bé càng tốt nha, nhưng mà bé tầm khoảng cỡ 3 tuổi trở lên đó nha, chứ còn sơ sinh thì không biết nha. Cái này là tắm cho trẻ trẻ từ 3 tuổi trở lên đó, cái tuổi mà nó vận động rồi á nha là ok, chứ còn sơ sinh thì em không có thấy nó ghi là tắm được cho trẻ, không không có ghi là tắm cho trẻ sơ sinh nha. Thành thử không biết, chứ còn mà 3 tuổi trở lên tắm rất là tốt nha, tại vì cái này em không có em cách đây 4 năm chỉ mua một chai nhỏ xíu vậy em dùng thôi, tại vì qua thấy người ta đông quá, nhưng mà mình không có ấn tượng gì hết trơn, tại vì da em nó cũng khỏe. Nhưng mà qua cái chị có chị khách ở trên trên live á hay hỏi cái này nè, có chị khách ở trên live bây giờ có chị nào không, bữa trước nhờ em nói cái loại này tốt không, có chị khách á, chị mới nói cái loại này nè, về là con chị bị cứ bị dị ứng á, xong rồi là chị tắm cái này là ok nè, chị mới nhờ em mua, xong rồi em tìm hiểu với lại là qua hỏi bên nhà thuốc, người ta hỏi y tá thì nó mới nói là bản thân trên cái chai nó cũng có ghi luôn nè. Bản thân trên cái chai nó cũng có ghi luôn nè. Đó.
Chị Huyền Trân để rồi, chị Huyền Trân là có hai cặp rồi đúng không Ngọc? Rồi cái này em chỉ còn mấy cặp thôi, còn mấy cặp thôi, chưa tới chục cặp thì thôi, chị nào mà lấy thì chốt thôi chứ không có đâu. Em đi tìm mà vẫn không có nè. Rồi, chị Tiểu My em, chị Tiểu My số điện thoại nha. Bây giờ là con Ngọc nó chiến đấu quần áo ở dưới á, nó chiến đấu quần áo của mấy chị mà chốt hàng ở bên kia ở dưới á. Em ở trên đây là phải, em ở trên đây thì coi như là bây giờ là like cho mấy chị mấy cái đồ này cho nó hết. Chứ ở bên kia like cứ cập rè cập rập like không có được gì hết trơn. Rồi chị Đặng Tiến. À cho chị một cặp hả? À, em ở trên này có mình em mà, con Ngọc nó ở dưới rồi. Con Ngọc nó ở dưới rồi, nó ở dưới đó, nó chốt quần áo rồi. Bỏ quần áo vô trong. Cái gì vậy con? Con mở cửa ra cho cái quạt đó, nó quạt ra mẹ mẹ mát chứ mẹ nóng quá đi. Ba trăm ngàn một cặp nha, 300.000 một cặp, bắt buộc phải mua một cặp bởi vì là cái chai này nó không có vòi. Khi mấy chị tắm xong cái chai này rồi, mấy chị lấy cái vòi của chai này mấy chị cắm qua cái chai này, hoặc là ở cái miệng này là miệng cái miệng chai là miệng cơ bản. Do đó nếu như mấy chị ở nhà mà có chai sữa tắm nào mấy chị cắm vô cái miệng này vẫn được nha. Ở nhà mình tắm xong cái chai nào đó mình cắm vô cái này vẫn ok. Rồi ok chị nha, em để cho chị rồi. Rồi ok chị Thu Ba nè, chị Đào Nguyễn cho em xin số điện thoại nha. Gì ta, một hỗ trợ giảm cân, hai mở bụng hôm trước chị đặt em gửi trước hay chờ gửi quần luôn? Quần gì chị Đặng Tiến ơi, chị đặt quần legging hay quần gì ta? Quần legging đã về tới shop luôn rồi đó. Quần legging đã về shop luôn rồi. Chị Đặng Tiến hai hỗ trợ giảm cân là hai đề tóc nè. Cái đề tóc này nếu như mấy chị không muốn giảm cân mà mấy chị muốn thải độc cơ thể cũng rất là tốt nha. Cái đề tóc này nè, nó hoàn toàn từ 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 nó là chất xơ mà từ thiên nhiên hết trơn á, từ củ cải, từ quả mâm xôi, rồi từ gạo lứt nè, từ cái thân của cây xương rồng nè, rồi từ củ nghệ nè, đó nó hoàn toàn từ thiên nhiên luôn. Đây cái hộp này em có khui ra em uống mấy bữa luôn rồi nè, uống 3 bữa rồi, được 3 gói rồi. Đây nè, nó ở trong nó là như thế này nè. Hôm bữa trước chị Đặng Tiến dặn cái hỗ trợ cái tan mỡ bụng. Cái tan mỡ bụng là cái loại nào vậy ta? Hai mỡ bụng. Một hỗ trợ giảm cân là cái đề tóc này ha. Còn hai cái mỡ bụng là hôm bữa trước chị Đặng Tiến lấy cái 180 cái nào em quên mất tiêu rồi ta. Hồi chiều tìm không ra luôn á. Rồi ok, em thấy số điện thoại của chị Đào Nguyễn rồi nha. Mấy đứa ơi, mở cửa ra cho mẹ mát với. Không, giảm cân hôm bữa em đăng mà chị Huyền Trân không hỏi, không ấy cái gì hết trơn, em không có lấy về, cái này nó chỉ hỗ trợ thôi. Chứ còn mà nói mà giảm cân mà giảm xuống một lần mấy ký là không có đâu nha. Cái này nó chỉ hỗ trợ thôi nha, nó chỉ hỗ trợ thôi. Không, cà phê giảm cân không có nha. Chị Đặng Tiến đặt legging hai màu, dài hay lửng chị Đặng Tiến? Dài hay lửng?
dài hay lửng vậy? Hôm bữa trước chị đặt dài hay lửng vậy? Còn chị đặt cái loại lạnh em nha, là chị lấy hai tiếp lạnh hay sao? Chị lấy hai tiếp lạnh hay sao? Em có lấy quần gì ta? Quần gì chị? Đây, cái giảm cân nè, cái kem tan mỡ bụng nè mấy chị. Một cái loại là treo nóng ha, còn một cái loại là treo lạnh. Cái treo lạnh là mấy chị dùng á, nó cái kiểu giống y chang miếng salaship á, cái salon ship á, cái loại mà mấy chị vô nó hơi the the cái bạc hà đó, là cái treo lạnh nè. Còn cái này là cái treo nóng nha, cái treo nóng là từ gừng ớt cà phê nè mấy chị. Cái này là hàng của Westin, hàng Thái chính hiệu luôn nha mấy chị, chứ không có phải mà hàng tầm bậy tầm bạ mà người ta làm mà coi như để mà cái kiểu là bây giờ là nó có mấy cái loại mà hàng Kim Biên á. Hôm bữa trước em có đăng mấy cái clip cho mấy chị coi á, em rất muốn đi ra Kim Biên để làm cho mấy chị xem, để cho mấy chị biết là cái hàng mỹ phẩm giả bây giờ nó kinh hồn cỡ nào. Cái này nè, cái loại mà tan mỡ không phải là cái loại ớt bây giờ nè mà nó giả hàng Thái đó mấy chị đi ra ngoài Kim Biên nó bán cho mấy chị chỉ có 25 ngàn thôi. Chỉ có 25 ngàn một tiếp thôi. Đó là chị nào mà ra mà mua mua sỉ nó bán 25 ngàn một tiếp thôi. Nhưng mà về là coi như dùng là coi như bỏng da luôn á. Bỏng da rất là kinh luôn, thành thử là mấy chị phải lưu ý dùng mấy cái này là coi như mình phải 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 ok nha. Ở đây không phải nói là em bán hàng cái kiểu là mình chê cái chỗ khác mình ấy đâu, nhưng mà đây là em chỉ nhắc cho mấy chị là coi như mình mua hàng mình phải chọn lọc một tí, chứ không mình xài vô người nó rất là nguy hiểm ha. Rồi chị hai lạnh đúng không? Hai lạnh rồi, ok chị Đặng Tiến hai lạnh nha, giá là 180. Ủa vậy hả? Có nói xem không thấy ta? Em không có thấy. Vậy cuối cùng không lấy luôn. Cái hàng Blackmore đó là cái loại mạnh nhất ở bên Thái đó. Cái hàng Blackmore đó. Thấy vô hỏi là nó nói cái loại đó đó. Rồi, cái treo này là 180 nha. Cái này mấy chị kết hợp với cái mà cái game bản của em nha. Mấy chị khui nó ra ha, mấy chị massage cái vùng bụng này khoảng chừng 5 đến 10 phút. Mấy chị chỉ cần xoa thôi, không cần làm cái gì mạnh đâu. Mấy chị chỉ cần xoa thôi rồi dùng bắt đầu quấn cái game bản của em vô. Chị nào ở nhà mà có quấn nóng hoặc là mấy chị chịu khó đầu tư thêm cái đai quấn nóng đi, nó cũng không có mắc lắm đâu. Mình mua cái giá tầm khoảng cỡ 350 đổ lên là ok. Tầm từ 350 cho tới khoảng 700 ngàn là ok rồi. Không cần mà mấy chị mua lên tới 1 triệu mấy đâu, nó phí. Đó. Đừng có mua cái loại mà nó rung. Cái loại mà nó rung mấy chị dùng, mấy chị ngứa mấy chị chịu không có được đâu. Mua cái loại quấn nóng thôi là ok rồi. Mấy chị kết hợp cứ buổi sáng nếu như xuyên á, thì một ngày mình làm 2 lần, 45 phút một lần. Là em bảo đảm với mấy chị cái mỡ bụng nó xuống rất là nhanh nha. Nó xuống rất là nhanh. Chị nào mà mỡ cứng á, thì từ từ nó sẽ mềm. Nó sẽ nhão, nó nhão xong bắt đầu là nó xuống nhanh lắm. Mấy chị không tin mấy chị cứ làm thử đi. Nhưng mà phải chịu khó, cái gì cũng phải chịu khó, chứ không phải mà coi như là mình làm bữa đực bữa kha không là coi như nó không có xuống đâu ha. Phải chịu khó. Rồi ok chị Diệp Nguyễn nha. Không có thấy tin nhắn của chị Huyền Trân luôn á. Một là vậy, hai là chị đem chị nhắn sau khi em dời đi rồi, sau khi em đi qua chỗ khác rồi. Tại vì không thể nào mà cứ đứng im một chỗ được, nó rất là mất thời gian. Mấy chị cứ đi qua bên Thái là mấy chị biết coi như là cái khoảng di chuyển nó rất là xa mà rất là rộng, một trung tâm như vậy nó rất là bự. Thành thử là phải di chuyển thường xuyên chứ không có thể nào mà ở một chỗ được. Thành thử là có thể là chị đem chị nhắn sau á. Chị Diệp Nguyễn nè, với lại là một cặp sữa tắm, để em coi sữa tắm còn mấy cặp nữa nha. Anh ơi, anh Vũ ơi, cái sữa tắm hôm anh đóng hàng anh có nhớ mà cái đợt sau nó về là còn còn cặp nào không? Không biết hả? Ở đây còn đúng là 5 6 cặp. Còn đúng 6 cặp luôn á. Rồi ok chị Diệp Nguyễn nha.
không biết cái đóng đợt hàng sau nó có sữa tắm về nữa không, không biết nữa, quên đóng hàng mà không có nhớ. Rồi ok chị Diệp Nguyễn nha. Nó có một cái chị Huyền Trang, chị lấy loại nóng hay là lạnh? Chị lấy treo nóng hay treo lạnh? Lấy nóng hay lạnh? Nó có một cái loại mạnh hơn nữa nè. Cái này thì em chưa dùng thử qua nhưng mà em nghĩ là hàng mắc tiền thì chắc ok. Cái này hàng của Lipo Gel nè, Lipo Bun nè. Thì cái Lipo này nè, cái công nghệ Lipo này nè mấy chị, thì bây giờ mấy chị cứ lên mạng mấy chị sẽ thấy á. Cái đề tóc là 270 nha, 270 mấy chị lên trang eBay á, hoặc là mấy chị search cái đề tóc cái này nè, cái này là cái hộp em uống ha. Cái đề tóc này nè, mấy chị search cái tên đề tóc question này nè. Mấy chị search đi. Thì giá ở trên eBay á là 45 đô hai hộp. Thì tính ra là khoảng 1 triệu mấy á, là hai hộp là cái hàng này là lúc em qua là nó đang giảm giá nè, nó sale chỉ có 2 ngày thôi. Nó sale hàng chỉ có 2 ngày thôi, do đó là đi gom quá trời, mà gom 3 chỗ chỉ có được khoảng 30 mấy hộp à, chứ không có nhiều. Cái thuốc dán em không có lấy về, thuốc dán nó chỉ có, em chỉ có hàng của Hàn Quốc thôi, với thuốc dán em không có lấy hàng Thái nha. Rồi ok chị Huyền Trang, chị lấy nóng hay là lạnh? Chị lấy là gel nóng hay lạnh? Không, em đang ở Việt Nam nha, em về rồi, em về hôm thứ bảy à, em đang ở Việt Nam nha. Công dụng như nhau chứ không có khác gì đâu. Công dụng như nhau nha chị. Nhưng mà em thấy người ta thích xài cái treo nóng hơn. Thích cái treo nóng hơn. Tại vì khi mà dùng cái treo nóng nó có cảm giác hơn là cái thằng lạnh. Nó có cảm giác hơn là cái thằng lạnh. Còn thằng lạnh vô là coi như nó mát á, nên mình cảm giác là xanh, thấy nó không biết mỡ nó có giảm hay không, cái kiểu vậy đó, là do cảm giác thôi đó. Còn cái Lipo Bun này nè, thì bây giờ mấy chị thấy nè, cái công nghệ mà Lipo nè, cái công nghệ Lipo là nó kết hợp với cái máy nữa, thì cái công nghệ Lipo này có nghĩa là nó sẽ làm cho nó thấm sâu hơn vô cái giống như là serum vậy đó mấy chị, nó sẽ thấm sâu vô được cái lớp bên trong, nó sẽ thấm sâu vô được cái lớp bên trong. Thành thử cái này nó hơi cao nha, cái này tới 450.000 một tiếp lận. Mà một tiếp của nó là đem coi bao nhiêu mil nha. Mil nó ghi ở đâu? Cái này sao cái mil nó ghi ở đâu không thấy cái mil ha. Đa phần cái mil là nó ghi bằng tiếng Thái. Không thấy cái mail ở đâu hết trơn. Mấy đứa ơi mở cửa ra cho mẹ mát chứ, tại sao cứ đóng cửa mẹ nóng quá à. À 150g. 150g nha. Nịt bụng size M không có chị Huyền Trang ơi, nịt bụng size L là nhỏ nhất. Đúng rồi chị Thu Vân. Cái này là 450.000 150g nha. Còn cái này là 200g nha mấy chị. Lấy nóng cho chị Huyền Trang này, chị Huyền Trang chăm xin số điện thoại nha. Sung Mây ơi, mở cửa ra cho mẹ đi con. Đúng rồi, 180 chị. 180, chị Huyền Trang chăm xin số nha. Còn cái Lipo này là 450 ha, 450. Em có hai hũ tẩy tế bào chết nè mấy chị, hai hũ tẩy tế bào chết toàn thân nè, hai hũ tẩy tế bào chết toàn thân mà từ nghệ nè mấy chị. Chị nào mà ví dụ như chị Văn Nguyễn cho chị một hộp đề tóc, một tiếp treo nóng, uống đề tóc có tác dụng phụ không? Uống đề tóc không tác dụng phụ gì hết nha. Em uống 3 ngày tại vì em sợ những cái này, mặc dù là hàng nổi tiếng nhưng mà Sumi ơi nghe không, mở cửa ra cho mẹ coi. Tại vì là em sợ nên đã thử trước 3 ngày cho mấy chị rồi, để em xem thử là khi mà mình uống thì cảm giác của mình như thế nào.
Thì em có uống thử rồi, có uống thử rồi chứ, là mặc dù là hàng có tiếng nhưng mà cũng phải thử qua để coi thử nó ra làm sao. Thì khi mấy chị uống á, thì nó cái kiểu là giống như mà rau củ mà xay vậy đó, cái lá mà xay vậy đó, giống như là cái rau rau củ mà xay đó mấy chị. Đó là cái này nè. Đó, thì mấy chị uống á, khi mà mấy chị uống nó sẽ cái, khi mà mình đi á, nó sẽ kiểu là nó không phải là tiêu chảy, nhưng mà nó sẽ giống như là mình ăn nhiều rau á, giống như mình ăn nhiều rau thì cái cảm giác mình đi nó sẽ nhuận tràng một tí, nhưng mà không phải là tiêu chảy nha. Thì em uống thì nó bình thường, nó ví dụ như bình thường là 2-3 ngày mình mới đi một lần, thì cái này em uống thì ngày nào mình cũng đi hết, có nghĩa là nó sẽ giúp cho mình nhuận tràng thôi, chứ còn mà không phải là tiêu chảy mà cứ đi mà cái kiểu giống như bây giờ mấy cái loại mà nó bán mà thuốc giảm cái trà giảm cân hay là cái gì đó mà đi nấy đâu ha, nó đi như vậy là coi như nó làm cho mình mất nước á. Còn cái này thì em uống giống như là bị là nhuận tràng thôi nha, tại vì nó hoàn toàn từ chất xơ hết nha mấy chị. Đây 100% từ thiên nhiên luôn mấy chị, đọc cái phía sau này nè, đọc cái công dụng ở phía sau là mấy chị sẽ thấy nè, nó ví dụ như nó từ cái bông cải xanh là bao nhiêu miligam nè, rồi từ cái củ nghệ là bao nhiêu miligam nè, xong rồi từ cái gạo lứt nè, rồi từ cái xương rồng nè, đó là ở trong này là toàn bộ là hàm lượng là từ thiên nhiên hết nha mấy chị. Ở phía sau nè, giá đang sale là chỉ còn có 250.000 nè, mà hàng này mà trên trang eBay rồi mà nó bán, trên trang Amazon rồi nó bán là mấy chị yên tâm đi. Mấy chị yên tâm hàng là cái hãng này, là cái hãng Westin này mấy chị, là cái hệ thống của nó là nó có mặt trên 24 quốc gia rồi, từ châu Âu tới châu Á luôn. Có nó ra đời hơn 100 năm rồi, thương hiệu nó gây dựng 100 năm rồi, thành thử mấy chị yên tâm về, nó không có bậy bạ đâu. Còn nó có cái collagen nữa nè, giá nó cũng đang giảm luôn. Cái collagen này chỉ có cái này 270, xin lỗi mấy chị nha. Cái này 270, còn cái này là 200, cái collagen là 200 rưỡi nè, phải không ta? Được. Không, collagen 270, xin lỗi nha, collagen 270. Còn cái này là 250 nha. Cái đề tóc là 250, còn collagen là 270 nha. Đó, collagen mà nếu như mà mấy chị mà uống cái collagen Mỹ mà nó cái viên nó to quá nó khó uống á, còn uống cái collagen mà của Hàn Quốc mà em hay giới thiệu cho mấy chị cái ống á, nó giá nó mắc quá đi, nó thật ra mình uống mình cũng cảm thấy mình cũng sót, nó tới 2,1 triệu mà có 28 ống à, giá nó hơi bị mắc. Còn uống cái này là thấy nó ok nè, 15 gói mà giá là 270.000 thì tính ra nó cũng bền, một ngày mình sử dụng một gói nha, một ngày mình sử dụng một gói thì tính ra có 500 mấy, mà một tháng vẫn ok hơn cái hàng 2,000 mấy ha, uống lâu dài thì được. Không, trời ơi, chị nào mà em nói chị nào mà bị bón cơ địa giống như em mà uống cái đề tóc này là coi như là ok luôn. Uống cái đề tóc lâu lâu mình, lâu lâu bản thân mình cũng phải uống đề tóc. Ví dụ như chị nào ốm có chút mỡ nào hết trơn á, cũng phải uống đề tóc để làm chi, để cho nó thải độc trong người mình ra ha. Nó thải độc trong người mình ra. Chị nào mà ví dụ như mấy chị uống tốt nhất là buổi sáng mà chưa có ăn cái gì hết thì lúc đó nó thải độc nó sẽ tốt hơn. Thì mấy chị cứ thử uống buổi sáng một lần coi thử mấy chị có quen hay không, tại vì cái vị của nó cũng hơi cái kiểu là nó giống như rau củ mà xay á, cái rau mà nó xay á, thành thử mấy chị cứ uống thử đi coi thử mấy chị có quen hay không. Thì mấy chị uống buổi sáng mà chưa ăn cái gì hết nó sẽ tốt hơn, nó sẽ cái khả năng thải độc nó sẽ nhiều hơn ha. Thì mấy chị cứ uống thử vậy thử coi thử ra sao nha. Còn nếu như không quen thì mấy chị uống sau ăn khoảng cỡ 2 tiếng, 1,5 tiếng đến 2 tiếng. Em thấy chị Nguyễn Nga nha, em thấy chị rồi. Ok chị nha. Rồi ok chị Huyền Trang. Ngọc ơi, cái gen địch bụng sang L còn không Ngọc? Hết sang L hả? Vậy chị Huyền Trang chịu khó đợi em khoảng cỡ 3-5 ngày nha, 3-5 ngày để có gì em đặt cái hàng mà gen bản về nha. Chị Huyền Trân là một tan mỡ bụng nóng không? Đúng không? Ok chị Huyền Trân nha. Rồi chị Vân, chị Thu Vân một treo nóng nè. Chị Thu Vân ốm 48 kg cũng có mỡ bụng hả chị Thu Vân?
chị Vân Vân Nguyễn nè, ok chị ha, là một treo nóng nè. Năm 1409, ok chị nha. Thứ hai hộp à, hai hộp đề tóc. Cái đề tóc này á, em đi mà em móc được chỉ có khoảng 30 mấy hộp thôi mà đi bộ hồi mệt nghỉ luôn á. Rồi chị Nguyễn Nga hai hộp đề tóc nè. Ok chị Nguyễn Nga hai hộp đề tóc nha. Em có một cái loại mà vitamin E và vitamin C nữa ha. Vitamin E và vitamin C nè. Cái này là hàm lượng collagen của nó là 2000 mg, còn lại là vitamin E và vitamin C nha. Đó cái Nutri nè, cái này là 250.000 luôn. Toàn bộ ba cái loại này là giá nó đang sale, nó sale 2 ngày. Là hôm hôm em đi là thứ 6 là nó sale một ngày, và thứ 7 nó sale một ngày ấy, là 2 ngày. Hôm thứ 7 em về rồi em không có đi gom hàng được. Là hôm thứ 6 mấy chị biết em ra sân bay trước 4 tiếng đồng hồ rồi mà xém trễ. Đi ra sân bay trước 4 tiếng đồng hồ rồi. À chị Nguyễn Nga ơi, chị Nguyễn Nga, chị cho em xin cái số đuôi điện thoại chị đi. Tại vì là chị là có khách trùng tên á, nên chị cho em xin cái số đuôi điện thoại nha. Ok chị Nguyễn Nga nè. Rồi ok chị Văn Nguyên nha. Collagen, collagen dễ uống lắm. Cái collagen này nè, mấy chị nào mà muốn da đẹp á, cứ uống collagen thường xuyên cho em luôn. À, tầm khoảng từ 30 tuổi trở lên rồi là mấy chị cứ uống suốt luôn. Mấy chị cứ ví dụ như cái loại nào mà nó mắc tiền quá thì mấy chị có thể tìm cái loại mà nó hơi giá nó ok, nó hợp với mình một xíu. Rồi mấy chị cứ duy trì như vậy mà mấy chị cứ uống luôn. Tại vì mấy chị biết sao không? Cái collagen là cái gì? Nó giống như cái sợi dây, nó giống như cái mạng nhện ở phía dưới da, nó đang chằng chịt như vậy nè. Nó đang chằng chịt như lại, nó giúp cho cái da mình nó săn chắc. Bắt đầu ở cái độ tuổi mà từ 20 trở lên là bắt đầu nó đã không sản sinh ra collagen nữa rồi. Qua tới nó kéo dài, nó giữ im cái đó được khoảng cỡ là từ 7 đến 10 năm là bắt đầu qua cái độ tuổi 30 là da bắt đầu nó lão hóa, là bắt đầu nó nhão rồi, nó trùng rồi. Bắt đầu nếu như mình không bổ sung collagen vô, mình không có, giống như là mình không có trùng tu nó đó, mình không có trùng tu là bắt đầu nó cứ giãn lần rồi nó đứt nó gãy luôn, là cái da mình bắt đầu nó cứ chảy xệ, nó nhăn nheo. Thành thử vì sao mà có những người á, mà ở cái độ tuổi mà ví dụ như mà 50 tuổi, 60 tuổi mà thấy da người ta căng. Mà có những người ở 50 tuổi, 60 tuổi mà cái da nó chảy xệ, nó nhão ơi là nó nhão, là ở cái chỗ mà người ta có bổ sung cái collagen đồ trong đó hay không đó mấy chị, là do vậy đó. Cứ mấy chị cứ collagen cứ bổ sung thường xuyên cho em, rồi vitamin C cứ uống vô thường xuyên cho em, là cái da của mình nó tự động nó đẹp mà nó sáng à. Cái này nó đang sale chỉ còn có 270 thôi. Em ở đây em lấy cũng nhiều lắm á. 1, 2, 3, 4, 5, 6 66, 36 hộp, là có 36 hộp ở đây nè. Rồi chị Diệp Nguyễn là đổi qua treo nóng hết. Là chị lấy 2 tiếp treo nóng luôn đúng không chị Diệp Nguyễn ơi? Chị đổi qua là 2 tiếp treo nóng hết đúng không? Ủa chị Diệp Nguyễn khoan sang. Khoan từ chị Diệp Nguyễn. Chị Diệp Nguyễn em đi sửa tắm chưa ta? Chị Bút My nè, Hạnh Mỹ Quỳnh nè. À đây chị Diệp Nguyễn đây. Diệp Nguyễn là chuyển qua là treo nóng đúng không? Ok chị Diệp Nguyễn nha. Rồi ok chị Diệp Nguyễn nha.
phụ kiện về sau nha mấy chị ơi, phụ kiện em tính xách tay về nhưng mà cuối cùng không đủ ký mang đường hàng không về, thành tự em gửi xách tay về đó. Phụ kiện là về sau nha, về chuyến sau. Phụ kiện là về chuyến sau, tại vì em không đủ ký hành lý để mà mang xách tay về nên phải gửi. Nên chị Hoàng Hằng đợi đi nha chị ơi, chứ không phải không chốt đâu. Hàng mấy chị biết sao không, đi về hơn hôm nay là về tới 250 kg hành lý nè, 250 kg mà coi như lên tới mười mấy triệu tiền cước vận chuyển đó mấy chị. Rồi là còn một đợt nữa tầm khoảng cỡ 150 kg là về sau nữa đó, là mấy chị đợi đi chứ em không thể nào, không có tài nào mà coi như mà cân đối hàng để về được hết á. Mỗi người khi mà đi hàng không về chỉ xách tối đa là 80 kg, 40 kg thôi, là hai người chỉ được 80 kg à. Mà cái vali là nó đã nặng bao nhiêu rồi, bốn cái vali là nó đã nặng, một cái vali nó nặng khoảng 4-5 kg, là bốn cái vali nó đã mất bao nhiêu ký rồi. Xong rồi hàng quần áo mấy chị nó nặng lắm, cái quần áo nội một cái đầm của mấy chị mà đầm 550 nó đã nặng hơn 1 ký rồi, nên là em không tài nào mà em xách về được hết, nên là đợi cái hàng hành lý là về sau đó nha. Cái collagen này dĩ nhiên nó phải nhiều hơn chứ, cái collagen này dĩ nhiên nó phải nhiều hơn, tại vì cái này là tới 4.500 mà, cái này là 4.500 mà. Cái collagen không này thì nó nhiều hơn collagen nè, collagen thôi 4.500 nè. Uống như xì tin vậy đó. Mấy chị em nói trước nè, mấy chị uống thực phẩm chức năng nha, em nói mấy chị nè để cho mấy chị mấy 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 chị biết nha. Chị Vân Nguyễn một treo nóng với một hộp detox, rồi em để cho chị Vân Nguyễn rồi. Mấy chị uống cái thực phẩm chức năng nè. Enat 400 là viên E á, ok, uống viên E tốt mà. Mấy chị uống viên E tốt mà. Cái thực phẩm chức năng á, em nói cho mấy chị nghe, không phải mấy chị uống á là mấy chị thấy là nó, mấy chị thấy là coi như là nó ví dụ như mình uống hết hộp đúng không, xong mình nói ủa chứ sao tự nhiên tôi uống một hộp mà tôi thấy cái da tôi nó chẳng đẹp lên tí nào. Không phải đâu mấy chị, nó không phải là thuốc tiên, mà mình phải uống từ 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 1 năm 2 năm, xong bắt đầu mình mới thấy là 3 năm bắt đầu mình thấy ủa sao bạn mình nó coi như là, ví dụ như bây giờ mình đang 30 đi ha, xong rồi 3 năm sau mình uống collagen đều đặn đi, ví dụ như 3 năm sau đúng không, thì mình thấy ủa sao cái con bạn mình bây giờ 3 năm sau sao tự nhiên nó già dữ, còn sao ủa sao mình vẫn bình thường, mình vẫn như cái tuổi 30, là nó là như vậy. Chứ không phải mà mình uống xong rồi là mới có 1 tuần à, hoặc là mới có hết một hộp là 15 gói mà nó ủa sao cái da mình nó không có đẹp lên được miếng nào. Không phải vậy nha, nó không phải là thuốc tiên đó. Nên là mấy chị uống thực phẩm chức năng là nó phải thấm từ 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 từ, rồi chừng 1 năm đến 2 năm bắt đầu mấy chị mới thấy là cái công dụng của nó hiệu quả tới mức nào. Chứ không phải là coi như mà mình uống một ngày, ngày một ngày hai là mình thấy đẹp lên liền đâu nha. Thành thử cái gì cũng phải kiên trì, cái gì mà nó tốt, mà nó tốt thực sự là phải kiên trì, chứ không phải mà coi như lấy nha. Giống như kem, mấy chị kem dưỡng cũng vậy, chị nào mà ví dụ như mình xài hàng mà cái kiểu là hàng kem trộn rồi đúng không, là coi như 1 tháng 2 tháng mình thấy cái da mình nó đẹp như em bé vậy đó, nhưng mà khoảng 1 năm sau là cái mặt nó banh, nó không còn cái gì hết. Còn kem mà gọi là kem mà đúng, gọi là đúng chất lượng luôn, thì mấy chị xài chừng 1 năm là bắt đầu mấy chị thấy nó khác biệt hẳn hoàn toàn luôn. Chứ mà mấy chị mới có xài khoảng tháng 2 tháng mấy chị thấy nó bình thường, mình cứ nghĩ ủa sao mình mua cái bộ kem gì mà mấy triệu bạc mà sao mình xài nó không có, không thấy công dụng gì hết. Nhưng mà không phải, nó thấm từ 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 từ, 1 năm sau bắt đầu cái da mình nó sẽ mướt, nó sẽ sáng lên đó, là mấy chị để ý như vậy đó. Đừng có vội, cái gì mình cũng phải từ từ. Rồi ok chị bé Tư Thái 2 hộp nha, collagen nha. Cái collagen là măng bầu uống không được nha mấy chị, măng bầu là không sử dụng nha. Uống nó như xì tinh dâu vậy đó. Một hộp collagen là 10 15 gói. Một hộp collagen như thế này nè là 15 gói nha. Còn cái hộp detox là 10 gói. Hộp detox là 10 gói nha, hộp collagen là 15 gói. Đây cái collagen nè, cái bột của nó, cái màu nó như màu dâu vậy đó, nó thơm mùi dâu á. Một cái gói ở bên trong như vậy nè đó, một hộp của nó là 15 gói nha.
từng gói nó có ghi đáp được cụ thể hết ở trên này hết. Không, cái đó em nói thật, cái gì em bán là em nói thật hết á. Chứ để mà mấy chị mua về rồi mấy chị nói là sao em giới thiệu bậy bạ này nọ, sao nói collagen uống tốt mà sao về uống mới có một hộp hai hộp mà không tốt. Không phải, phải từ từ. Tại vì mình bán hàng thiệt chứ không phải mình bán mà hàng mà coi như hàng tào lao, mà coi như mà vô một cái là nó ok liền ha. Nên là cái gì mình cũng phải từ từ hết mấy chị ơi. Giống như cái da em ngày xưa mà do xài kem trộn mà nó bị đó, trời mấy chị biết điều trị tới 10 năm á, chứ không phải mà ngày 1, ngày 2 đâu. Bây giờ nó vẫn còn xấu so với những người mà da mịn á. Cái da nó bây giờ tại vì nó để lại biến chứng, nghĩa là bị sẹo rỗ, và ở dưới cằm là nó bị sẹo lồi. Nó vẫn có nhưng mà nó đẹp, em phải nói nó gấp 100 lần so với mà lúc mà bị biến chứng của kem trộn. Em nói thật mấy chị, lúc đó chỉ muốn là độn thổ xuống đất thôi chứ không có muốn làm cái gì hết trơn á. Mặt mà cái mụn mà nó lên, mấy chị cứ tưởng tượng cái nồi cơm mà mấy chị nấu á, mà nó nấu cơm cháy á, nó ra sao là cái mặt em nó vậy. Tưởng tượng như vậy đó, nó ghê tới mức đó đó. Nó đầy hết trên cái mặt mà cứ mụn lớn, mụn nhỏ mà li ti đầy hết trên mặt, nhưng mà bị thâm nữa, cái kiểu mình xấu hổ. Mấy chị học đại học có xấu hổ dễ sợ luôn. Thôi đừng nhắc tới cái thời gian đó nữa. Collagen là 270, còn detox á là 250 nha. Detox là 250. Like áo hả? Mấy chị, hàng bây giờ áo nó về á là nó chỉ có hàng áo đã chốt cho mấy chị ở bên Thái rồi. Còn khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt là nguyên 150kg nó về nữa, là một ít mỹ phẩm và quần áo bên Thái về. Thì khi hàng nó về thì đợi em khoảng một ngày em soạn hàng ra một cái là hôm đó em like liền cho mấy chị nha. Còn hôm nay là thứ hai đúng không? Ngày mai thứ ba để em coi thử là có cái gì không, thì có gì em thông báo cho mấy chị nha. Rồi ok chị Huyền Trân, hai hộp collagen nha. Cái hộp collagen này thực chất nó đang giảm giá đó. Năm giá, nếu như giá bên đó là 550 bạc là giá chưa sale á. Nên có nhiều là em gom hết bấy nhiêu à. Mấy cái này không sợ đâu mấy chị. Mấy cái này mà nếu như mình giả sử như mà mang về mà không bán được là em uống. Tại vì cái này là chấp nhận là coi như là lấy về là coi như không được là uống mà. Em thả mấy tháng nay mà không có dính, xong rồi giờ chán quá coi như là ngưng lại luôn. Ngưng ý định có con lại luôn, thả từ hôm Tết tới bây giờ mà không được. Thành thử là không có, lúc thả là không có uống collagen đồ gì hết trơn á. Thành thử là bây giờ là coi như uống lại luôn rồi, không có ý định ấy nữa. Đợi qua năm nữa đi chứ bây giờ ngán quá. Rồi thì bây giờ mấy chị cứ uống đi, uống xong rồi là em thì chắc là tại vì hàng mà hàng Thái thì em không ấy được. Cái hàng vaccine này không có ai mà đi mua giùm được đâu, tại vì nó phải đi gom từng chỗ một á. Thì tới chừng đó thì uống collagen viên đi, uống collagen viên hàng Mỹ đi, thì qua cái hàng Mỹ, tại vì cái viên nó bự quá mình ngán uống thôi chứ không gì hết trơn. Rồi ok chị Sương Nguyễn lấy hai hộp nha. Chị nào á mà về á mà thấy ok là lo đặt hàng em liền chứ để hết. Lo đặt hàng em liền chứ để hết nha. Tại vì về được 36 hộp á. 36 6 lốc á là được 36 hộp. Rồi ok chị Sương Nguyễn nè. Rồi có chị nào đặt collagen với cái detox nữa thì báo em nha. Còn cái này á, là cái tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết toàn thân nha mấy chị. Từ nghệ ha, từ nghệ. Giá là 250.000, em chỉ có 2 hộp thôi. 3 hộp nhưng mà em lấy em xài 1 hộp rồi, còn 2 hộp nha. Còn 2 hộp 400g. Cái hũ này chắc xài coi như là nửa năm mới hết đó mấy chị. Từ nghệ nha, từ nghệ hàng của Thái nha mấy chị. Mấy chị biết cái cùi chỏ nè, hai cái cùi chỏ nè với cái nách, chị nào mà thâm đen á. Đúng rồi, vitamin E là coi như uống suốt được nha. Vitamin E uống suốt được, vitamin E rất là tốt.
Vitamin E uống suốt được luôn, uống coi như ngày nào mình cũng uống, nhớ là uống một viên một ngày, một viên 400, một ngày là chỉ có 400 IU thôi nha, IU thôi là cái chỉ số đo của cái vitamin E, là một ngày mấy chị nhớ uống một viên thôi nha, đừng có uống quá là nó không có tốt đâu. Cái vitamin E á, vitamin E uống suốt nó rất là tốt cho da nữa, mà nó tốt cho cái khả năng sinh sản nữa nha. Mà chị nào mà phụ nữ mà bị huyết trắng á, uống cái vitamin E nó cũng đỡ. Cái này là 250, em còn hai hộp nha, là cái tẩy tế bào chết toàn thân nghệ nha mấy chị, tường nghệ nha. Nhất là mấy cái cùi chỏ mà bị thâm đen rồi đầu gối rồi xong rồi nách bị thâm đen mấy chị, tắm cái này một tuần mình dùng 2 lần 3 lần cũng được, trời nóng này thì dùng 3 lần cho em đi, cho cái da nó không có bị nhớt, nó sạch. Hai cái bên bả vai mà bị mụn cám li ti rồi đó thì mấy chị lấy cái này nè mấy chị chà. Nó chỉ còn, em chỉ còn có hai hộp thôi, giá là 250 nha, mà tới 400g lần đó, nó nhiều nha, chỉ có hai hộp thôi à, em còn có hai hộp à. Rồi cái hàng mà cái tan mỡ bụng này nè, 2, 4, 5, 6, em chỉ còn 6 tiếp thôi nha, cái này em chỉ còn 6 tiếp thôi. Tan mỡ bụng chị nào lấy thì tranh thủ chốt hàng luôn ha, còn 6 tiếp. Kem tan mỡ còn đó chị, kem tan mỡ còn nha, kem tan mỡ có 3 loại lận, một cái treo lạnh, một cái treo nóng và một cái của cái hãng Lipo nha, của cái hàng Lipo nè, cái công nghệ Lipo bây giờ là 450 nha, 450 ngàn nè, là cái hàng Lipo này ha. Còn cái treo nóng treo lạnh, cái treo nóng treo lạnh này là 150 nha. À, chị Thu Ba lấy cái gì, chị Thu Ba lấy tẩy tế bào chết hay cái gì, chị Hồng Huỳnh lấy tẩy tế bào chết nha, ok chị Hồng Huỳnh nha. Cái này nội mà cái trọng lượng tỉnh của nó có nghĩa là cái ở bên trong không là đã 400g, cộng thêm cái mỏ hộp nữa 500g là coi như mất 40.000 tiền ship của em rồi, tiền vận chuyển từ bên Thái về đó, nó nặng rồi. Ok chị Hồng Huỳnh nè, chị Thu Ba lấy gì vậy chị Thu Ba ơi? Chị Thu Ba lấy cái gì, lấy tẩy tế bào chết hay là lấy kem? Cái hàng Blackmore, cái hàng Blackmore nói chung là em không sử dụng nên em không biết, nhưng mà đi qua bên tiệm thuốc tây, tại vì là hàng Thái hôm bữa trước em có bên Việt Nam mình, em có uống cái loại của Thái là của Giang Hy, uống vô giảm cân thiệt, nhưng mà uống xong nó mệt, nó rất là mệt luôn, nó mệt đến độ mà giống như là cái huyết áp mà nó tụt tới mức mà không thể ấy được. Thành thử cái loại đó, nếu như chị Huyền Trân mà đã xác định dùng thì em khuyên không nên dùng cái loại đó nha, dùng cái loại đó là coi như là đi hồi nào không hay á, nên là chị Huyền Trân không nên dùng. Nếu như đã muốn dùng thuốc giảm cân thì dùng những cái hãng, đừng có cái loại mà nó đóng từng bao từng viên một nha. Đó, cái đó là kinh nghiệm của em dùng rồi là em nói chị đó, chứ đừng có mà ví dụ như ham đẹp mà coi như ấy là chết đó. À, không, cái tẩy nghệ đó là tẩy toàn thân thôi, chứ còn tẩy mặt thì nó hơi mạnh, do là cái hạt của nó hơi to á, nó giống như nghệ, nó nghệ với hơi một chút cái dạng mà nó hạt cát, hạt sạn của nó hơi to, nên là dùng mặt là nó sẽ bị rát, nó không có tốt cho mặt nha. Cái đó là dùng cho toàn thân thôi nha chị Hồng Huỳnh ơi. À, chị có uống là chị em qua bên tiệm thuốc tây bên đó thì người ta nói là cái Blackmore, em có đăng hình ở trên đó là ok. Thấy chị Huyền Trân coi như bây giờ là không biết chuyện nhiêu ký mà chị cứ đòi giảm cân, uống thuốc giảm cân mà chịu khó đi tập thể dục với lại là ăn kiêng đi chị, rồi kết hợp với thuốc giảm, những cái thuốc giảm cân mà nó có thương hiệu đó, ví dụ như hàng của Mỹ rồi đó, là mấy chị uống cái đó mà nếu như chị kết hợp ăn kiêng với tập thể dục là nó xuống ok lắm luôn á, nó xuống ok lắm luôn á. Bây giờ hiện tại là em 54kg đúng không, để bây giờ em không có ý định lấy nữa là em sẽ giảm xuống cho mấy chị xem coi, giảm xuống chỉ còn 50-51kg thôi, giảm rất là dễ nhưng không khó đâu, chỉ cần mình kiêng cơm lại một tí là ok liền,
không ăn cơm, không uống nước ngọt, không ăn đường, không ăn cơm, là không ăn tinh bột, là tự động cái cân nặng là nó đã sụt xuống rồi. Ăn cá, ăn cái gì là ăn cá, ăn rau thoải mái. Ví dụ chị muốn, chị cảm thấy chị đói quá là bánh tráng đúng không, chị mua cái bánh tráng xong rồi chị về, ví dụ mình có thể là mình đổ chả trứng ốp la, nhưng mà mình cho ít dầu thôi, đừng có cho dầu nhiều, rồi cho dưa leo vô, rau sống, xà lách hay cái gì đó, rồi mình ăn là nó no luôn, nó không có phải ấy. Mà chị ăn hai cái bánh tráng là coi như là chưa tới nửa chén cơm nữa, nó xuống. Muốn giảm cân nó dễ mà ta. Rồi ok nha. Tới cái sữa rửa mặt bò. Sữa rửa mặt bò nè mấy chị, giá là 180 nha. Giá là 180. Đây cái sữa rửa mặt bò nè mấy chị. Cái sữa rửa mặt bò em nói cho mấy chị, ở bên Thái nó có nhiều sữa rửa mặt bò lắm nha. Mấy chị có thể lên mạng thấy nó bán có 120, 130 cũng có ha. Nhưng mà hàng sữa rửa mặt bò đó là hàng của, giống như là hàng của Thái. Còn cái này là hàng của Thái nhưng mà công nghệ của Nhật. Hàng của Thái nhưng mà công nghệ và nguyên liệu của Nhật nha. Do đó là nó sẽ giá nó sẽ nhỉnh hơn so với cái hàng đó, một cái hàng bò mà đúng của Thái luôn á, là nó nhỉnh hơn một chút đó, nó nhỉnh giá hơn một chút. Thì ở cái hàng bò kia mà ở bên đó mà tính ra thì nếu như về đây á, cái tụi mà nó bán 120 thì em cũng không rành, nhưng mà giá trung bình là khoảng cỡ 150. Giá trung bình là khoảng cỡ 150 á, còn cái hàng này là hàng nguyên liệu rồi vật liệu rồi nó làm nó từ Nhật. Do đó là cái giá nó sẽ nhỉnh hơn một xíu nha. 180.000 cây sữa rửa mặt bò này nè. Cái này xài thích lắm luôn. Em có xài tiếp ở dưới đó. Đó cái này nè, 180.000 nha. Cái này thì coi như là còn nhiều, còn khoảng hai mấy ba chục tiếp mà. Ủa cái ông bên bển ổng không có qua hả ba Vũ? Hả? Ông bên đó ổng có qua hả? Ý là bên đó ông sửa xong chưa? Rồi chị nào lấy sữa rửa mặt bò là báo em nha. Giá 180.000. Mà cái ml của nó là 100ml nha. 100ml. Xài xong á mấy chị, nó thơm cái mùi sữa tươi luôn á nha, chứ không có cái mùi hóa chất ở trong đây đâu. Mấy chị sử dụng á là xong nó bay cái mùi mà sữa tươi Vinamilk của mình á, nó bay cái mùi sữa tươi luôn á, nó rất là thơm, không có cái mùi mà hóa chất giống như mà cái sữa bò mà E100 của mình đâu. Ngày xưa cái E100 của mình là xài là ghiền luôn á, mà bữa nay không biết làm sao giá nó rẻ quá hay sao mà coi như nó còn bây giờ nó bay cái mùi hóa chất không mà dùng không được luôn. Rồi cái kem đánh răng mấy chị, kem đánh răng nha, kem đánh răng này em cũng hết luôn rồi, còn một ít thôi chứ không còn nhiều. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái kem đánh răng này nè, em còn 8 cặp như vậy nha, một set như vậy. Thì mấy chị cứ ghi là một set đi, tại vì em không xé lẻ ra bán. Em không xé lẻ ra bán, do xé lẻ ra là nó không có cái hộp này, nó mất giá trị đi cái hộp kem đánh răng ha. Mà kem đánh răng mình cũng xài nhiều nữa. Cái loại này là kem đánh răng trắng răng nha mấy chị, trắng răng ha. Kem đánh răng chuyên trắng răng luôn nè, nó chuyên đặc trị cho ai mà uống cà phê, hút thuốc lá rồi luôn á mấy chị. Cái này nếu như răng của chị nào mà gọi là vàng bẩm sinh. Vàng bẩm sinh là sao? Là giống như hồi nhỏ mà mình uống thuốc kháng sinh hay cái gì mà răng nó bị vàng, nó bị ố thì là thua. Còn mà nếu như răng của chị nào mà nó bị ố vàng do mà dùng thực phẩm á, giống như là do dùng những cái gì đó mà nó bị xỉn màu á, giống như cà phê, thuốc lá, hoặc là mấy chị ăn xì dầu hay là cái gì đó mà nó bị xỉn màu, hoặc là cái mảng bám nó nhiều á, thì cái này là ok nha. Cái collagen là giá 270 nha. Collagen giá 270. Em nói nếu như chị nào mà có ý định mà dùng collagen thì mấy chị cứ nên lấy cái hàng này về đi. Giá nó rất hữu nghị luôn, giá rất là mềm luôn, tại vì nó đang sale tới gần một nửa luôn. Bên đó là giá bình thường của nó là 550 bạc, mà bây giờ nó sale xuống chỉ còn có 290 bạc thôi, là giá nó rẻ, giá nó rẻ cực kỳ. Nên là mấy chị cứ có ý định, nếu như chị nào mà đã có ý định dùng collagen
mấy chị không tin tưởng thì cứ lấy về thử một hộp mấy chị uống đi, mà nếu như mấy chị thấy uống 2-3 ngày rồi mấy chị thấy ok rồi á là mấy chị lo báo cho em để chốt liền, chứ không là không có nha, tại vì hàng này là không thể nào mà nhờ mua hộ được, chỉ có khi nào mình đi từng chỗ do mình phải đi gom từng địa điểm một nha. Đó, nên cái này là giá nó đang sale nè. 270. Còn cái detox á là 250 nha. Rồi ok chị Hạnh Dương, một treo nóng với một detox ha, treo nóng 150 chị ha. Treo nóng 150 em cũng hết rồi nha, em chỉ còn mấy tiếp thôi. Chị Hạnh Dương chăm sinh số nha. Ok chị Hạnh Dương nè. Không biết cái đợt tới về nó có cái treo nóng này không, em nhớ là không còn mà không biết là không biết nhớ chính xác hay không. À, chị Hạnh Dương với một detox nữa, ok chị Hạnh Dương nha. Cái detox này bình thường chị nào không có mỡ cũng nên dùng nha. Không có mỡ cũng nên dùng luôn để cho nó thải độc đồ trong người ra ha. Nó hoàn toàn từ tự nhiên luôn, từ rau củ quả không chứ gì đó. Đây là từ chất xơ tự nhiên nha. Cái detox này là 250. Rồi còn cái kem đánh răng này nè mấy chị, giá là 230.000 một cặp như thế này nha mấy chị, hàng nội địa nha, hàng nội địa Thái nha, 230.000 một cặp như thế này. Còn cái kem đánh răng ông già này, cái kem đánh răng ông già này là 3 tiếp của nó là giá là 190 nha. Một set như thế này là 3 tiếp là 190.000 nha mấy chị. Đó, kem đánh răng ông già hàng nội địa Thái nha. Hàng nội địa ha. Thì thực chất mấy cái này ở bên mình nó cũng có, nhưng mà cái hàng nội địa nó sẽ nhỉnh, cái chất lượng nó sẽ nhỉnh hơn một xíu. Là bởi vì sao? Là bởi vì do là cái hàng mà ví dụ như hàng xuất khẩu đó mấy chị, nó phải đánh thuế, nó chịu thuế xuất khẩu, thuế xuất nhập khẩu, rồi nó chịu cái chi phí vận chuyển đồ này nọ nữa, rồi nó phải có thuế má đồ này nọ nữa. Nên là cái hàng nó sẽ yêu cầu là cái bên đó nó sẽ làm giảm cái giá thành lại một tí, bằng cách là cái chất lượng nó sẽ hạ xuống một chút. Giống như xe hơi hay bất kỳ cái gì mà mấy chị mua hàng nội địa, ví dụ như hàng đó nó sản xuất ở đâu thì cái hàng nội địa nó sẽ ok hơn là cái hàng xuất khẩu một chút nha. Ví dụ như một thằng là 8, một thằng là 10 chẳng hạn như vậy. Đó, cái này là giá là 193 tiếp ha. Còn cái này là 230.000 2 tiếp như vậy nha. Cái này thì trắng răng, còn cái này thì kem đánh răng già bình thường ha. Cái này sẽ the the bạc hà nha. Cái trắng răng thì em chỉ còn 3 tiếp thôi. Còn ông già để em coi thử coi. Ông già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ông già thì em còn 8. Mà kem đánh răng trắng thì em cũng còn 8 tiếp thôi nha mấy chị ơi. Là không còn hàng nữa ha. Còn 8 tiếp, mỗi loại còn 8 tiếp thôi. Còn đây, cái hàng đợt sau về là em không nhớ có hay không. Chứ mà cái tan mở bụng nè còn 2, 4, 5 nè. Còn cái treo lạnh là chỉ còn 3 thôi nè, là hết luôn rồi nè. Rồi, mấy chị nào mà mua hóa đơn mà gần lên 600 ngàn á, thì cố gắng lên 600 ngàn luôn ha. Chỉ là hóa đơn hàng Thái thôi, thì em sẽ tặng một cái sáp bất kỳ nha mấy chị. Một cái sáp bất kỳ ha. Đó, cái này là xà bông tắm đó. Nhưng mà em nghĩ là tắm nó hơi uổng, để trang trí cho nó đẹp, mà để trong phòng nó cũng thơm nữa ha. Để trong phòng ngủ mấy chị nó thơm lắm. Đó, hình em tặng hình bất kỳ nha. Cái chuối, cái nho, rồi hoa, rồi nói chung cái nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi ok mấy chị nha. Chị Tiểu My nè, một set đánh răng ông già nè. Ok chị Tiểu My nha. 3 tiếp là 190 nha. Ok chị Tiểu My. Chị Miến Nguyễn chăm xin số điện thoại nha chị Miến Nguyễn ơi. Ok chị Tiểu My nè. Rồi chị Miến Nguyễn là một đề tóc nè. Ok chị Miến Nguyễn nha. Cái đề tóc cũng gần hết rồi. Cái đề tóc chắc còn được mười mấy hộp à. Rồi chị Hạnh Dương kem đánh răng ông già. Ok chị Hạnh Dương kem đánh răng ông già nha. Mặt nạ ngủ có nha, để từ từ em qua cái mặt nạ ngủ cho nha. Có mặt nạ ngủ. Cái
cái Vaseline nè, kem, cái serum nè, dưỡng toàn thân, dưỡng dưỡng toàn thân mà nó có chỉ số chống nắng SPF là 50 cộng nè, BA 4 cộng nha. Cái này là giá 230 ngàn nè, 180 mg nha. Chị nào mà ủa ml chứ quên. Chị nào mà đặt có thì báo em nha. Chị nào đặt cái loại này thì báo em ha. Cái Vaseline ha, hàng của hàng nội địa Thái nha. Chị Miến Nguyễn số điện thoại nè, ok chị ha. Ok chị, em thấy số điện thoại của chị rồi. Để em coi thử cái mặt nạ ngủ ở đâu nha. Mặt nạ ngủ hôm bữa trước em mua có hình như 10 hay 15 tiếp gì. Rồi ok chị. Cái mặt nạ ngủ đúng không? Đợi em một xíu nha. Kem đánh răng có chị nào lấy nữa thì báo em nha. Ông già là còn có, ông già còn 6 tiếp nha. Còn cái trắng răng thì còn 8 tiếp ha. Ông già là gần hết rồi. Ông già còn 6 tiếp nữa là hết á. Từ em coi thử cái mặt nạ ngủ nó ở đâu nha. Còn cái này à, lại cái này nữa nè. Cái này là coi như là chị nào ta, chị nào hôm bữa à? Sao cứ quên. Ngọc hôm bữa chị nào mà nói lấy cái trị mụn mà chị quên mất rồi ta. Đây. Rồi ok chị Hạnh Dương nha, ok chị Hạnh Dương. Cái trị mụn nè, có nhiều cái mà em không biết mà mấy chị đi Thái mấy chị mua mấy chị xài rồi á, xong mấy chị biết mấy chị ấy, chẳng hạn như cái sữa tắm mà Hoàng Gia đó là em cũng không biết, em chỉ biết là hồi đó em mua em xài nhưng mà em không, tại vì cái da mình nó khỏe, mình không có nghĩ đến cái vấn đề mà nó châm chích hay là nó dị ứng da rồi xài là nó ok nó hết đâu, không biết. Mà mấy chị á, mấy chị mà mua hàng quần áo rồi đó, mấy chị thấy em đi Thái vậy là mấy chị gửi mua, cũng giống như cái sữa rửa mặt này nè. Cái sữa rửa mặt của cái hãng mà Doctor, bây giờ đọc tiếng Thái không biết nha, cứ ở trên này nó ghi làm sao đọc vậy nha, giống như sớm chai vậy đó, sớm sớm chai đây nè. Doctor Sớm Chai là cái hàng mà của dược mỹ phẩm nè. Cái loại này nè, mấy chị lên trên mạng á, mấy chị xem cái hàng này bên Thái nó trị mụn rất là ok luôn ha, rất là ok luôn. Cái này là em mua tại nhà thuốc luôn nè, mua tại nhà thuốc luôn. Cái Doctor Sớm Sớm Chai nè, đọc là sớm chài nhưng mà không phải nha, nó không có dấu nha, mình đọc vậy cho dễ ha. Đó cái hàng này nè, trị mụn nè chị khách. Tự nhiên cái chị gì á, Ngọc quên tên mất rồi, chị dặn ba cái tiếp sữa rửa mặt nè. Nè cái này là sữa rửa mặt đặc trị mụn luôn nha mấy chị, đặc trị mụn luôn. Nó là dạng mình, nó có cái vòi nè, nó có cái nắp vòi nè mấy chị thấy không đó, ấn ra xịt ấn ra ha. Rồi đi kèm với nó là cái thuốc trị mụn luôn nè, cái thuốc trị mụn luôn. Mụn nào ha mà coi như là bị cương lên hoặc là mấy chị thấy mà nó hơi lú 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 lên á, mình đem mình chỉ cần mình dích ra một xíu, mình chấm vô trong đó ha, là từ từ nó sẽ gom lại, nó sẽ gom lại nha. Mụn nào nhỏ thì coi như là nó mới chấm chớm lên á, mình bôi vô là nó teo luôn. Còn cái mụn nào á, mà coi như nó mà nó hơi bự rồi á, là bắt đầu mấy chị bôi bữa một, bữa hai, bữa thứ ba là bắt đầu nó gom lại, ấn ra. Em mắc cười lắm, em đi qua em hỏi mà tiếng Anh á, thì mình cũng là dạng sơ sơ mà cái người y tá bên đó người ta cũng sơ sơ, hay xong mình đâu có biết diễn tả làm sao đâu, mình mới nói là cái dạng là bằng tay á mấy chị, múa bằng tay đó, có nghĩa là nói là cái mụn nó lên ha, cái mụn nó lên đó, là mình nói là cái acne grow là coi như nó bắt đầu nó lú lên ha. Thì là nó sẽ có hai ba loại trị mụn lận, mình mới nói là cái nào là the best, là cái nào là tốt nhất ha. Thì nó đưa ra cái này nè, nó đưa ra cái này, nó nói là cái hàng mà Doctor Sơn Chài này là coi như là số 1 trị mụn bên đó. Mà đúng, chị khách chỉ dặn sữa rửa mặt thôi, nhưng mà cái này là em lấy thêm nè, cái gel trị mụn là em thấy thêm nè, nhưng mà chị khách là chị dặn cho em cái ba cái tiếp này là em lấy cho chị nè, còn cái này là em lấy thêm. Em thấy là cái sữa rửa mặt trị mụn tự nhiên sẽ nghĩ ra cái ý định là nó bị mụn luôn đó. Cái này là trị mụn, còn cái này là sữa rửa mặt ngăn ngừa mụn trị mụn ha. Cái này nè,
giá nó 290 nha mấy chị. Cái này là 290 ha. Còn cái này là 170, cái này là tiếp trị mụn. Nói chung cái này là chắc chị nào cũng phải bị mụn hết trơn á. Mấy chị mà hơi tầm ấy là mỗi lần mà chuẩn bị có kinh là lúc nào nó cũng nhú lên một hai cái đó. Thì mình cứ thủ sẵn cái tiếp này ở nhà, khi nào nó nhú lên là mình ấy ha. Còn cái này thì ở nhà mà mấy bé mà bắt đầu mà tuổi dậy thì rồi đó, nó hay bị mụn á, thì mấy chị mua cái chai này cho nó rửa. Thì cái này là em thấy là khách chị dặn á, rồi hỏi cái y tá bên đó thì nó nói hàng này rất là ok luôn, cái hàng mà doctor sớm chài nè, hàng dược mỹ phẩm nha, hàng dược mỹ phẩm nha. Đó, giá là 290 một cái chai sữa rửa này. Cái này là cái gì ta, đưa coi thử bao nhiêu ml nè. 150 ml nha, 150 ml, dành cho da dầu nè. Da dầu là hay bị mụn đúng không? Nó dành cho da dầu nè. Cái BHA salicylic acid nè. For oily skin, dành cho da mụn nè. Đó, đúng là da dầu nè. Rồi, cái sữa rửa mặt với lại cái tiếp trị mụn đó nha. Chị nào mà ở nhà mà có bé mà hay bị mụn rồi là ok luôn. Ở đây thì em còn là em lấy 12 tiếp. Chị khách chị dặn 3 tiếp là em còn là 9 tiếp nha. Còn cái kem trị mụn nè. Cái kem trị mụn của hãng nó luôn nha, 170.000 ha. Rồi, cái sữa rửa mặt này, nhưng mà cái sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm thì em hết rồi. Em hết rồi, bây giờ em chỉ còn cái loại mà sạch sâu nha. Làm sạch sâu, nhưng mà cái loại này là dạng treo. Đối với những người mà da dầu như em thì em không thích dùng cái này cho lắm, bởi vì nó không có tạo bọt. Cái cảm giác khi mà mình rửa xong thì cái da mình nó không có khô, nó cứ kiểu còn hay ấy. Còn nếu như chị nào mà da khô, thực chất ở trên này nó ghi là dành cho mọi loại da, nhưng mà cái cảm giác em xài ấy, thì em không thích cái loại này. Nên là chị nào, nếu như mà chị nào da khô thì xài cái này rất là ok, nó không làm khô da. Còn chị nào mà da dầu á, thì em khuyên nên lấy sữa rửa mặt bò hoặc sữa rửa mặt sâm đi. Còn cái loại này mà chị nào da khô thì ok ha. Đó, cái sữa rửa mặt này là thích hợp cho da khô nè. Nó ghi dành cho mọi loại da, nhưng mà em khuyên là nên da dầu thì nên dùng cái loại khác đi. Chứ còn mà bản thân em da dầu em dùng cái này em thấy nó không ok ha. Da khô thì ok, tại vì da khô, cái này da dầu á, dùng xong rồi cái mặt mình nó không có được khô, mình cảm giác nó vẫn còn cái kiểu nó hơi ẩm á. Còn da khô thì nó sẽ dưỡng ẩm nha. Cái hàng Neutrogen này là cái hàng nổi tiếng, rất là nổi tiếng của Mỹ nha mấy chị. Cái tiếp này giá 270 nha, làm sạch sâu 270. Nhưng mà chị nào da khô thì em khuyên ấy, còn chị nào da dầu thì không khuyến cáo dùng. Tại vì bản thân em dùng em không thích thì chắc mấy chị cũng sẽ như vậy. Rồi, là cái đồ đặc trị mụn nha. Chị nào xem lại like mà thấy mà con em đồ hay là cháu đồ gì mà có mụn á, thì cái này là em thấy ok lắm luôn á. À, có cái đồ chơi này hay lắm nè. Ủa anh, hôm bữa cái chai mà xịt ho của em anh bỏ ở đâu? Cái chai mà hôm bữa ho ho viêm họng, cái chai này nè. Chai này em bữa của em á, em ở bên đó anh ho xong rồi anh cất ở đâu? Đóng thùng từ sau. Đóng thùng ở sau. À, cái dầu bên Thái này mấy chị, dầu này là dầu, cái dầu thảo dược nha mấy chị. Dầu thảo dược nó làm từ mười mấy loại thảo dược nè. Từ tiêu, sâm, rồi quế, hồi, rồi gì tứ lung tung. Đây, cái dầu thảo dược của nó này mấy chị. Cái này mà chị nào mà nhức mũi hoặc là cái kiểu mà bị dị ứng thời tiết á, bị dị ứng thời tiết mà nó hơi hơi nhức mũi á, là hít. Mấy chị cứ cầm ra mấy chị hít nha. Cái này nó có, em nói cái này nó có dầu giả nha mấy chị. Có dầu giả nha, để mấy chị đi chơi Thái mấy chị biết nha. Với lại là nói để cho kinh nghiệm mấy chị đi Thái, mấy chị có mua dầu á, thì vô trong nhà thuốc mấy chị mua, hoặc là vô trong siêu thị nó cũng sẽ có bán á. Cái gì Ngọc?
hả? À, cái nhà thuốc hoặc là trong siêu thị nó cũng có bán nha. Đừng mua ở ngoài chợ nha. Mua ở ngoài chợ là trúng dầu giả rất là nhiều nha mấy chị. Trúng dầu giả rất là nhiều. Cái đây nè, cái dầu thiệt là cái nắp con lăn nó trong nha. Còn cái dầu giả là cái nắp con lăn của nó là cái màu nó là dạng màu sữa này nè. Cái loại này nè, ở bên ngoài nó bán giá rẻ hơn một nửa luôn á. Đó. Nên là mấy chị lưu ý cái dầu này là dầu bên Thái giả nhiều lắm nha. Giả rất là nhiều, nhất là ở những cái vùng chợ. Thành thử mấy chị đi là mấy chị lưu ý mấy cái hàng này. Cái này là em bán giá là 80 nha mấy chị. Giá là 80 ngàn một cái ống dầu mà thảo dược này nha. Cái ống dầu thảo dược này nè, giá là 80 ha. Cái này là dạng con lăn. Đó. Dầu thảo dược là 80. Còn cái dầu mà dầu ông già, giống như là ở mình nó có cái dầu, cái hộp dầu ông già đâu ta. Để từ từ chờ em xíu nha. À lát nữa có son nữa đó mấy chị. Son giá mềm mà đẹp lắm luôn á. Đợi em nha. Đây, cái dầu ông già này mấy chị. Cái dầu này là dạng dạng con lăn luôn nha. Đằng nào cũng xài, lấy ra một tiếp xài. Đây, cái chai dầu ông già nè. Nó là dạng con lăn nè mấy chị. Đó, cái dầu ông già này nè. Cái dầu mà loại, cái loại mà ở mình hay bán á, nó là dạng chấm. Thì dạng chấm á, nhiều khi ví dụ như mình đem mình lấy cái tay á, mình chấm ha, rồi nhiều khi mình dụi mắt cái này nọ nó cay. Còn cái loại này nè, nó mắc tiền hơn cái thằng dầu kia nha mấy chị. Nên là ở nhà mà mấy chị có mấy đứa con nít á, có mấy đứa nhỏ mà học lớp 2, lớp 3 rồi mấy chị, thì mấy chị nên mua mấy cái này cho mấy bé nè. Tại vì nhiều khi nó không có để ý, nó cứ bôi. Mình để trong cặp nó đi học á, nhiều khi đau bụng rồi đó là có dùng ha. Còn mình nó đem nó dùng cái loại chấm thì nhiều khi nó đem nó dụi mắt rồi nó cay. Còn ví dụ như người lớn mình xài thì có thể ra tiệm thuốc tây mua cái chai dầu kia nó rẻ hơn. Cái chai dầu kia nó có mấy chục à, 20 gì à. Còn cái chai này nó tới 60 ngàn lận. Nó tới 60 ngàn lận. Nên là cái này thì nhà có con nít thì ok, mấy chị mua cho mấy đứa con nít nó dùng. Còn nếu như mà ví dụ như người lớn mình xài thì mình có thể mình mua cái loại chấm thì nó sẽ rẻ hơn ha. Nó sẽ rẻ hơn. Cái chai này là giá 60 nha. Còn nếu như mà em bán một hộp, bán nguyên một hộp mà 6 chai, nguyên một hộp 6 chai thì giá của nó là 55 ngàn một vỉ như thế này. Nhân lên cho 6 ha. Thì bán nguyên hộp là 55 ngàn một vỉ nhân 6. Còn nếu như một chai lẻ như thế này thì giá 60 ngàn nha mấy chị. Em có hai màu, hai mùi. Một loại là màu trắng và một loại này nha. Được, trị mụn nó nam nữ gì cũng được hết chứ chị ơi. Cái loại trị mụn nó nam nữ, lớn bé, trai lớn gì cũng xài được hết trơn á. Đó, cái dầu em có hai loại nha. Một loại là dầu trắng và một loại là dầu đỏ nha mấy chị. Một loại là dầu trắng và một loại là dầu đỏ. Giá là 60 ngàn. Một hộp 6 vỉ thì là 55 ngàn nhân 6 lên nha. Đó là dầu ông già. Rồi cái dầu kia là dầu thảo dược nha. Mấy chị lấy cái dầu nào thì mấy chị báo nha. Cái dầu con lăn này em nghĩ là rất là hợp cho mấy bé, rất là hợp cho mấy đứa con nít mà mấy chị cho bỏ vô trong trong ấy. Hoặc là mình đi tàu xe rồi á, mình ngửi rồi nó cũng tiện nữa ha. Không có đổ. À đây, cái chai xịt ho nè. Chị Đoàn Phạm Ủa chị Đoàn Phạm, đồng của chị có về không Ngọc? Ngày mai chị qua chị lấy được nha. Tại vì bây giờ đang soạn hàng ở phía dưới. Hàng nó về hôm nay nhiều quá thì tôi đang soạn ở phía dưới. Chiều mai chị tới lấy đi thì ok ha. Cái chai này nè. Hôm bữa qua bên bển mấy chị bị viêm họng á, xong rồi nó ho quá trời á. Đây cái loại này, ngậm cái viên mà con rít á, cái viên mà con rít á nó cũng ok lắm luôn á. Nhưng mà nó khó ngậm cực kỳ luôn, nó chua mà nó chua lè luôn á, mà nó cái kiểu nó hơi the nó khó ghê lắm lận. Chứ mà ngậm cái đó là cũng ok, cũng đỡ ho mà giá nó mềm nữa. Mà em ngậm không được, nó khó chịu quá cái vị nó, chịu không được.
đó thì xong là bắt đầu ho ho sủa liên tục luôn á. Hãy đi ra coi như 7-Eleven nó bán cái chai này nè, cái chai mà xịt mà trị viêm đỏ họng, viêm họng á mấy chị. Cái này là hàng của Nhật nha mấy chị, hàng của Nhật nha, công nghệ của Nhật nè, nó ghi nè product of Kobayashi nè ở Osaka của Nhật nè mấy chị. Cái hàng này là hàng công ty của Nhật nha, nhưng mà nó nhập khẩu vô vô Thái nè. Hàng này là hàng của Nhật nè mấy chị. Cái hãng này nè, cái hãng này nè, hàng là hàng của Nhật nha. Đó, giá là 190.000. Chỉ cần mà bị viêm họng hoặc bị ho mà chị, mấy chị thấy bây giờ giọng em về bình thường không? Nhờ nó không nè, nhờ nó không nè. Nó rất là hay, cái ngậm con rít kia nó hay lắm, nó cũng hay lắm, nhưng mà em ngậm vô em ngậm không được, cái ngậm mới có mấy viên là phải phun ra, nó khó ngậm, nó chua. Còn cái thằng này là coi như mấy chị cứ hả cái miệng, bị viêm họng hơi ngứa ngứa đúng không, hả cái miệng ra xong mấy chị để cái chai xịt đó, mấy chị để trong, mấy chị chỉ cần xịt xuống một phát, hai phát, cái gọi là coi như là bắt đầu nó gây cảm giác cái vị hơi bạc hà, nó the trong cổ á. Mấy chị xịt chừng một ngày 2-3 lần, qua ngày hôm sau là mấy chị cảm thấy là nó đỡ được 50% liền. Rồi cái ngày hôm sau mấy chị xịt chừng 3 ngày là nó hết sạch trơn luôn, qua ngày hôm sau là nó giảm được một nửa rồi. Cái này nè, đó cái chai xịt ho nè. Hôm bữa ở bên đó mấy chị thấy em ho kinh hồn không, tối coi như ngậm cái viên kia không được, tối phải mò ra 7-Eleven, tại vì gần đó nhà thuốc của nó không còn cái nào đóng cửa đó, chỉ có 7-Eleven nó mới mở cửa 24/24 thôi đó. Rồi hỏi nó mới đưa cái này nè. Cái này là của Nhật nha mấy chị, trên đây nó có ghi luôn nè, hãng của công ty của Nhật, của Osaka Japan nè, của Nhật nha. Chị Đặng Tiến, chị lấy một tiếp gì, chị Đặng Tiến, chị lấy một tiếp gì, giá là 190.000 một cái ho này nè nha. Cái này thì thực chất giá bên đó em mua đã là 140 rồi, rồi cái phí vận chuyển về đây em cho 15-20 ngàn nữa thì coi như là chỉ nhỉnh một xíu thôi, chỉ mua mấy hộp về cho mấy chị thấy, tại vì thấy hay thôi. À, chị Thúy Sơn hả? Chị Thúy Sơn, để từ từ mấy chị ơi, mấy chị đợi đi mấy chị, tại vì là hôm nay hàng nó mới về mà 200 mấy ký mà phải khui ra hết xong phải soạn cho mấy chị nữa, thành thử mấy chị đừng hối hàng nha, mấy chị đợi nha. Chị Đặng Tiến, chị lấy tiếp gì vậy? Đó, cái này là cái ho nha, giá là 190. Cái này hay lắm luôn á. Rồi, cái lăn nắp nè mấy chị, cái lăn nắp đá nha, ở đây. Chị nào chị gom sạch trơn hết rồi, chị biết xài cái này nè, em mua có mấy tiếp rồi. Coi như về làm quà hết, bây giờ còn có bao nhiêu đây à? Còn có bao nhiêu đây nè. Rồi ok chị Sương Nguyễn nha. Cái này chị về chị cứ để dành, chị cứ để dành, chị xài xong hết rồi mà mình hết ho rồi cứ để dành đó ha. Mình cứ để dành đó, xong rồi mình lấy cái miếng giấy á, mình ấy xong rồi mình lau cái miệng của cái vòi đi, rồi mình cứ bỏ trong hộp và mình để dành. Mình khi nào mình dùng hết là ok nha chị, chứ không có phải mà mình hết ho rồi mình quăng đâu nha. Cứ hết ho xong rồi để dành đó. Rồi ok chị Đặng Tiến, một trị mụn nha. Cái này hay lắm, trời ơi em, cái này tại vì qua nó bị ho mấy chị, hôm bữa like nào đó mà ngậm cái con rít đó, nó khó chịu quá, xong tối ngủ không được, ho kinh hồn luôn, phải ra 7-Eleven mua đó. Mua có một tiếp à, 7-Eleven nó sẽ bán mắc hơn, 7-Eleven nó bán mắc hơn, cái này là ra nhà thuốc mua. Nói chung hàng có thể là em cứ ra mua nhà thuốc thì có thể nó sẽ mắc hơn so với là những người nào mà người ta đi buôn đúng mấy luôn. Ví dụ người ta buôn cả thùng đi thì người ta sẽ vô ví dụ như trực tiếp với chợ thuốc sĩ chẳng hạn như vậy ha, thì nó giá nó sẽ mềm hơn. Nhưng mà ở đây là mình không có cái kiểu là không phải kinh doanh thuốc, nên là chỉ là đi ra nhà thuốc thấy cái gì hay thì đi ra nhà thuốc thôi. Chị Dung Nguyễn cho em xin số với nha. Hai tiếp ho ok chị Đào Nguyễn, với một cặp sữa tắm. Chị Đào Nguyễn là hồi nãy sữa tắm chị có đặt chưa? Hồi nãy sữa tắm chị Đào Nguyễn có đặt chưa chị Đào Nguyễn? Cái này là mấy bé mà 6 tuổi trở lên dùng được luôn á nha mấy chị. Mà nó hơi the the, không biết nó có chịu the the hay không, chứ còn mà 6 tuổi trở lên là dùng được nha.
cái ho này em lấy có mấy tiếp mà không có nhiều đâu, tại vì thấy nó hay quá rồi coi như ấy về thôi, chứ còn em không có mua nhiều. Chị nào mà đi Thái á, mà mấy chị thấy cái ví dụ như mình mà đi mà lỡ mình có ho hoặc là mình nó nắng quá mình có bệnh dọc đường á, thì mấy chị cứ vô trong 7-Eleven nó có bán, bị ho hay viêm họng cứ chạy vô 7-Eleven á, mấy chị lấy cái này hay lắm. Em chỉ cho, trong một lốc như thế này ha, trong một lốc như thế này nè, tại vì nó sẽ để ra dày để nó chắc mã vạch ha, nó chắc mã vạch nó tính tiền. Còn tất cả các cái này nè mấy chị, nó đều có dán một cái này nè, để nó mấy chị gỡ ra, mấy chị gỡ ra thì nó có sẽ có cái mã vạch ở đây cho mình chắc ha. Đó, mấy chị gỡ cái miếng này ra nè, miếng phin nhôm này nè, gỡ ra nó sẽ chắc mã vạch cho mình. Còn nguyên một cái lốc này nó chỉ có một hộp là nó không có dán cái phần đó, để cho khi mà tính tiền nguyên một lốc vậy nè, là quẹt nó tính tiền nguyên một lốc ha. Cái chỗ trắng trắng này là cái mã vạch đó. Dạ ok chị Đào Nguyễn nha, chị đã ấy rồi thì em có để cho chị rồi, em sẽ gửi chung hàng cho, không sao đâu, em sẽ đợi hàng rồi em gửi chung cho. Khi bé Ngọc nó chốt hàng á, hàng Thái á, mấy chị để ý kỹ một xíu nha. Rồi đơn mà nếu như cộng 600.000 nhớ nhắc nó là tặng cho cục sáp nha mấy chị. Nhớ tặng cho cục sáp nha. Cái để Ngọc nó quên á. Ho cứ dùng xong rồi mấy chị cứ để dành, nếu như nó vẫn còn là mấy chị cứ để dành nha. Mấy chị cứ để dành rồi cái đợt sau mà mình lỡ có viêm họng nữa thì mình dùng chứ không sao hết nha. Rồi ok chị Dung Nguyễn, em thấy số điện thoại của chị rồi ha. Ủa nãy giờ chị Hạnh Mỹ mình vẫn cứ xem like hả? Rồi chị Đặng Tiến. Rồi chị Đặng Tiến nè, cái ho gần hết rồi đó mấy chị, em không có lấy nhiều. Rồi chị Dương Khả Nhi nè. Chị Sương Nguyễn. Ho hết rồi nha mấy chị ơi, ho hết rồi, chị Sương Nguyễn tới chị Dương Khả Nhi nữa là hết nha. Ho em hết rồi đó nha. Chị Sương Nguyễn nè. Rồi thôi em hết rồi á. Cái này em để dành một tiếp cho mấy đứa nhỏ thôi, chứ em hết rồi. Cái tiếp kia em ở bên đó em xài chắc cũng được nửa tiếp rồi, còn cái này dành cho mấy đứa nhỏ thôi. Là thôi em hết nha. Ho là em hết rồi đó. Rồi còn dầu thảo dược là 80 nha, chị nào chốt thì báo em ha. Ho là hết rồi. À lấy cái tiết mụn cho chị nào ấy, tiết mụn á chứ quên. Cái tiết mụn hồi nãy chị nào ta, chị Đặng Tiến đúng không? Tiết mụn là 170 nha. Cái cứ mụn nó lồi lên á, xong rồi là nếu như nó hơi sơ sơ á là mình lấy mình chấm đi. Còn nếu như cái mụn mà nó bự quá, nó chưa có gom miệng thì cứ chấm vô trong cái phần mụn xung quanh, rửa mặt sạch sẽ đi ha. Rồi chấm lên thì từ từ cái mụn nó sẽ gom lại. Rồi nó gom lại, bắt đầu nó gom lại, nó gom lại cái kiểu là nó lồi cái miệng nó lên rồi. Mình chỉ cần mình lấy hai cái rửa mặt sạch rồi mình lấy cái miếng giấy á, mình đem mình ấn nhẹ cái là tự động cái nhân nó sẽ ra nha. Rồi tiếp theo đó cái nhân nó ra rồi mình cũng lấy cái đó mình đem mình chấm vô một chỗ cái mụn đó nữa, cái nốt mụn đó nữa, để cho nó tiêu diệt hẳn cái vi khuẩn đó. Còn ở bên trong mụn là ngày mai là nó tự động nó sẽ bled luôn nha chị. Chị Đặng Tiến ơi, coi như ở nhà mà có bé trai á, mà nó bị á, thì coi như chị chỉ nó dùng như vậy nha.
Rồi ok. Em có sót hàng chị nào không? Hồi nãy giờ em có chốt sót cho chị nào không? Rồi, cái lăn nách này nè. Lăn nách có bao nhiêu đây à mấy chị? Coi như là chị Hạnh Mỹ Huỳnh chỉ lấy mấy tiếp rồi. Xong rồi coi như là đi làm quà hết rồi. Còn có mấy cái này à? Cái này là lăn nách đá nha mấy chị. Mấy chị xài 2-3 năm nó mới hết lần. Cái này mình đừng có bỏ nha mấy chị. Nó cái mùi nó nhẹ lắm luôn á, chứ nó không có nặng mùi. Thì cái mục đích của nó là cái gì? Để cho coi như là nó giống như cái phèn chua vậy đó mấy chị. Nó là đây nè, nó giống như phèn chua vậy nha. Nên là khi mấy chị dùng ha, mấy chị để ở dưới cái vòi nước á, hoặc là mấy chị lấy cái tay á, mấy chị vốc vô khoảng 1-2-3 giọt nước gì ở chỗ này nè, cho nó ẩm. Rồi bắt đầu mình thoa dưới nách ha. Rồi đậy nắp lại, qua ngày hôm sau nó tự động cái viên đá nó sẽ khô. Khô rồi bắt đầu mấy chị lại cho 1-2 viên nước, hột nước nữa mấy chị vô cho nó ẩm. Rồi bắt đầu mình lăn. Cái mùi nó rất là nhẹ, nó không có mùi gì hết trơn á, nhưng mà nó khô thoáng, với lại là nó không có làm cho cái nách mình nó bị thâm. Thì cái này á, nó giống như là phèn chua vậy nha mấy chị. Cái mùi nó nhẹ cực kỳ luôn. Thì ở đây em chỉ còn bao nhiêu này thôi. Ở đây em chỉ còn 2, 4, 5 cái tiếp này thôi nha. 5 cái tiếp này thôi. Cái này là cái dạng hương trái cây này. Nhưng mà cái hương nó nhẹ lắm, không có phân biệt được hương đâu. Thì chị nào cứ thích này, lấy lăn nắp đại đi, chứ nó không có hương gì. Nó nhẹ mùi lắm. Để cho ví dụ như chị nào mà dùng nước hoa á, thì coi như ấy, có 80 ngàn mà xài 2-3 năm á mấy chị. Xài 2-3 năm mới hết đó nha. Chứ không phải là coi như là lấy đâu, mấy chị đừng có bỏ nha. Nó khô là mấy chị cho 1-2 giọt nước vô, xong bắt đầu mình lăn, rồi đậy nắp lại, rồi mình để đó, rồi xong rồi qua ngày hôm sau xài cũng cho 2-3 giọt nước cho nó ẩm trên đây nè, rồi bắt đầu mấy chị thoa. Mấy chị xài lâu lắm luôn nó mới mòn á. Đây, chỉ còn 5 tiếp này thôi nha, chị nào chốt trước thì ấy. Mùi nào cũng được, lấy đại luôn, chứ nó không có cái mùi, nó nhẹ mùi lắm, nó không có bay mùi đâu, tại vì nó giống như là phèn chua mà, thành thử nó không có mùi. Giá là 80 nha chị Sương Nguyễn, một lăn nách nè. Rồi chị Sương Nguyễn một nha. Chị Quyên Nguyễn nè, chị Quyên Nguyễn cho em xin số điện thoại nha chị Quyên Nguyễn ơi. Cho em xin số điện thoại. Ủa nãy giờ chị có chốt cái gì chưa ta? Hồi nãy giờ chị Quyên Nguyễn có chốt cái gì, có số điện thoại chưa? Rồi. Để coi thử còn không nha. Có 5 tiếp thôi á. Tiểu My nè. Cái này mấy chị dùng thì mình xịt nước hoa, nó không có bị át cái mùi nước hoa đi. Chứ nếu như mà ví dụ lăn nách mà mấy cái loại cái nó có mùi á, thì khi mình dùng nước hoa nữa nó 2-3 mùi đó, nó bị át cái mùi đó đi. Chị Tuyết Vân nè. Cô Tuyết Vân nè. Rồi xong cô Ái nữa nha. Là hết rồi á mấy chị. Hết rồi, em có 5 tiếp à. Có đúng 5 tiếp này à nha. Hình như cái này em không có mua thêm thì phải. Không biết là cái đợt hàng sau có hay không, hình như không có đó. Vậy em mua có bao nhiêu đây à? Hàng về em cũng nhớ nữa mà, như hết rồi, hàng này hình như em cũng có mua nữa. Rồi. Hết nha mấy chị ơi, cái lăn nách hết rồi. À mặt nạ ngủ đúng không? Lăn nách hết rồi nha. Chị Nguyên có đó, chị Tiểu My có đó. Mặt nạ ngủ ha, để em coi cái thùng mặt nạ ngủ nó nằm ở đâu. Có mặt nạ ngủ. Ủa Ngọc ơi, cái mặt nạ ngủ chưa bưng lên trên này hả em? Cái mặt nạ ngủ hồi nãy chị để chung với cái gì ta? Hồi nãy chị để chung với cái sữa rửa mặt mà tơ tầm á. Để coi thử. Hình như ở dưới đó, Ngọc ơi. Có cái thùng mà tơ tầm mà cái kén tơ tầm á. À mấy chị vô đông đông em nhắc lại nha. Cái tẩy trang này nè, giá là 60 ngàn nha mấy chị. Em lấy cho mấy chị cái size lớn luôn. Cái size lớn nó tới 20 miếng lận mà có 60 ngàn à. Còn cái size kia là size nhỏ 50 ngàn mà nó có 10 miếng à. Do đó là cái này là 60 ngàn 20 miếng nha mấy chị. Thành thử là em báo trước, chứ để là mấy chị nói là sao tính 60 ngàn nha. Cái này 60 ngàn mà 20 miếng nha, 20 miếng tẩy trang. Thì khi mấy chị dùng mà trang điểm nhiều thì mấy chị xé đôi cho em. Còn nếu như mà chỉ để làm cho sạch mặt hoặc là tẩy kem chống nắng thì xé làm ba cho tiết kiệm nha mấy chị. Cái này là 60 ngàn nhưng mà được 20 miếng, nó lợi hơn rất là nhiều. Tại vì cái hàng này nó đang sale nè. Hàng này nó đang sale, nó lợi lắm.
nên em lấy luôn cái loại bự cho mấy chị luôn, chứ còn mà cái kia 50 mà có 10 miếng thì nó hao ha. Đó nên em báo mấy chị vô đông đông thì em báo cái này nha. À, một tiết trị mụn chị Nguyễn Liên, cái này là tẩy trang nha mấy chị, mình đi du lịch hay là bình thường mình ở nhà mình xài cái này nó tiện ha. Cái loại này tại vì em không có xuống ở dưới em lấy cái bịch em xài cho mấy chị xem. Cái loại này một mặt của nó là mặt gai, thì khi mấy chị tẩy trang á, ở cái lỗ chân lông của mình nó sạch cực kỳ luôn. Nếu như chị nào mà đi chơi về mệt quá, có thể tẩy xong rồi mình đi ngủ cũng được, không cần rửa lại bằng nước cũng được nha. Nhưng mà lâu lâu thì được, một hai bữa thì được, chứ không khuyến cáo là ngày nào cũng vậy hết ha. Rồi chị Nguyễn Liên một tiếp trị mụn nha. Nó có cái sữa rửa mặt trị mụn nữa đó, chị nào lấy cái sữa rửa mặt thì báo em nha. Chị Nguyễn Liên nè, cái này là 60.000 nhưng mà 20 miếng lận nha mấy chị. Em bưng cái thùng kén nó lên giùm chị cái. Chưa đem lên đó hả? Chưa. Cái thùng kén nó có mặt nạ ngủ ở dưới á. Ở trên này đâu có thấy không? Coi thử ngay cầu thang thử có không? Lên đó rồi mà. Coi ngay cầu thang thử. Không hết rồi. Sao không thấy ở trên này? Nó cái mặt nạ ngủ nó chung như kén tầm á. Cái này là kính răng. Ngay góc cầu thang nó có không? Bưng lên hết rồi. Nãy có bao nhiêu thùng lên hết rồi. Không, vậy xuống tìm lại đi, không có. Cái này là nước hoa Mỹ. À, cho chị mượn cái thùng xăng Mỹ, xăng Mỹ nó về luôn rồi đó. Không, trị thâm nách em không có mua. Chị thâm nách em không có mua. Trị thâm nách ở bên đó nó bán nhiều lắm luôn á, mà không có nghĩ là mấy chị có nhu cầu dùng thành không có mua. Chứ bên đó là trị thâm nách với cùi chỏ đồ này nọ nhiều lắm mà không có mua. Có không Ngọc? Từ từ nha, chờ em xíu nha, chị nào hỏi cho bạn nào. Dưới đây còn sát thôi chứ đâu còn cái gì nữa đâu. Ủa chết cha, đâu ta? Nãy giờ anh có bưng cái thùng đi đâu không? Mày á. Không, cái thùng mà. Như em nhớ có hai cái mà phải không? Mặt nạ ngủ à. Mặt nạ ngủ với lại cái kén cơ tầm là nó nằm ở trong cái thùng đó. Ở dưới này mặt nạ ngủ có chị nào lấy không đưa chị mượn em? Không, dưới đâu có đâu. Có, mặt nạ ngủ có 2-3 người. Ra tìm giùm em cái thùng nó thử đi, cái thùng nó bưng rồi để ở đâu? Có nguyên một cái thùng mặt nạ ngủ em gập nắp lại nữa mà sao không thấy ta? Ủa bỏ ở đâu ta? Có gì? Cái chị Dung Nguyễn một bịch tẩy trang đúng không? Ok chị Dung Nguyễn nha. Mấy chị xài kem chống nắng da là nhớ tẩy trang cho em nha. Chứ xài kem chống nắng mà không tẩy trang cái da nó lão hóa nhanh lắm đó nha mấy chị. Tại vì cái kem trong cái kem chống nắng nó có cái, nó giống như là nó có cái kiểu là cái chất mà nó hơi lâu trôi á. Nên là khi mà mấy chị mà sử dụng kem chống nắng mà mình không tẩy trang á, là lâu ngày cái lỗ chân lông của mình nó bị bí. Rồi khi mình rửa mặt, mình rửa bằng sữa rửa mặt nó không có sạch cái kem chống nắng đâu. Nên là mấy chị xài kem chống nắng là nhớ tẩy trang giùm em cái nha. Rồi ok chị Dung Nguyễn nè. Ủa cái một, có một cái thùng đó mà sao kỳ vậy? Rồi rồi thấy rồi, ở trên vali nè, thấy rồi. Rồi. Ôi. Ây da. Thấy rồi trên vali nè. Ok chị Dung Nguyễn nha.
một bịch tẩy trang. Rồi cái đây đây đây, chị nào nói mặt nạ ngủ đây, đợi em xíu. Đây mặt nạ ngủ nè. Cái mặt nạ ngủ này. Đó mấy chị bình thường á, cái người ta hướng dẫn sử dụng là cái hũ này mình để ở bên ngoài bình thường ha. Nhưng mà em khuyên mấy chị nên mở ở trong ngăn mát tủ lạnh á, còn không chị nào không tiện thì thôi cũng được, không sao hết trơn. Còn không mình mở trong ngăn mát tủ lạnh á, khi mấy chị dùng á thì nó mát mát, cái kiểu giống như mình đắp mặt nạ nó rất là sướng. Cái này là nó cấp ẩm cho da, nó cấp ẩm cho da. Cái hãng này là chung với cái hãng sữa rửa mặt bò nha. Là cái hàng này á, là cái hàng nguyên vật liệu là từ Nhật nha mấy chị, cái hãng này nè. Đó là nó liên kết với Nhật nha. Thì cái nguyên vật liệu là từ Nhật. Mặt nạ ngủ sữa bò mấy chị. Đây từ từ em có son nữa, son lên đẹp lắm mà nó ít hàng chứ không có nhiều, tại vì son em đi cũng đi gom luôn. Đây cái mặt nạ ngủ nè. Cái hộp này mấy chị biết mà, cái gì mà nó liên quan tới Nhật đó là người ta cái vỏ hộp, cái bao bì rồi cũng vậy, nó làm nó tối giản màu sắc lắm. Một là màu trắng, hai là màu xám, hiếm khi nào mà nó làm cái màu lè lẹt lắm. Đây nè, cái thằng này cũng vậy nè mấy chị ha. Cái gu của nó rất là đơn giản, cái bên trong nè nó như là sữa chua vậy, cái treo của nó này nè mấy chị. Thì cái này nha mấy chị dùng nó sẽ, cái mặt nạ ngủ là nó dưỡng ẩm cho da rất là ok luôn. Lăn nách hồi nãy chị Bích đem hỏi giá đó, thành thử là không có chốt á. Hồi nãy do chị hỏi giá đó, cái lăn nách em hết rồi. Cái mặt nạ ngủ có chốt collagen cho chị rồi nha. Không chị, đưa bạn. Em chốt collagen cho chị rồi nha chị bé Tư Thái. Cái giá là 190 à, có 190.000 à, rẻ cực kỳ luôn. Mà 100g lần, 100g xài rất là lâu hết. Cái này là một tuần mấy chị đắp 2 đến 3 lần. Có nghĩa là thật là khi nào mấy chị cảm thấy cái da mấy chị nó khô quá đi, nhất là ở cái vùng lỗ mũi mà mấy chị thấy nó hơi tróc da, là biết là cái da mình nó đang bị khô, nó đang bị thiếu ẩm, thì mấy chị bôi cái này lên, ngủ một đêm tới sáng luôn. Nó khác cái mặt nạ bình thường ở chỗ là cái mặt nạ bình thường mấy chị đắp là trong vòng khoảng 15 đến 20 phút mấy chị tháo ra đúng không? Còn cái mặt nạ này á, mình rửa mặt sạch sẽ xong rồi mình bôi cái này mình đi ngủ, có nghĩa là mình không cần bôi dưỡng ẩm gì hết trơn á. Nè, có 190.000 thôi. Mặt nạ sữa bò nha. Mặt nạ ngủ sữa bò nè. Da chị nào mà khô là rất rất nên dùng cái thằng này luôn. Còn nếu như da chị nào mà da dầu hoặc là da bình thường thì coi như là có dùng thì càng tốt. Đó, có dùng thì càng tốt. Sở dĩ mà cái da nó dầu á, là do cái da nó, cái trên bề mặt á, nó cũng thiếu độ ẩm, nên nó sẽ tiết dầu ra nhiều hơn để cho nó cung cấp độ ẩm bề mặt. Thì nếu như chị nào mà cảm thấy mà dầu nó thiệt nhiều là chứng tỏ da của mấy chị là coi như đang bị thiếu ủa vậy hả? Chích cha rồi. Cái để em coi thử nha, để em coi thử đi. Có gì năn nỉ chị Hạnh Mỹ Huỳnh đi. Năn nỉ chị Hạnh Mỹ Huỳnh để cho chị Bích ưng chị ưng thì Bích một ấy đi. Hoặc là để em coi thử đợt sau em về nó có bị, nó có sót cái lăn nách nào không, em để cho chị nha. Chứ bây giờ tại vì em không biết, em không có biết nha. Cái này là 190 nha, cái mặt nạ ngủ này nè. Rồi ok chị Nguyên Nguyễn, em chốt cho chị một hũ nha. Cái hàng này nè, cái hũ rồi bao bì rồi cũng rất là cái kiểu là giống như là tối giản màu sắc đó mấy chị. Cái hàng Nhật đó nó hay tối giản màu sắc lắm. Rồi ok chị Nguyên Nguyễn nha. Giá chỉ có 190.000 thôi. Rồi ok chị nha. Để em coi thử cái hàng đó về nó còn cái tiếp nào không. Còn không có thì em năn nỉ, em năn nỉ chị Hạnh Mỹ Huỳnh để dành cho chị một ấy cho. Chứ giờ em cũng biết làm sao luôn. Rồi ok chị Dung Nguyễn nha. Một mặt nạ ngủ nè. Cái mặt nạ ngủ này em cũng không có nhiều đâu. Em mua được về có 10 tiếp à. Nó y chang như cái mặt nạ bình thường mình đắp đó mấy chị. Nhưng mà cái mặt nạ bình thường thì mình 15-20 phút mình lột mặt nạ ra đúng không? Còn cái thằng này mấy chị đắp đi ngủ luôn. Xong rồi sáng hôm sau dậy rửa mặt bình thường thì cái da của mấy chị lúc đó mấy chị thấy nó mịn cực kỳ luôn. Mà nó mát nữa.
thì cái này á thì em hay dùng á, là em hay bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Nếu mà như mấy chị tiện thì bỏ trong ngăn mát tủ lạnh thì mấy chị xài nó rất là thích, nó khi mình đắp lên nó mát 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 sướng lắm. Còn nếu như mấy chị không tiện thì mấy chị cứ để ở nhiệt độ bình thường không sao hết nha. Rồi ok chị Đạt Hoàng, một mặt nạ ngủ nha, một tẩy trang. Cái tẩy trang này 60 ngàn nha mấy chị, nhưng mà được 20 miếng nha, được 20 miếng nha. Còn cái hôm bữa trước mà cái loại mà 50 ngàn đó, nó chỉ có 10 miếng thôi. Cái này 20 miếng mà nó sale còn có 60 ngàn à. Thành thử em thấy nó rẻ hơn nhiều nên em mới lấy cái loại này nha. Em mới lấy cái loại loại lớn luôn, loại sale loại lớn luôn, nó sẽ lợi hơn cho mấy chị ha. Rồi ok chị Đạt Hoàng nè. Rồi chị Đạt Hoàng một tẩy trang nữa đúng không? Rồi ok nha. Mấy cái tẩy trang này mà chị nào mà đi du lịch đó mấy chị cầm theo rất là tiện. Tại vì đi du lịch thường thường mình hay trang điểm nhẹ đồ này nọ, mình tẩy trang cũng sướng lắm. Rồi ok chị Đạt Hoàng ha. Rồi bình thường hai chấm mấy người xem mà hôm nay mấy chị đi đâu hết trơn, còn có ba mấy người à. Chị Đào Nguyễn, hồi nãy chị có dặn em tẩy trang chưa? Nếu như chị dặn rồi á thì em đã chốt rồi thì thôi. Còn nếu như chị chưa dặn á thì bây giờ em ghi, tại vì hồi nãy giờ em ghi em cũng không có nhớ. Mấy chị ơi, cái hộp mà nó lỡ có mớt một xíu thì thông cảm cho em nha, tại vì hàng từ bên kia về nên cái hộp nó có khi nó hơi mất mớt một xíu thì thông cảm giùm em nha. Thông cảm giùm em nha mấy chị. Cố gắng hết sức rồi. Cố gắng là bao bọc hết sức rồi nhưng mà nó hơi mớt một xíu cũng thông cảm nha. Hũ bên trong thì y nguyên không sao hết, chỉ có cái vỏ giấy bên ngoài nó hơi mất mớt một tí thôi. Rồi mặt nạ ngủ có chị nào dặn nữa không? Em coi tôi còn có mấy tiếp à. 1 2 3 4 5 6 7 8 tiếp, mặt nạ ngủ còn 8 tiếp nha. À còn cái kén tầm này nè. Mặt nạ ngủ cho chị Đặng Sang nè. Cho chị Đặng Sang, ok chị Đặng Sang nha. Cái hộp mà lỡ nó có mớt một xíu mấy chị thông cảm nha mấy chị. Chị Đặng Sang nè. Em đi về mà em bỏ hàng trong cái thùng này mà cái thùng này nó còn bể nữa là mấy chị biết rồi đó, nó quăng cỡ nào rồi đó. À, cái vali Ngọc đã nhắc cái vali mới nhớ đó, cái vali á mà nó quăng sao mà nó bể banh cái vali luôn à. Nó quăng kinh khủng. Thành tới mấy chị đi du lịch mà vali đồ này nọ thì coi như là mua hàng 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 vải bố, nó sẽ ok hơn là cái hàng mà mình nhựa, hoặc là mình phải mua cái nhựa thiệt xịn mà cái vali của em là nhựa xịn luôn rồi đó, mua mắc tiền đó mà nó quăng cũng bể vậy đó. Rồi cái này bên kia em có hôm nay không có lay đầm đầm không có về kịp nha, đầm là phải chuyến sau tại vì hàng mới về có một nửa à. Em chỉ có về cái đầm mà mấy chị dặn thôi, là mấy chị dặn hàng là có đầm luôn rồi đó. Còn mà chị nào mà mấy chị đặt ở bên Thái á, là đầm em có về luôn rồi, là kịp luôn rồi. Còn mà cái hàng mà để like cho mấy chị á, thì coi như là về xong, về được về đợt sau về chắc 100, hôm bữa cân là khoảng 155 hay 56 kg gì đó. Khoảng cỡ đó nữa, là không biết là ngày mai hay ngày mốt chị về nữa. Cái kén tầm nè, toàn bộ mấy cái em xài là cho đi về ấy luôn chứ em không có mang tay về được luôn á, tại vì nó hết ký hành lý luôn rồi. Cái này kén tầm này hôm bữa trước bên Thái em có like cho mấy chị xem á. Cái này là nó từ tơ tầm, cái kén của con tầm đó mấy chị. À, cái gì ta? Mặt chị nám xài kem xăm được không? Nám nhưng mà nám thì sao chị? Nám nhiều hay nám ít? Tại vì cái kem xăm bản thân nó trị nám rất là nhẹ chứ nó không có trị nám nhiều. Nếu như mà chị mà bị nám mà nó hơi hơi đậm đậm một xíu á thì chị xài qua cái kem mà Tony Moly đi. Tony Moly, cái kem Oxen Tony Moly của hãng Tony Moly á, 1,2 triệu á, cái thằng đó là nó chuyên trị nám. À, chắc thứ tư đó chị, không biết nữa, khi nào nó về thì em sẽ báo nha, tại vì hàng bây giờ nó chưa có về. Hàng nó chưa có về, khi nào nó về thì em sẽ báo trên like cho. Cái kén tầm này nè là cây rửa mặt nha mấy chị.
cái rửa mặt nè, nó từ kén của con tầm này mấy chị thấy không? Nó từ kén của con tầm nè. Hôm em có like bên đó là nó có tơ luôn mấy chị, tơ cái tơ tầm mà đi dệt áo, lấy cái tơ tầm đó mà đi dệt áo mấy chị. Thì cái thằng này nó rửa mặt nè là nó chuyên trị mụn đầu đen. Đây. Nó chuyên trị mụn đầu đen nè mấy chị ha. Thì bây giờ mình là ai cũng bị mụn đầu đen hết trơn rồi đó. Đó mà bị ít hay nhiều thôi. Đó, nó chuyên trị mụn đầu đen nè mấy chị không? Từ cái mụn bự nè. Xong rồi mình rửa từ từ cái đó nó trồi lên rồi nó gom lại nè, bắt đầu nó sạch cái lỗ chân lông nè, là tại vì nó cái tơ tầm đó thì mình mấy chị thọc hai cái ngón tay vô. Thọc hai cái ngón tay vô tại vì không có cái hũ em xài ở đây nên em khó diễn tả cho mấy chị. Thọc hai cái ngón tay vô trong cái kén á, bắt đầu mình chà. Mình chà cái chỗ nào hay bị mụn cám mình cứ chà đi. Thì nếu như mấy chị mà buổi tối cái da mặt của mình mà ví dụ mình tẩy mình đang trang điểm hoặc mình làm cái gì đó thì mình rửa cái này thì cảm giác của em xài nó sẽ không có được sạch lắm nha, nó không có được sạch lắm. Nên nếu mấy chị dùng thì cái này mấy chị dùng buổi sáng. Mấy chị dùng buổi sáng để dành dùng buổi sáng thì thứ nhất là nó sẽ loại bỏ những cái mụn đầu đen cho mình. Thứ hai nữa, buổi sáng một đêm tới sáng mình ngủ dậy ha, thì cái da mình nói chung là nó chỉ dầu nó đổ ra thôi chứ nó không có dơ gì mấy. Nên là mình dùng cái này, thứ nhất là nó trị mụn cám, thứ hai nữa là nó nhẹ cho da, nó không có tẩy da nhiều. Còn buổi tối thì nói chung là mình xài những cái sữa rửa mặt mà nó hơi mạnh một xíu để cho cái da mình nó được sạch ha. Tại vì một ngày mình đi bụi bặm đồ này nọ, nếu như mình dùng cái này thì cảm giác của em là nó không có được sạch mấy. Dùng cái này buổi sáng thì ok hơn ha. Một hũ này là 220 từ kén của con tơ tầm thiệt luôn á nha mấy chị. Mấy chị về mấy chị xài mấy chị kéo cái tơ của nó ra luôn á, là ra nguyên một cái kén, tổ kén nó luôn á. Hôm bên Thái em thấy á, tại vì hàng cái hũ em dùng á, em lại gửi hành lý đi về gửi cứ gửi về sau á nên không có để cho mấy chị xem. Còn không mấy chị xem lại cái like cũ á thì có đó. Cái này là giá 220 nha. Cái này thì hiện tại em còn được khoảng 11, 12 hộp gì đó. Rồi là em hết hàng rồi đó mấy chị ơi. Bao nhiêu đó là hết nha. À còn cái sữa tắm 1, 2, 3, 4, 5. Sữa tắm là còn 6 cặp nữa là hết. Sữa tắm còn 6 cặp nữa nha. Đợt sau hình như chắc về được 5-6 cặp gì nữa đó chứ không có nhiều đâu. Đợt sau về 5-6 cặp gì đó chứ không có nhiều. Rồi, cái xả vải ở đây cũng gần hết luôn rồi. Cái xả vải ở đây chắc... em còn được 20 hay 25 hộp gì đó mà đủ màu luôn á. Cái viên xả vải này mấy chị có hôm nay có lấy ra thử dùng ở trên lầu rồi. Khi mà cái thùng giặt đầu tiên á thì tại vì đồ dơ về mà thùng giặt đầu tiên á là bỏ 20 viên thì nó chỉ thơm nhẹ thôi, nó không có thơm nhiều. Nhưng mà cái thùng giặt sau á, tại vì cái máy giặt của em nó tới 9kg lận mà em bỏ có 20 viên à, thành thử khi mà giặt nó thơm nhẹ chứ nó không có thơm nhiều. Nhưng mà tới cái thùng giặt thứ hai em bỏ 30 viên luôn thì nó thơm banh mũi luôn. Bỏ 30 viên này nè, bỏ trực tiếp vô trong đồ dơ luôn nha. Thì cái thùng giặt sau chắc khoảng cỡ 8kg gì đó, cỡ khoảng đó, tại vì khi giặt không có giặt đầy lúc hết cái thùng giặt à, nó hơn một nửa thôi. Thì em bỏ 30 viên luôn là nó thơm lắm. Còn cái thùng giặt đầu thì bỏ có 20 viên nó không có thơm gì mấy đó. Nên mấy chị có thể mình tăng viên lên một xíu. Cái ở trên này nó ghi là từ đầy thùng là 15 đến 20 viên, nhưng mà em thử dùng 20 viên thì nó không thơm, không thơm nhiều. Nhưng mà tới chừng đợt sau em đem tăng lên thành 30 viên là nó rất là thơm luôn. Mà một hũ của nó tới hơn 1.000 viên lận nha mấy chị, nó nhiều kinh hồn lắm á. Mấy chị thấy vậy chứ nhiều lắm á. Đây nè, giá là 150.000 nha. Hôm để trên bảng không biết tiếng Thái, nó sale nhưng mà không biết. Tới chừng ra tính cái bill thấy cái số là có sale đó. Nó ghi rồi, nó xong nó trừ mấy bạc ở dưới, mấy chục bạc ở dưới đó, nó có trừ. Giá là 150.000 nha. Một hũ kem trị nám. Khoan từ chị bé Tư Thái, inbox cho em đi để em coi cái tình trạng nám của chị như thế nào thì em mới tư vấn cho chị được. Chứ còn mà không sợ, nhiều khi ví dụ như cái nám chị nó cái kiểu nám làm sao đó mà nếu như lấy thì em không có biết á, thì sợ nhiều khi chị xài nó không hết thì mất công bán vốn em nữa. Nên là chị cứ inbox cho em đi thì em coi thử cái tình trạng của chị bị nám do cái gì thì em sẽ tư vấn nó dễ hơn nha. Giờ lấy thêm một hồng luôn. Có một hồng là gì? Là một cái hũ đỏ đúng không chị Phượng? Bây giờ chị lấy thêm một tím nữa đó. Lấy thêm một tím nữa, ở dưới em có không? Không đúng không? Vậy để cho chị Phượng luôn. Mấy chị nhích viên lên một xíu nha. Có ba mùi. Nó có ba mùi vậy nè.
mấy chị nhích viên lên, nhích viên lên 150 nha. Hôm đó ở bên Thái là em báo cho mấy chị là giá 170 nhưng mà nó sale được 20 bạc á, 20.22 bạc gì á, quên mất rồi. Khoảng cỡ đó là bây giờ giá là 150 nha. Tại vì nó có sale á. À, hơn viên một xíu đi nha, tại vì em đã xài thử, hôm nay em có giặt thử rồi. Xài 20 viên nó chỉ thơm nhẹ nhẹ thôi, mấy chị cho lên 30 viên đi nó sẽ thơm, nó thơm nứt luôn á. Này của hàng Donny nha mấy chị, hàng Donny. Mình giặt mình bỏ trực tiếp vô đồ dơ luôn nha, đừng có bỏ ở trên cái ngăn xả nha mấy chị. Bỏ trực tiếp vô đồ dơ luôn. Giá là 150 nha. Có ba mùi, ba màu. Màu đỏ, màu tím và màu xanh. Màu đỏ, màu tím. Màu đỏ, màu tím và màu xanh nha. Cái màu tím là cái hương cái trái blackberry nè. Đây nè, đó. Hương này hương hoa hồng nha, còn cái hương này là hương hoa lài. Ba mùi nha. Chị Đặng Sang để riêng rồi. Chị nào mà đặt bên Thái về là em đã để riêng hàng hết rồi đó. Thì mấy chị đã đặt bên Thái rồi thì thôi, còn hoặc là mấy chị có đặt thêm nữa thì đặt trên line này nha. À, chị Dung Nguyễn, chị lấy cái hộp nào, chị lấy hộp nào, giá đang sale là 150 nha. Nếu như mấy chị mà mua hóa đơn mà 700 ngàn á, hóa đơn mà đủ 700 cái xả này nè, thì em sẽ tặng cho mấy chị một cái thùng này nè. Em mua bên đó là giá 650 ngàn là được tặng một cái thùng này nè. Đó thì bây giờ mấy chị phải 700, tại vì nhiều khi em mua nó không có đủ, không có đủ, thành thử phải chốt cho mấy chị 700 chứ không là không có đủ thùng để tặng mấy chị đâu. Đây là tặng một cái thùng không nghe, chứ không có đồ trong cho mấy chị, thùng không. Chị nào mà mua mà cái xả riêng, cái xả vải này nè mà đủ hóa đơn 700 là tặng một cái thùng này ha, tặng một cái thùng 150, 300, 600, 700 là 5 hũ ha, 700 là 5 hũ là đủ ha. Chị Đặng Sang. Ủa chị Đặng Sang đặt chưa? Chị Đặng Sang đã đặt rồi, đừng đặt lại. Chị Sương Nguyễn này, mấy chị đã đặt bên Thái rồi, đừng đặt bây giờ nha, nó sẽ bị thừa đó. Rồi chị Sương Nguyễn này ok nha, chị Đặng Sang. Rồi chị Dung Nguyễn lấy màu nào, chị Dung Nguyễn ơi, chị Dung Nguyễn lấy màu nào, chị Dung Nguyễn lấy màu nào nè, hộp màu tím ok chị Dung Nguyễn nha, ok chị Dung Nguyễn, cho em 30 hộp đi nha, đừng có cho 20 hộp như hướng dẫn, nó không có thơm. Em thử rồi, cái thùng giặt của em là 9 kg thì coi như em bỏ nó hơi đầy một nửa thôi, hơn một nửa thôi thì khoảng cỡ 8 kg, 7.5 8 kg á, thì là em bỏ tới 30 viên, giặt lần đầu bỏ đúng chỉ định 20 viên thì nó thơm dịu dịu thôi chứ nó không có thơm nhiều. Mấy chị giặt đồ rin á thì phải cho đồ dày, đồ rin á thì phải cho nhiều hơn một xíu. Còn ví dụ mấy chị giặt đồ mỏng, mấy cái áo mà mỏng mỏng á thì mình cho ít lại, nói chung là tùy theo cái lượng đồ mình gia giảm. Quần rin thì mình cho nhiều, đồ dày thì mình cho nhiều một chút. Ví dụ như mình giặt xả, mình giặt ra gối rồi đó mấy chị thì mình cho nhiều một chút. Rồi em lấy rồi nha, em lấy rồi. Em lấy rồi nha chị Phượng. Nói chung là mấy chị phải về, mấy chị phải giặt một lần đi rồi mấy chị sẽ biết mà gia giảm. Biết thì gia giảm, nói chung là trải nghiệm đi rồi biết. Giặt đồ dày thì quần rin rồi là mình phải cho nó đậm, cho nhiều chút. Còn áo vôn, áo mà nhẹ nhẹ hoặc là áo sơ mi trắng đồ này nọ thì mình cho nó ít lại. Đó, trời ơi đi về này có hũ nó mốt rồi mấy chị ha. Nó cứng lắm luôn mà nó quăng tới mức mà coi như nó, trong khi là đã thùng bọc thùng luôn rồi đó, lót nữa, lót quần áo nữa mà nó còn bị vậy đó. Rồi có chị nào chốt nữa không nè, ở đây em còn cũng không có nhiều lắm đâu, còn số lượng cũng ít nè. Rồi có chị nào cần em tư vấn hay là chốt cái gì nữa không, hoặc là sáng mai á mấy chị, à ở đây nó có một cái set này nè. Em mua về 3 set. Em tặng cho hai bà má em người một set thì ở đây em còn dư một set nè. Cái set này là cái dừa. Cái này nó mắc tiền, cái này nó mắc tiền, dừa thiệt luôn á mấy chị để trong cái phòng máy lạnh nó tự động cái chai dừa này nó đông lại hết từ trên dưới luôn. Một cái set như thế này giá của nó là tới 390 ngàn, nó hơi mắc. 390.
À son son quên 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 từ 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 mấy chị, từ từ còn son nữa, rồi son đẹp mê ly luôn, mà coi như ông chồng em ổng để nguyên một cái túi mà trang điểm của em ở bên bển luôn, chứ không là có. Hôm mà mấy chị có thấy em cái bữa thứ sáu và cái bữa thứ bảy, cái bữa thứ sáu và cái bữa thứ bảy là dùng son của nó để test thử, mà không biết có chụp hình không ta, có chụp hình để cho mấy chị thấy không, cái màu nó đẹp nó dễ thương lắm luôn á. Hôm thứ sáu thứ bảy thứ thứ sáu là dùng cái màu hồng, là cái màu hồng đào, còn hôm thứ bảy là dùng màu cam đất. Có 2 ngày em có 2 cây bên bển á, để chị nào mà chắc ngày mai hoặc ngày mốt là hàng nó về thì em sẽ test thử cho mấy chị xem. Cái đó em khui ra luôn rồi, em dùng luôn rồi. Còn đây là cái kẻ lông mày này mấy chị, cái kẻ lông mày mà hôm bữa trước chị nào mà có dặn hàng em nè, xong rồi đi tìm mà mấy chị đặt nè. Đi tìm mấy chị đặt nè, một cái đầu của nó là cây cọ nè, mấy chị thấy không? Một cái đầu cây cọ. Còn một cái đầu nó nè. Một cái đầu nó là dạng 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 cái không phải là bột mà dạng treo lỏng nha, treo lỏng. Thì khi mấy chị ấy, mấy chị chấm nhẹ thôi nha, đừng có chấm mạnh quá nó sẽ lấy nhiều quá, nó sẽ đậm nha. Thì đây nè, cái cây cọ nè. Mấy chị kẻ lông mày ha, kẻ lông mày, cái màu nó rất là tự nhiên nha. Mình cứ kẻ thôi. Cái màu nó rất là tự nhiên ha. Đây. Đó, cái cây kẻ lông mày nè. Cái cây kẻ lông mày này giá là 150 ngàn nha mấy chị, 150 ngàn ha. Em hiện tại bây giờ là chỉ còn có được coi. Một hộp nó 10 cây mà đã đi 4 cây rồi hay sao, để em coi thử nha. 2 4 5 6 7 8, hiện tại em chỉ còn 8 cây ở đây thôi nha. Có, em có để cho chị rồi nha chị Hạnh Mỹ Huỳnh ơi. Cái màu em đang vẽ cho mấy chị là màu tối nè, màu em đang vẽ cho mấy chị là màu tối nè, nói chung là nó hợp với tất cả các màu tóc, nó hợp tất cả các màu tóc màu tối nè. Cái cây này em hôm chị đó chị dặn thì em thấy nó em phải đi tìm cho chị, tìm cực lắm, không phải chỗ nào cũng có đâu, tìm rất là cực luôn. Nhưng mà tới chừng dùng thử, lôi ra dùng thử luôn coi thử nó sướng cỡ nào nè. Nhưng mà lúc đầu không biết á, đem chọt nhiều vô lấy ra kẻ nó hơi đậm, nhưng mà lần sau khôn ra rồi thì mấy chị lấy lượng vừa, chấm nhẹ thôi nha, chứ để nhiều quá là nó bị đậm cái chân mày mình đó. Xong rồi là mình kẻ nó rất là tự nhiên, mấy chị kẻ sợi á, mấy chị kẻ sợi nó rất là tự nhiên nha, giống như mình tán bột vậy đó. Nhưng mà cái thằng này nó dễ tán hơn là cái dạng bột. Giá là 100 150 một cây. Hàng của Novo nè. Novo là cái hàng mà mỹ phẩm cũng nổi tiếng ở bên Thái nè. Cái cây này là của em lấy ra em dùng thử bên đó để test thử luôn đó. Thấy mấy chị thấy không? Em bán là lúc nào em cũng phải lấy ra em dùng thử để coi thử nó ra làm sao hết trơn. Chị nào ấy thì báo em là cây kẻ chân mày nha. Cây kẻ chân mày rồi son đây. Son thì bây giờ là hiện tại là cái màu mà em dùng thì em không có mang về đây, không có test màu được cho mấy chị xem. Nhưng mà em đưa trước cho mấy chị coi nè. Em đưa trước cho mấy chị coi ha. Giá son nó chỉ có 150 ngàn một cây à. Cái hãng mà Sivana là cái hãng, không biết đọc có đúng hay không nữa. Cái hãng này hãng cũng 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 hãng mỹ phẩm có tiếng của Thái nè, nhưng mà nó là dạng giống như là giống như cái hàng Maybelline Maybelline của mình đó. Giống như hàng Maybelline Maybelline của mình đó. Là cái dạng nó cái mức của nó là gọi là trung bình, chứ nó không có hàng, không phải là hàng quá cao cấp, nhưng mà xài ok lắm luôn. Cái son của nó là son kem lì nha mấy chị, son kem lì mấy chị, son một cái là coi như cả ngày nó không trôi luôn á. Cả ngày nó không trôi luôn. Hôm mà em đi ăn buffet sầu riêng á, là có kẻ cái son mà màu hồng đào á, ăn múc sầu riêng múc cho đã luôn, tới chừng đi về mà coi như là màu son vẫn bình thường. À hôm em like mà ở trên tòa nhà 84 tầng là hôm em xài cái son màu hồng đào á. Mấy chị coi xem lại like đi là mấy chị thấy cái màu đó đó. Rồi ok, một cây kẻ chân mày. Bây giờ em chỉ còn màu tối thôi, chỉ còn một cây màu sáng thôi. Chị nào mà nhuộm tóc màu vàng thì lấy cây màu sáng thì ok, chứ em chỉ còn một cây màu sáng thôi, còn lại là em lấy màu tối cho dễ sử dụng. Còn lại là em lấy màu tối không à. Rồi ok, chị Kiều Quyên nè.
Rồi mấy đứa ơi, sao cứ đóng cửa lại, mẹ nóng quá đây. Sắp chảy mỡ rồi. Khỏi sức kem tan mỡ luôn. Khỏi sức kem tan mỡ luôn. Mồ hôi mồ kê chảy đầy hết nè. Kiều Nguyên nè, ok chị Kiều Nguyên nha. Mấy chị nhớ là chấm nhẹ nhẹ thôi nha. Chứ chấm mà coi như như em không biết lần đầu á, xong chấm nhiều quá lên nó bị đậm á. Nó bị đậm á, nhớ chấm là ít ít thôi. Xếp dừa hả? Nó gồm cái chai là coconut oil, là cái chai đây, cái xét của nó nè. Và tính để tặng luôn. Còn mua 3 xét về tặng 2 xét, còn xét coconut oil 100ml. Một cái nữa là body cream, body cream của dừa luôn nè. Còn một cái nữa là coconut soft, soft là cái xà bông tắm á, mà dừa và gạo. Còn một cái nữa là coconut lip balm là cái dưỡng môi bằng dầu dừa đó. Một set của nó bốn mấy gì nè. Rồi chị nhớ lại cây kẻ mày, mấy chị lấy ít thôi nha, mấy chị lấy nhiều là nó ấy nha, nó đậm quá mấy chị, nó không có tự nhiên á. Lấy chấm chấm vừa vừa thôi. Rồi chị có inbox son cho Ngọc cách đây vài hôm đó, em không biết chị lấy cái màu gì vậy, chị lấy cái màu gì chị Sương Nguyễn? Ở đây em có, đem coi thử mã số thử nha. Hình như em có bốn màu thôi. Cái màu này màu hồng đào nè, cái màu mà hôm em đi ăn sầu riêng em dùng nè, là cái màu hồng đào nha, màu hồng đào. Em có đăng ở trên hình luôn á, cái trên hình là nó có cái màu đó luôn á, là màu 01 nè, là màu hồng đào nha. Giá là 150.000 một cây nha, 150.000 một cây, mà nó có một cái cây chì kẽ nữa nè mấy chị. Cái cây chì kẽ này nó mềm lắm, mình kẽ sướng cực kỳ luôn nha. Nó mềm chứ cái đầu nó mềm lắm, nó không có hề cứng gì hết trơn á. Đây nè, gồm một cái cây chì kẽ viền môi nè, rồi một cái này nè. Ủa chị Thơ Trần, hôm bữa trước phải chị dặn em cái màu mắt không chị Thơ Trần? Chị nào dặn em cái màu mắt mà em quên mất tiêu rồi. Chị Thơ Trần lấy cái màu tối luôn ha, lấy cái mày màu tối luôn ha. Chị lấy cái 01 hồng đào đúng không? Rồi ok chị Xuân Nguyễn nè, để em để cho chị cái 01 hồng đào. Nè, ok chị Xuân Nguyễn nha. Nó có một cây chì kẽ, nó tặng kèm một cây chì kẽ viền nữa đó. Cái cây chì kẽ viền này dễ kẽ lắm, nó rất là mềm. Rồi, nó có cái màu 01 là màu hồng đào nha. Xong rồi cái màu cam đất, cái màu 08 này là cái màu cam đất nè. Cái màu 08 này là cái màu cam đất nè mấy chị, màu cam đất nè. Màu 08 là màu cam đất, cái màu cam đất cũng rất là đẹp mà đang modern bây giờ luôn á. Cam đất chứ không phải cam tươi nha. Cam đất chứ không phải cam tươi, khi mấy chị son lên là nó hơi na ná cái màu gạch á. Nó rất là đẹp. Đây nè, cái màu đang modern bây giờ, đang thịnh hành bây giờ là màu cam đất với cái màu hồng đào hồi nãy đó. Là nó có kèm cái cây viền nữa nè. Rồi ok chị Hạnh Mỹ Huỳnh 08 nè. Ủa sao chị biết mã 08, em mới nói rồi. Cái mà 08 này là cam đất. Rồi ok chị Hạnh Mỹ Huỳnh nè. Giá chỉ có 150 à. Son kem lì nha mấy chị, son kem lì nha, nó có kèm theo một cái viền y chang như cái màu son luôn á. Rồi ok chị Hạnh Mỹ Huỳnh nè. Rồi son cam đất chị Đào Nguyễn đúng không? Chị Đào Nguyễn. Nó không có nhiều đâu mấy chị ơi, mỗi màu chỉ có khoảng 4 đến 5 cây thôi chứ không có nhiều đâu. Em đi gom 2 tiệm mà được có bao nhiêu đó hả? Mà cái không có đi gom được nữa, không có thời gian đi gom được nữa. Sao bên đó nó bán không có nhiều bên mình? Bên mình là coi như muốn nhiều có nhiều, còn bên nó không có, cứ mỗi tiệm vậy đó, chỉ có một vài cây thôi. Rồi ok chị Đào Nguyễn nha, chị Huệ Phương để từ từ nha. Cam đất là cam đất nè. Chị Huệ Phương nha. Ok chị Huệ Phương nè. Rồi. Cam đất, được coi cam đất còn mấy cây nữa? 08. 08 còn 3 cây cam đất nữa nha mấy chị ơi. Còn 3 cây cam đất nữa là hết nha. 3 cây cam đất nữa là hết. Rồi, cái mã 12 nè. Chị Dung Nguyễn, ủa nãy chị Dung Nguyễn có đặt không? Hình như em có ghi rồi đó. Em chốt cho chị Dung Nguyễn cây chì kẻ mày rồi.
Rồi là cam đất em còn có 3 cây nữa là hết màu cam đất rồi nha. Màu cam đất em còn đúng 3 cây nữa là hết cam đất rồi nè. Hết cam đất. Hồng đào là cái màu hồng đào là cái màu tự nhiên. Cái màu hồng đào cái màu nó cũng dễ thương lắm. Đây, cái màu hồng đào là em còn đúng 4 cây. Màu hồng đào là còn đúng 4 cây, không có cái son em dùng ở đây chứ có là em lên là bảo đảm mấy chị ghiền luôn á. Trời ơi, em mà còn ghiền mà nói với ai. Rồi chị Hiếu Thủy cho em xin số điện thoại nha. Hồng đào là em có đăng cái mã 01, em có đăng trên 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 có đăng trước rồi á. 01 nè. Cái màu nó lên nó đẹp hơn cái nó tươi hơn là cái cây cái vỏ của nó. Nó cái kiểu mà hồng 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 hơi nui nui, hồng dễ thương lắm. Rồi chị Hiếu Thủy cho em xin số nha. 150 rồi mấy chị, mà nó tặng kèm thêm một cái cây kẻ viền nó rất là lợi luôn. Rồi chị Tâm Thủy Nguyễn Cam Đốc nha. Chị Tâm Thủy Nguyễn Cam Đốc nè. Á chuột. Ý ý. Chuột mấy đứa ơi, con chuột chút xíu kìa. Chỗ nó dễ thương dễ sợ luôn á. Chị Tâm Thủy Nguyễn này, chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân cho em xin số với chị Hồng Vân ơi. Chị Hồng Vân là cam đất nha. Cam đất em chỉ còn một cây nữa thôi là hết rồi đó. Chị Hồng Vân cho em xin số nha. Rồi. Chị Hiếu Hiếu Thủy này, ok em thấy số điện thoại chị nha. 09437699 769079. Rồi. Chị Đào Nguyễn Hồng Đào đúng không? Chị Đào Nguyễn Hồng Đào. Chị Đào Nguyễn Hồng Đào nè. Hồng đào em còn 2 cây nữa nha. Chị Đào Nguyễn Hồng Đào nè. Rồi có chị nào đặt nữa không? Cam đất em chỉ còn đúng một cây duy nhất nha. Cam đất chỉ còn đúng một cây duy nhất. Hồng đào là còn 2 cây nha. Đó, rồi bây giờ cái màu số 10. Cái màu số 10 là nó sẽ lên cái màu hồng. Cái màu số 10 nó sẽ lên cái màu hồng mà màu số 10 nó sẽ lên cái màu hồng mà mấy chị nào mà đứng tuổi hay xài cái màu hồng đó lắm. Để từ 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 nha, mấy chị đợi em một xíu. Một gì ta, hai hai cái gì, hai cái gì nóng. Không, con chuột đó, con chuột con nó dễ thương lắm. À, đợi em một xíu nha, em lấy cái màu hồng này lên cho nó xem với cái màu này nè. Đây cái màu à. Ôi trời ơi, đâu mà nó chạy dữ vậy? Ôi, bữa nay nó sản sinh dễ sợ luôn. Hai cái massage tăng mỡ bụng nóng đúng không chị Nguyễn Chi? Đây cái màu này nè. Cái màu số 10 nè. Cái màu số 10 nè, nó sẽ ra y chang như cái màu này nè, nhưng mà nó là son lì. Cái màu số 10 nó sẽ ra y chang như cái màu này nha. Nhưng mà nó là son kem lì nha. Nó sẽ ra y chang như cái màu này nè. Là cái màu số 10 này nè. Đó, nó sẽ ra y chang như cái màu này nè mấy chị. Đó, nó sẽ ra y như cái màu này. Nhưng mà nó là son kem lì, còn này là son thỏi nha. Nó sẽ ra y chang như cái màu này nè. Là cái số 10. Là cái màu này nó hợp với mấy chị nào mà cái gu mà bình thường không có thích mà mua đen á, là cái gu này nè. Là chị lấy hai hai tan mỡ bụng nóng đúng không? Cái nóng hình như em còn có mấy tiếp rồi nha. Chị nào mà đặt tan mỡ bụng nữa thì cái tan mỡ bụng đâu ta? Trời ơi, mấy đứa ơi, mấy đứa đốt mẹ hay sao vậy? Thử sao mà không mở cửa ra cho mẹ mát gì hết trơn vậy? Chị Nguyễn Chi lấy cái này đúng không chị Nguyễn Chi? Chị lấy cái kem tan mỡ bụng này đúng không? Hai hai tiếp đúng không? Chị lấy hai tiếp với lại một cặp sữa tắm đúng không chị? Nếu như đúng thì ok lại giùm em một lần nữa nha. Rồi, cái màu son này là mã số 10 nha. Hiện tại mã số 10, 1, 2, 3.
Mã số 10 em có 3 tiếp nha. Mã số 10 em có 3 tiếp, giá là 150.000 ha. Rồi, cái cam đất em còn 1 tiếp, màu hồng đào em còn 2 tiếp. Còn cái này là màu đỏ nha mấy chị. Cái này là đỏ, đỏ nó hơi kiểu mà đỏ đỏ hơi cam cam á. Đỏ hơi cam cam. Cái đỏ này nó lên cũng đẹp lắm, nhưng mà cái này thì chị nào mà cái kiểu mà thích thích hơi tươi tươi nổi nổi thì ok. Đó. Rồi ok chị Nguyễn Chi nha. Ok chị Nguyễn Chi. Rồi. Toàn bộ là có tặng thêm cây viền, chị kẻ môi hết. Chị mấy chị lớn tuổi là rất là thích viền luôn. Em còn đúng 3 tiếp, cái số 12 nữa là hết nha. Son còn bao nhiêu đó thôi mấy chị. Son có bao nhiêu đó cho em có nhiều. Rồi. Còn chị nào mà thích trẻ trung, mà thích năng động thì màu hồng đào và màu cam đất. Chị Thắng Hạnh chưa nha, chị Thắng Hạnh ơi. Ủa chị Thắng Hạnh hồi chiều em để cái tăng bao bụng chưa? Không, chị Thắng Hạnh là cái tan mỡ bụng là có, nhưng mà cái còn cái chị Thắng vaseline. Cái vaseline hôm bữa trước chị nói cái tiếp nó cái hũ nó nhỏ quá rồi chị có lấy không chị Thắng Hạnh ơi. Cái vaseline 50 cộng á. Hôm bữa trước chị hỏi em á, hồi chị hỏi như 30 á, nhưng mà ở bên đó nó có 50 thành thử em lấy 50 cộng luôn. Chị có lấy cái vaseline không? Nó chỉ có tuyết thôi, nó không có dạng ấy nha, nó không có dạng xịt đâu. 180 ml. Chị Nguyễn Chi với một set sữa tắm, vậy là sữa tắm em còn 5 set nha. Hình như đợt tới về thêm được 5 set hay 6 set gì nữa chứ không có nhiều đâu. Em nhớ là hôm bữa trước lót vô trong quần áo là chỉ có mấy set thôi. Rồi chị lấy vaseline luôn đúng không? Em coi thử cái tan mỡ bụng chị Thắng Hạnh có để chưa. Chứ không là ở trên này là hết á. Chị dặn từ ở bên kia nha Ngọc. Em kiểm tra thử coi. Chị Thắng Hạnh chị nào chị lấy cái 450. Ủa chị Thắng Hạnh ơi, chị lấy cái nào chị Thắng Hạnh ơi? Chị lấy cái 450 hay là chị lấy cái loại 180 này? Có màu cam đất là màu gạch đó chị Luân Tăng Ca, chị có lấy không? Em còn đúng một tiếp cái màu cam đất là màu gạch đó. Chị Sương Nguyễn hỏi ba mẫu này còn không? Hình như còn á. Còn mà về sau á, còn á. Nhưng mà em nhớ nha, về là lấy cho chị liền. Tại vì mỗi mẫu nó chỉ có một cái thôi. Sữa tắm là cái sữa tắm là 300 ngàn một cặp. 300 ngàn một cặp nha. 300 ngàn một cặp vậy nè. Cái sữa tắm này á, là tắm nó tốt lắm. Nó là cái dạng như là dược mỹ phẩm vậy đó. Nó rất là tốt nha. Đây, cái này là nó dành cho ai mà bị viêm da ngứa rồi gì là xài ok lắm luôn. Rồi em chỉ còn có mấy set nữa là hết rồi. Chị Luân Tăng Ca màu cam đất đúng không? Màu hồng đào em chỉ còn 2 tiếp nữa thôi đó nha. Màu hồng đào còn 2 tiếp nữa thôi đó. Còn hai cái màu kia thì hơi cơ bản. Màu cam đất hết rồi nha mấy chị. Màu cam đất hết rồi nha. Chị Luân Tăng Ca lấy cái màu cam đất nha là hết rồi. Còn hai cái màu hồng đào, màu đỏ thì còn 3. Loại 180 loại nóng, chị lấy 180 á Ngọc ơi chứ không phải chị lấy cái 400 mấy đâu. Rồi ok chị nha. Rồi vậy để em lấy cho chị một tiếp đi. Chứ để hết nè. Rồi cái tan mỡ bụng nóng này còn có 2 tiếp thôi nha mấy chị ơi, còn có 2 tiếp à. 2 tiếp nóng và 2 tiếp lạnh nữa. Rồi chị đặng sang một sữa tắm đúng không? Vậy là sữa tắm đang còn 4 cặp nha. Đợt tới là như về được 4-5 cặp gì nữa thôi chứ không có nhiều đâu. Tại vì cái hàng này hôm thứ 5, thứ 6 đi tìm là không còn hàng nữa. Không còn hàng.
chạy vô nhà thuốc đồ hỏi gì mà cũng không còn. Nè cái loại này nè, tại vì nó đang sale á, nó một tặng một á, nó đang sale á, nên là người ta ôm hàng những cái người mà người ta đưa bác sĩ ấy, người ta lấy dữ lắm nên không có hàng. Rồi ok, sữa tắm em chỉ còn 4 cặp nữa thôi, chị nào lấy thì chốt sớm nha, chứ hết rồi. Em còn 4 set với một cái set này nè. Cái set là cái này là bình thường, cái hồi nãy là nó ghi là cái gì prickly gì đó là dành cho da da mà bị ngứa, bị dị ứng hay bị châm chích nổi sẩy đồ này nọ đó, là cái đó. Còn cái thằng này là bình thường, cái thằng này relax nè. Relax nè, coi như là để tắm để thư giãn thôi. Nó thơm cái mùi hoa ỏi hương. Thì cái này em lấy về đúng 2 cặp, tại vì em thấy cái kia thì nó da mà tắm cho bị dị ứng cái này nọ thì đủ, thì ai cũng cần dùng hết, em lấy cái loại kia nhiều. Còn cái này lấy đúng có 2 cặp à, một cặp để dành xài, còn một cặp nữa có chị nào lấy không thì coi như là tính là mua về để dùng luôn, nhưng mà dùng một cặp, còn một cặp nữa có chị nào lấy thì em để luôn cho. Cái này là cũng là của cái hãng của nó luôn nè mấy chị, nhưng mà cái này thì nó dành cho da bình thường thôi, không bị gì hết, da bình thường, nó ghi relax nè đó. Có chị nào mà lấy cái set tím này thì ghi lấy set tím em để cho mấy chị, tại vì em lấy cái này có 2 set là 1 set cho mấy chị, còn 1 set nữa, quá là 1 set em xài, còn 1 set nữa em để đây nè. Rồi ngày mai ngày mốt gì về được 4-5 cặp nữa là hết luôn á mấy chị, không có còn hàng nữa nha. Chị nào mà xem lại cái like này á, ngày mai hoặc ngày mốt về nó sẽ có cái ủ tóc nữa, nó sẽ có là cái hàng mà ủ tóc nữa, giá nó cũng đang sale bên đó cũng ok lắm luôn, cũng rất là rẻ. Ủ tóc nó tầm khoảng cỡ 100 mấy à, nó rẻ lắm, nó đang sale bên đó tầm 100 mấy à, nên là vài ngày nữa về em sẽ like cái hàng ủ tóc cho nha. Rồi cho chị nhìn một cặp sữa tắm nữa nè chị, bằng giá nó bằng nhau, giá nó bằng nhau. Rồi ok chị Băng Khánh nha, chị Băng Khánh là một cặp sữa tắm này ha. Ok chị Băng Khánh nha, cái màu tím nó cũng bằng giá với cái màu này à, nó không có khác giá. Rồi ok chị Băng Khánh, chị Băng Khánh cho em xin số đi chị Băng Khánh ơi. Cái này bán cho vui nè, có chị nào ấy không, cái này là em mua giá bên đó là 25.000, 25.000 tính ra 25.000 tiền Việt Nam mình đó, nó cũng hay nè. Mua 25.000 tiền Việt Nam mình á, nó cái dạng như nó có ở trong, nó có một cái kéo, xong rồi nó có một cái kim băng, rồi một cái móc gài của cái quần tây á, hai cây kim, rồi chỉ, rồi nút đây nè. Cái này là cái bộ dành cho ủa chị Đào Nguyễn hồi nãy hình như chị có đặt cái tan mỡ bụng rồi mà chị Đào Nguyễn, chị có đặt thêm hay sao? Chị đặt thêm hay sao? Cái này là 25.000 nè. Cái hộp này để nhỏ nhỏ cho mấy chị biết sao, bỏ đi du lịch lỡ mà nó có bị đứt á, giống như cái đợt vừa rồi á, em đi á, xong rồi nó bị bung nút á mấy chị, cuối cùng biết làm sao hết luôn á. Nó bung giữa đường luôn á, may sao có cái áo khoác, là khoác lại cái áo khoác em, cái áo khoác màu xám, không biết em like có mặc áo khoác không biết nữa, mặc cái áo khoác màu xám cái phọt nó dài á, xong rồi ấy lại kéo cái dây kéo lên là nó không có thấy đó. Cái này nè là 25.000, nó nhỏ nhỏ cũng dễ thương ha, có mấy cái à, tại vì cái đó là lấy lúc mà tính tiền á, để mà hoàn thuế á, để mà đi mà hoàn thuế ở sân bay á, là ví dụ như là 2.950 bạc đi chẳng hạn như vậy, thì là nó ví dụ như nó hoàn có 200, nó hoàn lại là khoảng 2.000 mấy thì hoàn được 100 bạc, 80 bạc chứ không tới 100, 2.000 là hoàn được 80 bạc, còn gần 3.000, 2.000 mấy thì coi như là nó cũng hoàn 80, mà nếu như nhích lên cái mốc 3.000 thì nó sẽ hoàn cho mình là được 100 bạc. Thì cứ cái này là nó tiện tay nhất, nó gần ngay chỗ mình á, cứ lấy móc ra bỏ xong rồi là để cho nó lên 3.000 á, mình tiết kiệm được mớ. Rồi ok chị Đào Nguyễn chưa đặt đúng không, vậy em để cho chị nha. Không em hỏi chứ sợ là lộn, em hỏi là chứ sợ lộn đặt rồi xong rồi ấy nữa là nó bị lộn. Em còn cái tan mỡ bụng này em chỉ còn một tiếp thôi,
Em chỉ còn một tiếp thôi và hai tiếp lạnh nha. Một tiếp đỏ và hai tiếp lạnh. Hết rồi mấy chị. Không biết hàng đợt tới về nó còn sót tiếp nào không thì không biết. Chứ còn hiện tại ở đây là còn một tiếp đỏ với hai tiếp lạnh thôi nha. Ok chị Đào Nguyễn nè. Giá 180 nha. Đó. Còn cái này chị Băng Sánh, ok chị Băng Sánh ha. Em thấy số điện thoại chị luôn rồi nè. Cái sữa tắm là còn 3 tiếp nha. Sữa tắm còn 3 tiếp này và một tiếp tím nha. Ba cái này và một cái màu tím. Thì đợt tới về cái loại này em nhớ còn 4-5 tiếp, 4-5 cặp gì nữa là hết luôn á. Còn mấy cái hàng kia hình như sạch rồi. Cái đợt tới đây là đa phần là quần áo, mỹ phẩm hình như hết rồi. Mỹ phẩm còn ít lắm. Một chín sáu năm sáu hai bốn một rồi. Ok chị Băng Khánh ha. Rồi chị nào vô sâu á nha, mà cái collagen và cái detox này nè, em cho chị xem nước xả vải rồi. Ok chị đợi em xíu nha, để em đi lấy cái đã. Ok đợi em xíu. Cái viên giặt, cái viên mà tẩy giặt xả đó mấy chị, mấy chị biết, mấy chị đặt em á, chị nào mà đặt 5 năm hoặc là ấy thì em còn, chứ còn mà chị nào mà đặt lẻ lẻ cái khúc phía sau á là không còn hàng để chốt cho mấy chị nữa nha. Rồi em đi vô nó sạch sành xanh, không còn một cái gì hết á. Cái đó đó, tại vì cái giá đó là giá nó đang sale quanh bờ nó rẻ, chứ còn không còn một cái gì hết. Người dân vô người ta hốt quá trời luôn, người dân á nha, người ta vô người ta mua ơi là mua luôn, mình không kịp luôn á. À, chị Ngọc Hòa Châu có rồi nha, hàng về tới nơi rồi. Toàn bộ hàng mà mấy chị đặt bên Thái là em đã mang về tới nơi rồi. Trừ cái chai sữa tắm bò là chưa về thôi. Cái sữa tắm bò nó nặng quá đi, nên là em gửi, ký gửi về sau. Còn toàn bộ hàng đã về hết trơn rồi. Nếu như mấy chị muốn tới shop mấy chị lấy hàng là chiều mai đi nha. Tại vì bây giờ là vẫn còn đang chốt, đang xếp quần áo cho mấy chị nha. Một sữa tắm nha Diễm. Ủa chị Đặng Sang hồi nãy giờ chị có đặt chưa? Hồi nãy hình như em để cho chị rồi á, đúng không? Chị Đăng Sang hồi nãy giờ chị đặt cái sữa tắm chưa? Rồi có rồi, em đã chốt cho chị một sữa tắm rồi nha. Cái xả này chị Băng Khánh. Cái viên xả vải nè. Cái viên xả này, cái này là mấy chị dùng, mấy chị bỏ trực tiếp vô trong thùng giặt luôn nha. Không bỏ ở trong cái ngăn mà nước xả vải nha. Bỏ trực tiếp vô quần áo dơ luôn á. Bỏ trực tiếp vô quần áo dơ luôn. Thì hôm nay em có dùng thử. Cái này đã dùng qua rồi, nhưng mà hôm đợt lâu á, mình không có bán, mình chỉ mua về mình dùng thôi, nên mình không có nhớ. Tại vì em đi Thái cách đây đã 4-5 năm rồi, em không có nhớ. Nên là hồi chiều có lôi ra dùng thử, hàng nó về luôn á, là lôi ra dùng thử. Thì cái thùng giặt đầu tiên á, em bỏ đúng cái lượng của nó. À dạ ok chị, em bỏ đúng cái lượng của nó, chỉ có 20 viên. Thì khi mà phơi đồ chị thấy nó thơm nhẹ thôi, nó không có thơm nhiều. Rồi cái thùng đợt sau em bỏ vô 30 viên luôn là nó rất là thơm. Nên là mấy chị phải cân nhắc quần áo nha. Đó em nói cái em giặt luôn cho mấy chị ấy. Còn trên này nó chỉ dẫn là đầy thùng là 15 đến 20 viên. Nhưng mà em thử dùng 20 viên, nó thơm nhẹ, nó không có thơm nhiều. Nên mấy chị về cân nhắc, ví dụ lần đầu mấy chị giặt mà mấy chị không thấy thơm thì mấy chị cho thêm một xíu vô nữa ha. Nhưng cái hộp nó rất, cái hộp nó rất là nhiều viên nha. Mấy chị thấy một nhúm ở dưới đây mà quá trời thôi. Giá sale là còn 150 nha. Hôm bên Thái em có báo là 170, nhưng mà khi ra tính tiền nó có sale tới 20 hay mấy bạc á, thì là giá em giảm cho mấy chị là còn 150 nha. Rồi chị Trần Tam, một tiếp nóng nữa là tiếp nóng em hết nha. Tan mở bụng nóng là em hết rồi đó. Bây giờ em chỉ còn cái treo lạnh thôi. Tan mở bụng nóng là em hết nha. Không biết hàng đợt tới về nó có sót cái tiếp nào không thì không biết. Nhưng mà nó sót đi chăng nữa thì sót ít thôi chứ không có nhiều đâu. Từ 5 tiếp đổ lại thôi chứ không có nhiều đâu. Cái này em chỉ còn lạnh thôi, lạnh chỉ còn 3 tiếp thôi ha. Nóng là hết hoàn toàn nha. Ok chị Trần Tam nha. Giá là 180 nha mấy chị. Hàng bên em bán là mấy chị yên tâm, yên tâm về coi như là về chất lượng và về nguồn hàng nha. Không có sợ mà hàng bậy bạ đâu. Quần
quần áo á, chị nào mà đặt cái hàng mà 450 với 550 mấy chị nhận hàng về mấy chị còn ghiền nữa. Mấy chị còn ghiền nữa, vải nó đẹp dễ sợ lắm. Rồi ok, vậy là em hết cái treo rồi nha. Cái xả vải nè. Cái xả vải nè, chị nào lấy thì giá 150 nha. Hả con? Cái đó con mới mặc mà. Rồi em có 3 mùi nha, màu đỏ là hoa hồng, màu xanh là hoa lài, màu tím là cái hương cái trái blueberry á. Chị nào mà đi ăn cái Việt Quốc á, nó thơm cái mùi Việt Quốc á. Rồi chị Sam vỏ là một tiếp trị mụn đúng không? Chị nào mà ở nhà có mấy bé mấy chị lấy cái bộ này nè, xài cái trị mụn này nè, cái chai sữa rửa mặt cái trị mụn này nè, cái trị mụn nó hay lắm á, cái trị mụn này nè. Đó, mắc cười lắm. Còn cái này á, là coi như nói chung cái hãng này cũng là cơ duyên, là mấy chị xài rồi mấy chị biết, là mấy chị hướng mấy chị nói với em để đi tìm, rồi em hỏi cái tiếp nóng hết rồi, kem tan mỡ bụng nóng hết rồi. Có, nếu như chị nào mà đã đặt bên Thái là chắc chắn có hàng nha. Khi bé Ngọc nó chốt hàng, mà nếu như thiếu cái món gì thì mấy chị nhớ nói nha. Mấy chị nhớ nói. Cái nóng em hết rồi, bây giờ hiện tại em chỉ còn cái lạnh này thôi nha chị Lê Bích Diệu ơi. Công dụng thì như nhau, nó chỉ khác cái cảm giác thôi. Có nghĩa là cái nóng thì khi mà vô người mình á, mình cảm giác là nó hơi nóng rần rần, mình cứ nghĩ là mỡ nó sẽ giống như là đang hoạt động đúng không? Đang hoạt động, đang tiêu đúng không? Còn cái lạnh á thì nó giống y chang như là cái salon ship của mình á, mình dùng vô nó the nó mát cái kiểu bạc hà đó, thì công dụng thì y như nhau, chỉ khác cái cảm giác thôi. Thì cái này em chỉ còn 3 tiếp thôi, cũng hết luôn rồi. Rồi cái chị mụn cho chị Sam vỏ nha. Cái trị mụn này là giá 170 nha, còn cái sữa rửa mặt này là 290 nha mấy chị. Sữa rửa mặt đặc trị cho da bị mụn luôn ha. Đó, chị nào mà nhà có con đồ là xài cái này lâu hết lắm nha mấy chị. Cái này xài thấy vậy chứ lâu hết lắm, tại vì nó dạng bọt nha. Rồi ok, chị Sam vỏ nha. Một tiếp trị mụn nè. Rồi, có chị nào cần hỏi về cái sản phẩm gì nữa không thì em ấy cho, em tư vấn cho mấy chị nha. Chứ hiện tại là hàng bao nhiêu đó là hết rồi đó. Còn cặp sữa tắm không? À, sữa tắm em còn 3 cặp nha. Sữa tắm em còn 3 cặp, đợt tới về tầm khoảng 4 đến 5 cặp nữa là hết nha. Là hết hoàn toàn luôn á. Bên đó em đi tìm sữa tắm để mang về đây bán từ từ mà không có đó mấy chị, tại vì cái đát của nó lên tới 21, 22 quên 21, 22 gì lận, nhưng mà không có hàng nha. Còn cái viên mà giặt xả tẩy là sạch hoàn toàn luôn, không có để chốt hàng cho mấy chị đâu. Thành thử sẽ có một số chị là không có hàng đó. Cái này cái đát của nó là tới năm 2022 lận, ngày 18 tháng 3 năm 2022 lận nha. Đó. Được. Đã nói là cái trị mụn là dành cho mấy bé mà. Cái sữa rửa mặt với cái trị mụn nó là dành cho mấy bé đó, bé trai, bé gái, bé gì xài cũng được hết, người lớn mình bị mụn xài cũng được nữa. Cái sữa tắm giới thiệu collagen bột rồi, collagen bột em giới thiệu rồi. À, cái gì ta, chị Nguyễn Thị đúng không? Sữa tắm một cặp như vậy là 300.000. Hiện tại là em còn ba cặp màu trắng. Ba cặp màu trắng và một cặp màu tím nha. Cặp màu tím. Ba cặp màu trắng nè. Và một cặp màu tím. Cái màu trắng này thì nó dùng cho da ai mà hay bị dị ứng, ngứa ngáy rồi. Cái này thì mấy chị mua về nhà, ai mà có bé mà từ 3 tuổi trở lên là coi như mấy chị xài là tụi nó đi chơi rồi đó, nó hay bị cái kiểu là bám bụi đất rồi này nọ ha, thì da nó còn non, hay bị dị ứng rồi nó ngứa rồi này nọ, thì cái này nó diệt khuẩn nó rất là tốt nha. Đây nè, cái hàng này là của hàng của Hoàng Gia Thái nè, nên là cái hàng nó rất là tốt. Cái này em chỉ còn có 3 cặp thôi, đợt tới về tầm khoảng 4 đến 5 cặp nữa chứ không có nhiều. Rồi em còn một cái cặp màu tím này nữa là hết nha. Một cái cặp màu tím này là cái cặp màu tím này thì dành cho da bình thường thôi. Nó là cái hương lavender nha. Giá đồng giá là 300.000. 300.000 là một tặng một nè. Một chai nó là 450ml. Cái chai này á, mấy chị xài hết cái chai này, mấy chị lấy cái vòi này, mấy chị bỏ qua cái chai này nha. Đó, dùng hết cái chai này xong rồi lấy cái vòi bỏ qua chai này. Hoặc nếu như ở nhà mà mình cái vòi cái miệng này nè, cái đồ bằng này nè, nó là cái size nó cơ bản. Do đó nếu như ở nhà mình đang xài cái chai sữa tắm gì đó mà mình hết rồi đó, mình có thể mình lấy cái vòi đó mình cắm vô cái chai này, mình xài cùng một lúc được hai chai cũng được ha. Rồi
cái xài sao cái tiếp trị mụn đúng không? Dễ mà chị. Chị mụn là nó có kiểu xài chứ mấy. Để từ từ em tư vấn cho, để có gì chị về chị chỉ bé nó dùng chứ để nó không biết dùng. Rồi từ từ em chờ em xíu nha chị Ngọc Hòa Châu, chờ em xíu em chỉ cho dùng. Rồi chị Nguyễn Thi nè, cho em số điện thoại nha chị Nguyễn Thị ơi. Cho em số điện thoại nha chị Nguyễn Thị. Rồi chị Hiếu Thủy lấy set tím đúng không? Cái set trắng này em còn 2 set nữa thôi nha. Cái set tím này em mua có 2 set à, mà một set em để dành rồi. Còn một set nữa là cho chị Hiếu Thủy là set tím em hết luôn. Set trắng em chỉ còn 2 set. Ngày mai ngày mốt gì về được 4-5 set nữa là hết luôn. Rồi ok chị Hiếu Thủy nè. Ok chị Hiếu Thủy nha. Cái này là hương lavender. Rồi chị Nguyễn Thị, ok chị nha. Ok chị. Cái trị mụn này nè, của đâu mất tiêu rồi ta? Cái trị mụn em còn 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Trị mụn em chỉ còn 7 à. Trị mụn em chỉ còn 7 tiếp thôi nha, là hết nha mấy chị. Cái trị mụn này nè, chị Đào Nguyễn thêm một cặp màu trắng nữa đúng không? Ok. Bát 2022 lận thành thử mấy chị cứ để dành xài đi chứ không còn đâu. Rồi, hiện tại ở shop em chỉ còn một cặp nữa là hết nha. Ngày mai ngày mốt gì về được 4-5 cặp nữa là hết, sạch từ xanh luôn. Khi mà bé Ngọc nó chốt hàng á, mấy chị nghe kỹ giùm em nha. Ví dụ như chị hai cặp sữa tắm hoặc là ấy gì đó thì mấy chị nhớ nghe kỹ giùm em, xong rồi chốt cho, để một là nó thiếu, hai là nó dư hàng của mấy chị nha. Rồi cái trị mụn nè. Cái trị mụn nè mấy chị. Đây, giá nó là 170 nha, hàng của dược mỹ phẩm nè, Doctor. Em hay đọc chữ sớm chài gì giờ không biết đọc sao, sớm chai tiếng Thái đó. Đây, cái hàng này nè là hàng dược mỹ phẩm của Thái nha. Cái này là cái tiếp trị mụn. Thì có qua bên đó hỏi nó có một cái dòng mà sâu trị mụn là trị thâm nữa nó cũng có, nhưng mà em có lấy cái loại đó về. Em thấy cái này đó nó hay nè, có hỏi nè. Đó, do mua cái chai sữa rửa mặt trị mụn. Do mua cái chai sữa rửa mặt trị mụn cho chị khách nè, chị đặt ba cái tiếp sữa rửa mặt trị mụn này nè. Cái đát của nó dài lắm, tới ngày 13 tháng 3 năm 2022 lận. Nên chỉ đặt lần 3 tiếp luôn và để xài nè. Thì em mới thấy vậy, em mới hỏi là cái chấm mụn như thế nào, thì nó cũng chỉ ra cái này nè. Cái này thì mình mở ra, mình mở cái tiếp ra, ví dụ như cái mụn mà nó đang cái kiểu nó hơi mình mới hơi lú hơi đau đau đúng không? Dứt ra chấm vô. Còn nếu như mà cái mụn mà nó đang bọc bự, nó không có gom cái miệng lại, thì mình cứ lấy ra mình chấm vô cái đầu mụn, chấm ngay cái mụn thôi nha. Chấm ngay cái mụn thôi. Xong cứ một ngày mình chấm, cứ tối mình chấm, rồi qua bữa sau mình chấm, từ từ nó sẽ gom cái miệng lại, nó gom cái mụn lại, nó nhỏ, nó già đi. Rồi bắt đầu lấy cái khăn giấy, mấy chị rửa mặt sạch sẽ hết rồi, lấy cái khăn giấy bóp một cái là nó ra cái còi. Bóp một cái là nó ra cái còi. Đừng có nói nó rờ nhiều, nó bị chai cái mụn đi nha. Nó bị chai cái mụn đi. Trị mụn thịt, em nói trị mụn thịt, không có cái thằng nào mà bôi trị mụn thịt hết trơn á. Mấy chị mà bị mụn thịt chịu khó đi lên Da Liễu. Nếu như gần thành phố Hồ Chí Minh, chịu khó đi lên thành phố Hồ Chí Minh, Da Liễu, đường Nguyễn Thông. Mấy chị tới đó chỉ tốn 500 ngàn, cách đây khoảng 3 năm. Mụn thịt em nó nổi quanh mắt nè. Nó nổi quanh mắt nè. Nói chung cái mặt em nó không có sót cái trò gì hết á mấy chơi mấy chị. Mụn nó nổi quanh cái chỗ mắt nè. Ở trên này nó nổi nữa nè mấy chị. Cái mụn thịt nó lây á nha. Cái mụn thịt nó lây á. Đầu tiên nó có 2-3 hột à. Xong từ từ em thấy nó lây ra nhiều vậy nè. Chỉ 500 ngàn thôi một lần chấm. 500 ngàn một lần chấm, bao nhiêu nốt cũng vậy hết trơn á, là 500 ngàn nó vô nó chấm, nó có cái đồ chấm giống như nó đốt laser vậy đó. Nó đốt bằng tia lửa điện á mấy chị, nó đem nó bôi tê cho mình xong rồi nó đốt. Rồi nó cho mình một cái tiếp bôi giống như là kháng sinh vậy đó, về bôi. Rồi nó sẽ bắt cho mình mua một cái tiếp mà trị sẹo nữa. Thì sau khi bôi kháng sinh tầm khoảng 3 ngày rồi bắt đầu bôi cái trị sẹo lên là nó sạch trơn hết. Chứ còn mấy chị đừng có tốn tiền cái mụn thịt, đã bị mụn thịt rồi là đừng có tốn tiền mà đi mua mà nó không có hết đâu. Đó, thành thử chị nào mụn thịt đừng có đi hỏi mà mua thuốc uổng tốn tiền.
lên Nguyễn Thông là cách đây 3 năm là em đốt 500 ngàn mà không biết bây giờ nó có tăng giảm gì không thì không biết. Thì cứ bao nhiêu nó cũng 500 ngàn đó, nó bôi tê xong rồi nó đốt bằng tia lửa điện là nó mới hết thôi nha. Chứ còn mà mụn thịt mà mấy chị bôi thuốc nó không hết đâu. À, để inbox địa chỉ chứ điện thoại đang bị mất chuông à, có khi gọi không nghe. Rồi ok chị nha. Vậy có gì là chị cho cái địa chỉ chính xác luôn để nhân viên nó tới nhà nó bấm chuông nó gửi hàng luôn nha chị. Chứ để là gọi điện không được nó không có giao hàng á. Rồi chị Ngọc Hòa Châu một cái tiếp mụn nè. Cái tiếp này mụn là 170 nha. Chị Ngọc Hòa Châu nè. Xong rồi chị Nguyễn Chi một tiếp mụn nè. Đừng có rờ nha, nói mấy bé nó đừng có rờ. Nó đừng có rờ. Ok chị Nguyễn Ngọc nha. Không cái đó nó thiệt á. Cứ đi lên da liễu đi, ví dụ như ở dưới chị mà có da liễu nào cái thủ thuật nó làm nhanh lắm, nó không có làm nó dễ làm lắm, nó không có làm lâu đâu. Nhưng mà nó quan trọng đừng có đi vô mấy cái chỗ mà thẩm mỹ viện, tại vì mấy chị biết sao? Vô thẩm mỹ viện cái tay nghề nó không có cao. Cái tay nghề nó không có cao, khi mà nó chấm sâu quá tại vì nó đốt bằng tia lửa điện mà. À, nó đốt bằng tia laser, bằng tia lửa nó đốt sâu quá thì nó bị cái sẹo của mình, cái lỗ nó sâu thì nó bị sẹo nó xấu. Còn mà mấy chị mà cứ vô da liễu, tại vì cái bệnh đó người ta làm hàng ngày rồi, người ta biết cái độ nông độ sâu của nó như thế nào rồi, là người ta chấm đúng đó là nó không có bị sẹo gì hết trơn á. Con mắt em nè, thấy gì không, cái chỗ này nó hơi sơ sơ nè, đây nè, nó mấy cái hột này hồi bự nè, rồi nó bị sát con mắt luôn á. Cái mặt em là không thiếu giống gì hết trơn, gì cũng có hết trơn. Không tàn nhang là không, tàn nhang là chắc chắn là trị không có, có hết rồi, nó chỉ mờ thôi à. Em là hồi giờ cái tàn nhang em mà nó đậm, hiện tại đi Thái về là bây giờ từ cái da tay ra tới cái da mặt nè, cái da mặt em nó đang bị lột da nè. Đi nắng bên đó quá, mặc dù là kem chống nắng một ngày bôi hai lần mà nó không có đủ, nó nắng kinh hồn lắm. Rồi đi ra mới lạnh, rồi đi ra nắng, rồi đi vô mới lạnh nữa, thành thử cái da nó khô. Da em bây giờ hiện tại đang về là nó bị lột da nè. Nó đang bị thay da, nó đang bị lột da, có nghĩa là đang bị cháy nắng không, nó bị lột nè. Cái nám nó đang đậm, cái tàn nhang nó đang đậm. Tàn nhang là không bao giờ hết. Em có đi bắn laser đồ hết rồi, nhưng mà bắn nó cũng không có hết, nên là đừng có tốn tiền để trị tàn nhang, chỉ là mờ thôi. Chị nào mà đậm quá thì mua cái cây son nám á, 600 ngàn một cây, cây son nám về cứ bôi cái vùng đó cho em, rồi từ từ nó sẽ lột, nó sẽ khô cái mày đó, chỗ đó rồi nó lột, nó mờ ra, thì cái tàn nhang nó sẽ mờ thôi, chứ còn mà nói chuyện hết là không bao giờ hết nha. Cái tiếp mụn là 170, tiếp mụn là 170. Còn cái chai sữa rửa mặt này là 290, cái sữa rửa mặt này dạng bột, dạng bọt 150ml nha, của hãng nó luôn đó, là cái chai sữa rửa mặt trị mụn nha. Rồi có chị nào cần hỏi à, hồi nãy chị nào hỏi cái collagen bột với lại là cái detox. Cái collagen bột nè giá là đang sale là còn 270 ngàn nha. 270 ngàn cái hộp collagen này, một hộp của nó là 15 gói, tính ra rất là rẻ đó, tính ra rất là lẻ rẻ để làm đẹp. Cái collagen thì mấy chị nào mà ví dụ như có khả năng mấy chị cứ uống dài dài cho em mà uống phải đều đặn nha, chứ còn mà mình uống nhấp nhả thì coi như nó không có thà được uống. Còn nếu như đã uống rồi thì phải uống đều đặn cho em, cho cái da nó đẹp ha, cho cái da nó đẹp. Chứ bây giờ từ khoảng 30 tuổi trở lên là da nó không còn độ đàn hồi nữa rồi, là bắt đầu mình phải bổ sung vô cho nó, giống như là mình phải trùng tu nó đó, chứ để là nó da nó nhanh chảy xệ. Thì cái này á, nó mấy chị uống dễ uống lắm, nó là cái gói dạng bột nè, em đã pha thử uống rồi. Cái dạng bột này uống như y chang như xì tinh dâu vậy nha mấy chị, y chang như xì tinh dâu vậy đó, nó cũng ngọt mà nó cũng thơm, cái mùi dâu y chang xì tinh dâu của mình uống vậy đó, nó y chang cái chai xì tinh đỏ đó. Thì một hộp như của nó là 15 gói nha, một ngày mình uống một gói. Còn nếu như mà chị nào mà muốn tiết kiệm thì cách ngày uống một gói và uống đều đặn luôn cho em, uống đều đặn luôn cho em ha, cái collagen á, thì mấy chị sẽ thấy nó hiệu quả. Còn cái này là cái detox, nó hỗ trợ giảm chị một tiết mụn nha. Rồi ok mấy chị nha. Cái này là nó hỗ trợ giảm cân nha mấy chị, nó hỗ trợ giảm cân. Còn chị nào không giảm cân uống detox cũng được, để cho nó thải độc tố trong người ra nha. Cái này là 250. Cái này là mấy chị lên trang eBay hoặc là Amazon đó. Hiện tại em mới lên search em xem thử là giá của nó là bán 45 đô là hai hộp, 45 đô là hai hộp, tính ra là 1 triệu mấy hai hộp.
mà em mua được hàng sale chỉ có 250 thôi đó. Em nói mấy chị nè, uống collagen nha, về nếu như mấy chị thấy uống ok, mấy chị thấy uống dễ ok, mấy chị đặt hàng em liền chứ để không có hàng nha. Tại vì cái collagen mình phải uống thường xuyên, chứ còn mà mình uống một hộp không thì nó không có tác dụng gì mấy đâu. Mấy chị uống thường xuyên, thành thử là phải, nếu như uống về mà thấy ok, thấy ổn thì mấy chị đặt hàng em liền. Tại vì ở đây là em còn á con chuột 1, 2, 3, 4 à, 6 x 4, 24 24, 25, 26. Hiện tại ở đây em còn 26 hộp nha. Thì chị nào mà về uống ok thì ấy nha. Không, mụn thịt, cái mụn thịt là có... Trời Ngọc ơi, nó bò lên nó nhìn chị luôn kìa Ngọc. Ủa, cái dạng dễ sợ luôn à. Cái mụn thịt còn mới mình có bôi nó cũng không hết. Còn nếu như mà cái mụn thịt đó mà nó cái kiểu, ôi trời ơi nó giỡn mày ơi, cái mụn thịt mà cái kiểu mà nó bám vô da mà sơ sơ á, mấy chị có thể ngắt ra được thì mấy chị ngắt, nhưng mà sợ đau lắm. Em sợ đau lắm, cái mụn thịt mà nó có cái kiểu nó bám vô da mình mà cái cùi không á thì có thể ngắt ra. Ông chồng em mấy bữa ông ngắt một hai cái thì xong rồi bắt đầu nó hơi trầy trầy, hơi trầy trầy chỗ đó. Còn nếu như cái mụn thịt mà nó bám chặt vô da rồi á thì thôi mấy chị đi đốt đi nha, chứ còn bôi nó không hết đâu. Cái thuốc mụn em gần hết rồi nha, cái thuốc mụn em gần hết rồi đó. Chị trút hơn một hộp trị mụn nè. Mấy cái này mà cho mấy bé mà coi như nó tuổi dậy thì nó bị mụn là rất là ok luôn. Chị đổ loang nè. Không. 3 7 8 2 1 3909. Rồi ok chị đổ loang nha, ok chị trút hơn nha. Trị mụn em chỉ còn 3 tiếp thôi nha mấy chị ơi. Cái thuốc trị mụn em chỉ còn 3 tiếp thôi là hết rồi đó. Chị Nguyễn Liên một collagen bột đúng không? Ok chị Nguyễn Liên nha. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Trời nó giỡn mặt mày ơi. Ngồi bó tay luôn á. Chị nào mà hiện tại mà đang ở Thái á, mấy chị vô mấy cái question này nè. À mà chắc hết khuyến mãi rồi. Hôm em đi là nó chỉ còn 2 ngày, nó chỉ có khuyến mãi 2 ngày, sale 2 ngày thôi. Là hôm thứ 6 và hôm thứ 7. Mà hôm thứ 7 em về rồi nên em không có đi gom hàng được. Nó xe hôm thứ 6 đi gom hàng là cái người dân ở Thái á, người ta đi mua cái này á, mấy chị biết. Cứ một người mà xách nguyên một lốc 6 hộp vậy nè. Cứ mua một lốc nó đang sale mà. Nó đang sale rất là rẻ luôn. Cái gì ta? Rồi ok chị Nguyễn Liên nha. À, trị mụn là 170 nha. Trị mụn là 170 một tiếp á. Nhớ là chấm vô cái mụn nha. Chấm vô cái mụn đừng có bôi lan. Tại vì nó thấy 170 vậy chứ mắc tiền chứ không có rẻ đâu. Mắt chứ không có rẻ đâu nha, nhưng mà chấm vô cái mụn thôi, đừng có bôi. Chấm vô sơ sơ cái vùng này hơi lan lan ra chút vậy thôi, chứ đừng có bôi cái vùng khác nữa. Cái bôi cái vùng không có mụn là nó phí nha, vừa đủ thôi, không có lấy nhiều quá. Tại vì 170 ngàn một tiếp đó em thấy nó cũng mắc đó chứ không có rẻ đâu nha. Nên là mấy chị bôi ở cái chỗ đó thôi, ở cái chỗ mụn rồi hơi chấm chấm ra vùng xung quanh để cho nó khỏi lan qua thôi. Đừng có bôi ở những cái chỗ khác nữa, nó tốt. Rồi ok. Ok chị Nguyễn Liên nha. Mấy chị nào mà xài collagen cái đề tóc á thì mấy chị là cứ ví dụ cái đề tóc này nè là một hộp nó 10 gói đúng không? Thì mấy chị uống 10 gói cho em. Nếu như chị nào mà thấy mà thải độc cơ thể á, thì uống 10 gói cho em xong rồi ngưng. Ngưng rồi khoảng 1 tháng sau mình dùng lại, 1 tháng sau mình dùng lại. Còn nếu như chị nào mà muốn giảm cân, muốn giảm cân thì mình uống cho em trong vòng khoảng 2 hộp liền. 2 hộp liền cho em là 20 ngày á. 20 ngày là mấy chị uống xong mấy chị ngưng.
ha, uống ngưng xong rồi tháng sau bắt đầu mình dùng, chứ không dùng liên tiếp nha, không dùng liên tiếp. Tại vì còn chị nào mà nếu như mà ví dụ như cơ địa mà kiểu bón như em á thì ok, không sao hết trơn, giống như mình ăn khoai lang, mình ăn rau hàng ngày. Còn chị nào mà cơ địa mà bình thường á thì em uống, em sợ là mấy chị uống là tới hộp thứ hai là mình đi nó sẽ hơi cái kiểu là chất xơ nó nhiều quá. Tại vì hàng ngày mình đã ăn chất xơ rồi, mình đã bổ sung chất xơ rồi, mà cái này hàm lượng chất xơ nó cũng cao nữa, nó tới 5.500 mg là cái hàm lượng chất xơ mà hoàn toàn từ tự nhiên hết nha. Thì cái hàm lượng chất xơ nhiều quá thì em sợ nó mát ruột quá, nó mát ruột quá là nó nhuận tràng đó mấy chị, em sợ nó mát ruột quá thôi. Chứ còn mà hàm lượng mấy chị về mấy chị đọc ở phía sau này, toàn bộ là từ thiên nhiên hết, từ rau củ quả hết đó. Ví dụ như người mà cơ địa nóng, cơ địa nóng hay bị bón giống như em 2-3 ngày mới đi thì ok, xài thường xuyên được, tại vì mình bổ sung hàm lượng chất xơ giống như mình ăn rau củ hàng ngày. Còn mà chị nào cơ địa bình thường thì coi như nếu như muốn đề tóc, muốn đề tóc cơ thể thì uống khoảng một hộp, còn nếu như mà mình muốn giảm cân uống hai hộp liên tiếp cho em. Để em thử thử nha, để em uống em thử thử coi thử là em uống được 3 ngày rồi thì thấy bình thường không có sao hết. Nhưng mà để em uống thêm, em uống thêm nữa thử, em uống xong bắt đầu uống tiếp thứ hộp thứ hai thử cái độ giảm cân nó nhanh tới mức nào nha. Cái độ cái đề tóc cơ thể nó thải tới mức nào. Rồi ok nha. Chị Nguyễn Liên. Cái đề tóc này á, chị nào mà coi như người mà không có mỡ, không cần giảm cân, uống cũng rất là tốt nha, uống cũng rất là tốt. Rồi ok mấy chị nha, em kết thúc like ở đây. Hẹn ngày mai hoặc ngày mốt gì đó mà nó có về thêm nữa. Tại vì cái đợt lô này thì em gửi hôm thứ 6, mà hôm nay em đã nhận được hàng rồi, chứng tỏ nó đi rất là nhanh. Còn cái hôm mà hàng thứ 7 em gửi tiếp nữa thì không biết là khi nào nó về. Hôm trước em có gửi 2 cục về mà tới 5 ngày, 5-6 ngày nó mới về tới nơi, nên không biết là cái đợt này nó về nhanh hay lâu, nó không biết. Rồi em bye bye mấy chị nha. Coi như chị nào mà xem lại like á, có bị có 16 tuổi bị bón uống được không? Cái này á, nói chung là không hỗ trợ bón, nhưng mà em nghĩ là bị bón là do thiếu chất xơ. Uống bình thường nha chị, uống bình thường không có sao hết trơn. Tại vì cái này nè, chị về chị đọc cái trên này nè, chị đọc cái thông tin chi tiết ở trên này, nó hoàn toàn là từ tự nhiên hết, từ rau củ quả hết, chứ không có cái gì mà đây nè, đọc từ trên xuống dưới tới đây luôn, toàn bộ là rau củ quả hết trơn nè. Đó, cái chất xơ nè, inulin này nè, là cái chất xơ nè, cái chất xơ của nó nè là từ trà xanh, từ cái cây xương rồng, từ cái đây là cái quả mâm xôi nè, từ gạo lứt nè, từ cái bông cải nè, rồi cái này là từ cái củ gừng nè, rồi cái này nghệ nè, rồi cái này là trà xanh nè. Hoàn toàn từ ấy hết, hoàn toàn từ tự nhiên hết, thành thử là 16 tuổi uống ok, không có gì hết, chất xơ không à, chất xơ không à. Nên là người mình nó hơi bị bón, cơ địa nó hơi bị nóng á, là coi như mình bổ sung chất xơ vô ok. Giống như bé nhỏ của em mà nó mới có 5 tuổi mà hồi nhỏ nó ấy á, là phải đi nhi đồng á, nó cho uống một cái gói mà của hãng Abbott, cái gói gì em quên mất rồi, nó cũng bổ sung chất xơ không mà, để cho nó dễ đi cầu thôi. Nên là 16 tuổi mà bị bón uống cái này vẫn bình thường không sao hết. Em đọc cái hàm lượng của nó toàn bộ là tự nhiên hết. Rồi có chị nào cần hỏi cái gì em nữa không? Giảm cân bao nhiêu em? Cái này là cái đề tóc nha, nó hỗ trợ giảm cân thôi, chứ nó giảm cân nhẹ chứ nó không giảm cân nhiều đâu. Rồi ok chị Sam Võ nha, không lấy trị mụn, lấy kem tan mỡ lạnh đúng không? Ok chị nha. Ok chị Sam Võ nha. Cái này nó hỗ trợ giảm cân nha, hỗ trợ giảm cân thôi. Có nghĩa nó đào thải mỡ thừa, rồi nó đào thải cái thôi, chứ còn mà nó hỗ trợ giảm cân thôi, chứ còn nói mà giảm cân nhiều là không giảm cân nhiều đâu. Nói trước chứ để mấy chị là trông đợi là coi như là uống xong rồi nó ủa chứ sao nó giảm có nửa ký ký gì vậy, chứ nó không có giảm 3-4 ký. Không có, cái này là nó chỉ hỗ trợ phần nào thôi, chủ yếu là nó đề tóc, nó thải độc cơ thể mình ra. Mấy chị cứ hay nghe đề tóc cơ thể là vậy đó, hay nghe cứ đề tóc á, uống đề tóc rồi này nọ, xong rồi nước ép đề tóc là coi như từ thơm, rồi từ dưa hấu, từ này nọ, khi mấy chị uống vô thì nó rất là nhuận tràng, là cái dạng vậy đó.
Rồi, ok chị sao? À, Ngọc ơi, em kiếm cái thùng nào em lên em lấy mấy cái hàng của mấy chị chốt nè, xong rồi xuống cái đó mai chốt hàng cho mấy chị. Rồi ok mấy chị. À, em uống thì quen rồi, em uống em thấy dễ tại vì em cũng hay uống nước nước rau củ đồ này nọ thì em thấy uống dễ chứ không khó. Em thấy uống dễ chứ không khó, nó y chang như là cái bột trà xanh, mấy chị có đi ăn sushi mà uống cái bột trà xanh matcha chưa? Nó dạng dạng như vậy, nó dễ uống chứ nó không có khó uống. Rồi ok chị Sam vỏ nha. Cái treo mà tan mỡ bụng lạnh này nè em chỉ còn hai tiếp nữa thôi. Chị nào mà cần mà tan mỡ bụng cái này nó mấy chị bôi mà thường xuyên nha, nó hiệu quả nha mấy chị, hiệu quả chứ không phải mà nói suông đâu nha, nhưng mà phải kiên trì. Có nghĩa là mấy chị bôi lên bụng khoảng 5 đến 10 phút xong rồi là mấy chị quấn cái gen mà cái gen bản của em, mấy bữa em hay nói cho mấy chị đó. Ủa hồi nãy có hai tiếp tẩy tẩy tế bào chết body không có, tẩy tế bào chết body là hồi nãy có hai tiếp ai chốt rồi không? Hồi nãy có tẩy tế bào chết body nó có hai tiếp mà. Cái này á rồi xong mấy chị quấn đai quấn nóng nữa cho em là nó hiệu quả lắm nha. Nó rất là hiệu quả nhưng mà phải kiên trì kìa. À, muốn mà giảm nhanh đó thì mấy chị một ngày quấn cho em hai lần quấn nóng, hai lần sáng và tối, mỗi lần quấn 45 phút. Mình có thể mình ngồi tivi mình coi mình quấn cũng được ha. Là nó hiệu quả lắm luôn á nha. Mấy chị cứ thử đo trước và sau. Tẩy tế bào chết mặt. Ủa tẩy tế bào chết mặt mình còn không Ngọc? Hết cái măng cục hôm bữa hết luôn hả? Còn không? Hết hả? Rồi ok chị Kiều Huyên hết rồi, để em tẩy tế bào chết mặt để em đặt hàng Hàn Quốc ở nha. Ngày 11 là sẽ có chuyến Hàn Quốc về đó. À mấy em nó còn 2% pin này, em nói nhanh luôn cái xăm Mỹ em về luôn rồi nha. Cái xăm Mỹ em về luôn rồi nè. Chị nào mà có dặn xăm á thì báo với em nha. Cái xăm này á là coi như thần thánh lắm á. Coi như là đi đâu, nói chung là em hay dùng xăm đó, đi đâu là coi như là cũng có nó với lại cái củ thiên mã đó, hay nhức đầu là cái xăm với củ thiên mã. Còn cái nước hoa nè, nước hoa hàng Mỹ em cũng về luôn rồi nha. Cái Gucci nè, cái Lancôme này là Lancôme cái dạng viên kim cương nè. Còn cái Lancôme này là Lancôme mà cái chai nó có cái nơ nè. Đó, em có đăng hình hết mấy cái hàng này, lát nữa có gì em sẽ đăng hình lại. Tại vì bây giờ còn có 2% pin, chuẩn bị pin nó hết rồi. Rồi cái pin hàng Mỹ này mới về thì về với xăm với nước hoa luôn nè. Cái bill nè của Việt Cargo nè mấy chị, nước hoa nha. Bill này để em lọc cái mặt sau cho mấy chị thấy nè. Em quay cái camera sau cho mấy chị thấy cái bill nó nha. Đây cái bill nè. Mấy chị để thấy tiếng Việt không? À, thấy ấy đúng không? Gửi về là ngày 24 tháng 5 là từ bên Mỹ gửi về nha. Nó về đây là hôm ngày 1 ngày 2 á, nhưng mà em ở bên Thái mất nên không có nhận được hàng. Thì nó có chi nhánh tại Việt Nam là nơi Trăng Long nè, còn chi nhánh tại Mỹ là ở San Jose, bang Cali nè mấy chị. Đó, bên biên nhận giao hàng nè, gửi về em Nguyễn Thị Ngọc Diễm nè, thấy không? Còn bên này nè, bé Trâm nó gửi về cho em nè. Đó, ở địa chỉ San Jose bên đó nè. Rồi gửi về nè mấy chị, hồng xăm nè mấy chị thấy không? Hồng xăm gửi về được 3 hộp nè, 3 thùng nè. Rồi bên này là cái chai Lancôme Lavi nè, 75ml nè mấy chị thấy không? Đó là gửi về được cái Lancôme là gửi về được hai chai nè. Gửi về được hai chai nè. Cái Gucci Bloom nè. Rồi cái Lancôme Treasure nè, Treasure 50ml, cây Gucci Bloom là 100ml nè. Đó rồi cái túi nước hoa Sambo là ống ống cái dạng ống ống nhỏ nhỏ đó. Đó rồi tâm bao tử nè mấy chị không? Đó là gửi về nè. Là cái bill gửi về từ bên Mỹ là gửi hôm 24 tháng 5 thì về em hôm ngày 1 ngày 2 gì mà em ở bên Thái mất, hôm nay em mới nhận được hàng. Đó, rồi. Á Ngọc ơi lấy cái áo mưa vô chứ trời mưa, lát nữa không có áo mưa về Ngọc. Nó ướt á. Rồi ok mấy chị nha. Em bye bye mấy chị nha. Hẹn chị nào mà xem lại like có đặt cái gì nữa thì có gì inbox cho em nha. Bye bye mấy chị. Pin em cũng hết luôn rồi. À, để em đăng hình lại cho chứ cái giá hôm bữa trước em đăng mà em quên mất rồi. Cái giá em quên, để em đăng hình lại cho nha. Em đăng hình lại rồi em báo giá cho. Cái giá nước hoa đợt này em lấy là nó cũng đang sale đó. Nó cũng đang sale luôn á. Bye bye mấy chị nha.